Nguyên Hồn cười lạnh nói với Âu Dương Tiễn, sát ý bộc phát nói. Động thủ, giết, linh hồn thể tuyên cổ cảnh cao giai rất bổ đấy. Linh hồn hắn chúng ta muốn một phần. U La, Huyễn Lang hai người gật đầu, ba người cùng lao lên. Rầm rầm rầm. Phá thổ, Hàn Minh, Cuồng Thử, Kinh Lôi đang ngăn cản đám tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, đại chiến hết sức căng thẳng. Cút ngay. Âu Dương Tiễn hét lớn một tiếng, cánh tay chấn động, hắn đánh ra một chảo ngăn cản công kích đánh tới. Xoẹt. Hai đạo năng lượng va chạm với nhau, nhưng lại không có tiếng nổ lớn sinh ra, không gian bị ăn mòn không còn gì, hiển nhiên triệt tiêu nhau trong vô hình. Xuy. Giờ phút này Huyễn Lang xuất hiện bên trái, một vuốt âm hàn đánh vào hông của Âu Dương Tiễn. Đối mặt công kích như thế, sắc mặt Âu Dương Tiễn trầm xuống, trường bào vặn vẹo thật nhanh, lật tay đánh ra một quyền. Bành. Ngăn cản một kích này, Âu Dương Tiễn bị Huyễn Lang và Nguyên Hồn bức lui. Vù vù. Trong nháy mắt này, Dạ Xoa nhất tộc U La xuất hiện, sát khí âm trầm quét qua Âu Dương Tiễn. Sát khí u ám này ảnh hưởng tới linh hồn, lập tức sát khí ngưng tụ thành vô số xạ ảnh xuyên thủng không gian, lao thẳng về phía Âu Dương Tiễn. Phá! Sắc mặt Âu Dương Tiễn trầm xuống, hét lớn một tiếng, trong tay biến hóa thủ ấn cực lớn, hỏa diễm cực nóng bùng phát, lập tức ngọn lửa nổ tung, vòng xoáy năng lượng quét qua các hướng. Ầm ầm. Thực lực ngươi còn kém một chút. U La Quỷ Mị xuất hiện sau lưng Âu Dương Tiễn, một đạo sát khí u ám đánh vào người Âu Dương Tiễn. Bành! Đối mặt với sát khí đánh từ sau lưng, thân ảnh Âu Dương Tiễn bố trí một kiện áp giáp, lập tức bắn ngược sát khí trở về, nhưng bản thân hắn vẫn bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Siêu, siêu! Trong thời gian ngắn, Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang một trái một phải phóng lên trời, thân ảnh hai người bộc phát nguyên lực bằng bạc, lập tức xuất một chảo hạ sát thủ với Âu Dương Tiễn. Ken két! Một chảo đánh xuống, âm thanh quỷ khóc thần gào vang vọng hư không. Một chảo này làm không gian vặn vẹo nổ tung. Hừ! Âu Dương Tiễn cắn răng, hai tay chấn động, hàn ý xuất hiện trong mắt, trong tay ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng, năng lượng đáng sợ bạo phát ra ngoài, thậm chí còn có uy áp lan tràn trong đó, ngay sau đó là hai người va chạm với nhau. Bành bành! Va chạm như thế làm không gian run lên, không gian đông cứng lại, ngay sau đó tiếng nổ kinh thiên truyền khắp không gian. Bang bang! Mảnh vỡ năng lượng bắn ra bốn phía, gợn sóng không gian không ngừng chấn động dữ dội. Phụt! Lấy một chọi hai, Âu Dương Tiễn lại bị đẩy lui, huyết phụ thấm ướt áo giáp trên người hắn. Âu Dương Tiễn, linh hồn phân thân của ngươi đâu, vì sao không liều mạng, khặc khặc. Nguyên Hồn cười lạnh, hận không thể ép Âu Dương Tiễn sử dụng linh hồn phân thân đại chiến, linh hồn phân thân là đại bổ vật với hắn. Linh hồn của ta tuyệt đối không rơi vào trong tay các ngươi. Âu Dương Tiễn quát lớn, đối phó phệ hồn nhất tộc, vận dụng linh hồn phân thân là đưa dê vào miệng cọp, hắn tự nhiên là không làm như thế, căn bản không có thời gian để ý tới thương thế của mình. Âu Dương Tiễn kết thủ ấn quái dị, thủ ấn biến hóa liên tục. Tổn hồn thiên biến bí pháp. Khi thủ ấn cuối cùng vừa dứt, khí thế của Âu Dương Tiễn tăng lê y đỉ y hát điểm, sắc mặt tái nhợt tới tận cùng, miệng phun máu tươi. Không tốt, Âu Dương vận dụng tổn hồn thiên biến bí pháp. Bí pháp này cả đời chỉ dùng được một lần, dùng linh hồn phân thân làm đại giá tăng tu vị lên trong thời gian ngắn ngủi, sau này linh hồn phân thân không còn, về sau tu vị cũng không có khả năng tiến bộ. Trên chiến hạm cấp 6 của quân đoàn thiên hạm, ánh mắt Mộ Linh Lạc lập lòe, trong lúc mơ hồ bắt đầu xúc động, nhìn qua đại quân Minh Linh, thúc giục hạm đội oanh kích cuồng mãnh. Không tốt, Âu Dương Tiễn vận dụng bí pháp gì đó tăng cường thực lực. Nguyên Hồn cảm giác được khí tức của Âu Dương Tiễn tăng lên, ánh mắt ngưng trọng. Bí pháp mà thôi, trèo trống không bao lâu sẽ nỏ mạnh hết đà. Huyễn Lang trầm giọng nói. Bí pháp hả, thì tính sao, lật không nổi sóng cồn. U La trầm giọng nói, hắn lại lao về phía Âu Dương Tiễn. Lão tử cho dù chết cũng phải nhổ răng các ngươi, đến đây đi. Âu Dương Tiễn hét lớn, ánh mắt âm trầm, nguyên lực bộc phát dữ dội. Ầm ầm. Trong chiến đấu thế này, bất kể là nhân tộc, thú tộc, hay là phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc, cho dù là đại đạo cảnh đều có người không ngừng từ trên không trung rơi xuống, có thân thể nổ tung, đây mới thực là huyết chiến không chết không thôi. Trong chiến đấu này, có đôi khi không chỉ cần thực lực mạnh bảo vệ mình, song quyền nan địch tứ thủ, trong đại trận,
từ trước tới nay đều là đạo lý giết địch 1.000 tự tổn 800. Thời điểm này những người vốn sợ hãi đều biến thành dũng cảm, chỉ có dốc sức liều mạng chém giết mới có thể tìm được hy vọng sống sót. Chỉ có chém giết, không ngừng chém giết mới giết sạch đối phương. Trong sơn mạch bao la, sát khí, huyết tinh, sát khí ngập trời, thây chất đầy đồng. Đây đã là địa ngục, cửu u địa ngục, giết chóc cỡ này làm lòng người lạnh giá. Phó đoàn trưởng. Trong lúc kích chiến có người hét lớn, quân đoàn linh hỏa có một phó đoàn trưởng tuyên cổ cảnh sơ giai bị cường giả tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc vây công đánh chết. Đám người trên bầu trời, hai tên tuyên cổ cảnh trung giai vây công Hàn Minh, người hắn loang lổ vết máu, mái tóc mai trắng nhuốm máu, một cánh tay bị chặt đứt từ lúc nào, âm khí đang ăn mòn cánh tay. Đi chết đi. Hai tuyên cổ cảnh lang linh nhất tộc một trái một phải phóng thích âm khí rất mạnh, đôi mắt hung tàn tập trung vào Hàn Minh, mang theo công kích khủng bố lướt về phía Hàn Minh, ven đường không gian bị hủy diệt không nhẹ. Ánh mắt Hàn Minh trầm xuống, đến thời điểm này hắn biết rõ mình không có lựa chọn khác, hắn hiện tại thương thế rất nặng, không thể chống lại. Lão tử liều với các ngươi, phải chết cũng phải kéo một tên làm đệm lưng khô rằng có thể chiếm tiện nghi của lão tử sao, chư vị huynh đệ, ta đi trước một bước, ha ha. Hàn Minh cười to, khí tức nóng bỏng lan tỏa ra các hướng, năng lượng chấn động bao phủ hai tên lang linh nhất tộc vào tầm ảnh hưởng, hắn lại ôm chặt lấy một tên trong đó, thân ảnh của hắn nổ tung. Bành bành! Thân ảnh Hàn Minh nổ tung, không gian chung quanh bộc phát hào quang chói mắt, trên bầu trời xuất hiện lỗ đen thật lớn. Một tên lang linh nhất tộc trọng thương hoảng sợ lui ra, mà tên lang linh nhất tộc bị Hàn Minh ôm lấy đã bị nổ thần hồn câu diệt, cặn bã cũng không còn. Đoàn trưởng, Hàn đại ca, Hàn Minh, rất nhiều tiếng kêu vang lên, mắt thấy Hàn Minh hồn anh tự bạo, quân đoàn thiết huyết chỉ còn lại một nửa đệ tử kêu lên thảm thiết, hai mắt đỏ thẫm, Truy Mệnh và các đoàn trưởng khác hét lớn, sát ý nồng đậm bộc phát. Giết, liều, mọi người đã giết mắt đỏ, không ngừng chém giết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhưng đại quân Minh Linh đại quân cũng không phải ăn chay. Trong chém giết như thế, chỉ có không ngừng vẫn lạc, không ngừng thây ngang khắp đồng. Máu tươi, sát khí, sát phạt đã bao phủ tâm hồn mọi người. Rầm rầm rầm. Phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc chiếm ưu thế tuyên cổ cảnh đông hơn người hai đại thế giới, nhiều hơn tới 1/3, không ít cường giả bị vây công tràn ngập nguy cơ, cũng không ngừng có người vẫn lạc. Trong khoảng thời gian ngắn, tuyên cổ cảnh của hai đại thế giới không còn bao nhiêu. Lần nữa có mấy tuyên cổ cảnh sơ giai bị chém giết. Bành bành. Phá thổ bị một tuyên cổ cảnh trung giai của lang linh nhất tộc nhắm trúng, giao thủ hơn 10 chiêu bị đối phương làm trọng thương, phá thổ cũng tự bảo. CKIT, T, T, oanh. Vô liêm sỉ, Minh Linh đáng chết, lão tử liều với các ngươi. Các cường giả bị đánh chết liền sử dụng hồn anh tự bảo, đây không thể nghi ngờ ký sát ý ngập trời của người hai đại thế giới. Tất cả mọi người không tiếp tục giữ lại, chỉ có chém giết sát phạt mới là việc nên làm. Nhưng thực lực kém hơn, đại quân hai đại thế giới chống lại lang linh nhất tộc cùng phệ hồn nhất tộc càng ngày càng cố sức. Từ khi bắt đầu cuộc chiến còn chiếm thượng phong, khi cường giả phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc gia nhập đánh chết không ít cường giả tuyên cổ cảnh của thú tộc và nhân tộc, bọn họ bị đánh tan tác. Ba tuyên cổ cảnh cao giai và U La là người dạ xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai tọa chấn. Âu Dương Tiễn thúc dục bí pháp cũng không kiên trì bao lâu. Bành! Khí tức trên người Âu Dương Tiễn bắt đầu hỗn loạn, chiến lực bắt đầu hạ thấp, trong lúc không cẩn thận bị một đám sát khí u ám đánh lén. Phụt! Miệng phun máu tươi, thân ảnh Âu Dương Tiễn rơi thẳng xuống đất, sắc mặt tái nhợt, còn tái nhợt hơn cả lúc trước, giống như trong người không còn chút máu nào cả. Âu Dương Tiễn, không còn bí pháp trèo trống rồi sao, ngươi xem như không tệ, bằng không như vậy đi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, gia nhập vào Thiên La Minh chúng ta tạm tha ngươi một mạng thế nào, khặc khặc. Nguyên hồn âm lệ cười lạnh, nhìn thấy Âu Dương Tiễn trọng thương, bọn chúng tự nhiên cảm giác khí tức Âu Dương Tiễn đã không ổn định, sợ rằng bí pháp sắp không thể duy trì được bao lâu. Chúng ta không có người đầu hàng, chỉ có hồn chết trận. Âu Dương Tiễn lạnh lẽo nhìn nguyên hồn, nhìn qua chiến trường thê lương, quát. Người thượng thanh thế giới, thái hoàng thế giới nghe đây. Không có người đầu hàng, chỉ có hồn chết trận, liều chết chiến một trận, huyết chiến đến cùng. Liều chết chiến một trận, huyết chiến đến cùng. Giết! Giống giống! Nghe Âu Dương Tiễn nói thế, cường giả thú tộc cùng nhân tộc không sợ hãi,
toàn lực chém giết đối thủ. Ầm ầm, tất cả chiến hạm, chém giết tới cuối cùng, thẳng đến khi tiêu hao tinh thạch thế giới không còn mới thôi, giết. Thái A huy động lệnh kỳ hét lớn, giờ phút này hắn cũng không quan tâm tới sống chết bản thân. Giống giống, từng chiếc chiến hạm phi hổ bắt đầu xạ kích, một cơn ác mộng với Minh Linh bắt đầu. Quân đoàn Hùng Phong có hợp kích, những nơi đi qua phá hủy rất nhiều đại quân Minh Linh, thanh thế vô cùng khủng bố. Huyết chiến đến thời điểm kịch liệt nhất, chém giết đã lên cao trào. Phá hủy các chiến hạm kia đi. Huyễn Lang quát lớn, hạm đội và đại trận hợp kích gây ra tổn thất quá lớn, hắn không thể bỏ qua. Ngao ngao. Ô ô. Khi Huyễn Lang quát lớn, mấy tên tuyên cổ cảnh lập tức buông bỏ vây công cường giả Thái Hoàng thế giới, Thượng Thanh thế giới, lập tức tiến lên phá hủy quân đoàn Hùng Phong. Phá. Cường giả Lang Linh nhất tộc và Phệ Hồn nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh ra tay, lập tức phóng thẳng về phía chiến hạm của quân đoàn Hùng Phong. Bành bành. Năng lượng công kích quá mạnh, không gian tan vỡ, những chiến hạm bị công kích không thừa nhận nổi nên nổ tung, người chết vô số. Ầm ầm. Khi đám cường giả tuyên cổ cảnh của Phệ Hồn nhất tộc cùng Lang Linh nhất tộc ra tay, không ngừng có chiến hạm và đại trận bị phá hủy, binh bại như núi đổ, đối với Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới mà nói, đây chẳng khác gì đã rét vì gió lại lạnh vì xương. Vô liêm sỉ, nợ máu trả bằng máu, tộc ta sớm muộn gì cũng trả mối thù này. Nhìn chiến trường, Âu Dương Tiễn hai mắt đỏ thẫm, hắn bi phẫn nhưng không thể làm gì, sát khí trùng thiên quát lên. Âu Dương Tiễn, tới phiên ngươi rồi. Nguyên hồn nói một câu, lập tức nói với Huyễn Lang và U La. Động thủ. Siêu siêu siêu. U La ba người cùng hành động, ba người lao thẳng về phía Âu Dương Tiễn, lập tức hạ sát thủ với Âu Dương Tiễn. Xoẹt. Ba người công kích Âu Dương Tiễn, ven đường không gian nứt vỡ lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Xuy. Ánh mắt Âu Dương Tiễn trầm xuống, bỗng dưng ánh mắt sinh ra hàn ý, thân ảnh không chút tránh né, khí thế tăng vọt. Vô liêm sỉ, hắn muốn hồn anh tự bạo kéo đệm lưng, mau lui lại. U La hét lớn một tiếng, hắn phát hiện Âu Dương Tiễn lúc này lựa chọn tự bạo hồn anh, lập tức thu hồi công kích sau đó rút lui. Tuyên cổ cảnh trung giai tự bạo hồn anh ngay cả U La cũng không dám chạm đến, huống chi Âu Dương Tiễn còn là tuyên cổ cảnh cao giai, U La càng không dám động vào. Tự bạo hồn anh, hỗn đản. Nghe U La kêu lên, Nguyên Hồn và Huyễn Lang hai người lui ra, trực tiếp trốn tránh, đâu còn tâm tư lao lên phía trước, người tu vị đồng cấp tự bạo, nếu bọn họ bị ảnh hưởng chính diện sẽ chết chắc. Chỉ có hồn chết trận, không làm người đầu hàng, nợ máu trả bằng máu, thù của ta sau này sẽ có nhân tộc báo, ha ha ha. Dường như không ngờ bị U La biết được ý đồ, Âu Dương Tiễn tên đã lên dây, không phát không được, hét lớn một tiếng, lập tức dẫn đầu lao về phía Nguyên Hồn, thân hình lập tức bành trướng sau đó nổ tung. Âu Dương thống lĩnh, không. Cùng lúc này, trong không gian bao lâu có tiếng quát xuyên thủng không gian, nhưng mà không thể ngăn cản tất cả đang diễn ra. Phanh, 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 phanh. Thân thể Âu Dương Tiễn nổ tung, trong nháy mắt không gian sinh ra vết nứt không gian thật lớn, không gian biến thành lỗ đen không đáy. Ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt không gian vặn vẹo, vết nứt không gian bành trướng. Phụt. Thân ảnh Nguyên Hồn bị đánh bay, hắn cách Âu Dương Tiễn gần nhất, bị liên lụy nặng nhất, hắn phun máu tươi, thương thế dường như rất nặng, nhưng vẫn thoát được một mạng. Suy suy. U La và Huyễn Lang cũng cùng bị đẩy lui, sắc mặt Huyễn Lang trắng bệch, U La nhận không ít ảnh hưởng, nhưng mà U La thấy tình thế sớm nhất nên thoát thân, cũng là kẻ mạnh nhất nên không sao cả. Huyễn Lang mặc dù có chút thương thế nhưng không nghiêm trọng như Nguyên Hồn. Lão hỗn đản kia lại tự bạo hồn anh, đáng tiếc linh hồn kia, bận rộn toi công. Nguyên Hồn phun nước bọt, ánh mắt oán hận không thôi, không chỉ không có linh hồn tuyên cổ cảnh cao giai, ngược lại còn trọng thương, thiếu chút nữa tặng cả tính mạng, chuyện này làm cho nội tâm của hắn không vui. Trong lòng hắn vẫn còn nhớ cảnh tượng tuyên cổ cảnh cao giai tự bạo, uy lực quá khủng khiếp. Âu Dương thống lĩnh. Trong Thượng Thanh thế giới có rất nhiều người đang chiến đấu nhìn thấy lỗ đen chưa khép lại kia, ánh mắt của bọn họ đỏ rực lên. Xoẹt. Vào thời khắc này, không chờ lỗ đen khép lại, một âm thanh xé gió vang vọng lao ra, âm thanh này giống như sấm sét nổ bên tai mọi người. Mọi người nhìn thấy đó là đôi cánh chim mở rộng màu trắng, tầng tầng lớp lớp, chặt chẽ tương liên, đường cong ưu mỹ động lòng người, hồn nhiên thiên thành, giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ.
mà chung quanh cánh chim mang theo không ít thân ảnh, chính là Nguyên Hạt, Xích Xà, Hổ Sư, Huyết Ưng, Đông Quan Trạch, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa các loại cũng không ít niết bàn cảnh. Là Nguyên Hạt đại nhân trở về. Là Huyết Ưng đoàn trưởng trở về. Hổ Sư đoàn trưởng trở về. Trong đám người, người của Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới nhận ra những người trở về, thần sắc rung động. Nhưng ánh mắt vẫn bị cánh chim hấp dẫn, thật sự quá đẹp. Cuối cùng ánh mắt nhìn qua thanh niên áo xanh sở hữu cánh chim, trên người có không ít vết máu, giống như trải qua một trận đại chiến khủng khiếp. Là đoàn trưởng trở về. Người của quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy nam tử áo xanh kia, đôi mắt chấn động. Cái này. Mà U La, Huyễn Lang, Nguyên Hồn ba người nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia, bọn họ giống như nhìn thấy quỷ. Thanh niên áo xanh đứng trước lỗ đen, cảm nhận khí tức còn sót lại, đôi mắt đen kịt chấn động, sát khí dâng trào, nói. Chỉ có hồn chết trận, không làm người đầu hàng, nợ máu trả bằng máu, Âu Dương thống lĩnh, ra đi thanh thản. Vừa dứt lời, nam tử áo bào xanh quỳ một chân hành lễ, sau lưng Hổ Sư, Cát Bạch Mị, Phong Hỏa, Huyết Ưng, Đông Quan Trạch. Thượng Thanh thế giới thấy thế quỳ một gối sau lưng Lục Lâm Thiên, ánh mắt đỏ thẫm, thì thào nói nhỏ. Âu Dương thống lĩnh, ra đi thanh thản. Xoẹt. Hai cánh chấn động, nam tử áo bào xanh đứng lên, ánh mắt nhìn qua phía Huyễn Lang, U La, Nguyên Hồn ba người, sau đó nhìn chiến trường thảm thiết, không ngừng có nhân tộc cùng thú tộc vẫn lạc, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, huyết tinh ngập trời. Cùng lúc này năng lượng thiên địa và sát khí không ngừng rót vào trong người Lục Lâm Thiên. Nhưng không có ai cẩn thận quan sát, vô số năng lượng thiên địa đang thẩm thấu vào trong tay Lục Lâm Thiên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này là ai, tại sao hắn có thể gây ra động tĩnh lớn như thế? U La nhìn qua nam tử áo xanh, ánh mắt nhìn qua đôi cánh chim sau lưng hắn, nhịn không được rung động nói. Khí tức này là thông linh bảo khí, không nghĩ tới nơi đây còn có một kiện thông linh bảo khí. Tên này là Lục Lâm Thiên. Ta đã thấy tên này trong hình vẽ tộc ta, chính là kẻ giết tộc nhân của ta. Ánh mắt Nguyên Hồn nhìn lên người Lục Lâm Thiên, sát ý trong mắt bùng phát, nhìn thanh trụ hư không rực, ánh mắt đầy tham lam. Tất nhiên người này chính là Lục Lâm Thiên, sau khi thôn phệ âm hồn, Lục Lâm Thiên không quên thi triển siêu linh thuật tìm tòi linh hồn âm hồn. Dùng linh hồn lực của âm hồn, siêu linh thuật không tìm được quá nhiều tin tức. Nhưng mà Lục Lâm Thiên cũng biết rõ trên chiến trường hiện tại cũng có được 3 tên cường giả tuyên cổ cảnh cao giai và 3.000 vạn đại quân Minh Linh, Âu Dương Tiền và 2.000 vạn đại quân Liên Quân hai thế giới không thể ngăn cản. Vì vậy Lục Lâm Thiên mang theo mọi người thúc giục thanh trụ hư không rực cấp tốc chạy đến, nhưng từ xa đã nhìn thấy Âu Dương Tiền liều sống chết đánh một trận, sau đó tự bạo hồn anh, thần hồn câu diệt. Âu Dương Tiền tự bạo hồn anh, rất nhiều đệ tử nhân tộc cùng quân đoàn Hùng Phong bị đánh chết. Máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Lục Lâm Thiên tức giận, cho dù biết đối phương có 3 tuyên cổ cảnh cao giai cũng sinh ra sát ý. Là đoàn trưởng trở về, giết A Hát. Giết. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên quay về, người hai đại thế giới bắt đầu điên cuồng. Kỳ quái, vì sao Nguyên Hạt có mặt ở đây, không phải đi Long Dương mật cảnh rồi sao, chẳng lẽ đám người kia gặp chuyện không may? Ánh mắt tham lam của Huyễn Lang rời khỏi thanh trụ hư không rực. Lúc này khó hiểu nhìn qua Nguyên Hạt. Nguyên Hồn và U La hai người cũng sinh ra nghi ngờ, Nguyên Hạt xuất hiện, đám người U già không có xuất hiện, đây là việc không bình thường, thời điểm này Nguyên Hạt phải chết mới đúng. Ken két. Lục Lâm Thiên bị sát khí ngập trời bao phủ, tâm thần có cảm giác sởn gai ốc, lập tức bắt đầu bộc phát sát tính ngập trời. Ngao. Tiếng đao minh vang vọng, trong tay hắn cầm một thanh huyết đao, hai cánh khẽ động bay lên bầu trời. Tiểu tử này quỷ dị, rất quỷ dị, các ngươi đối phó Nguyên Hạt, ta đi giết tiểu tử này. Ánh mắt Nguyên Hồn trầm xuống, thân ảnh lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Tiểu tử này là rất quỷ dị, cùng động thủ chém giết mới được. U La và Huyễn Lang hai người không chút do dự, trực tiếp lao về phía Lục Lâm Thiên, nếu Nguyên Hồn giết Lục Lâm Thiên, hắn chiếm thông linh bảo khí là thuận lý thành chương. Tiểu nhân âm hiểm xảo trá. Nguyên Hồn vừa mới bay ra đã nhìn thấy Huyễn Lang cùng U La hai người bay tới, cũng âm thầm mắng một tiếng, trong lòng hai người đánh chủ ý gì hắn biết rõ, một kiện thông linh bảo khí là trọng bảo đỉnh cấp đấy. Tiểu tử, phệ hồn nhất tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Hồn hét lớn một tiếng, trong tay sinh ra đầu quỷ lao về phía Lục Lâm Thiên,
U La và Huyễn Lang hai người công kích tới gần. Xoẹt! Hào quang xanh trắng bao phủ, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất tại chỗ. Bành bành! Tốc độ của Nguyên Hồn cùng U La hai người không bằng, công kích đánh vào hư không. Huyễn Lang, lấy nhiều khi ít tính toán cái gì, lão tử đấu với ngươi. Nguyên Hạt hét lớn một tiếng, thân thể bị trọng thương cũng ngăn cản trước mặt Huyễn Lang, Nguyên Hạt lúc này cũng chỉ có thể ngăn cản một mình Huyễn Lang mà thôi, cho dù trên đường phục dụng không ít đan dược và thiên tài địa bảo cũng không thể tốt lên nhanh được. Bành bành! Âm thanh nổ vang trầm thấp, Nguyên Hạt hóa thành bản thể ngay lập tức. Mi tâm có ánh sáng bay ra, là linh hồn phân thân. Linh hồn phân thân của Nguyên Hạt vẫn chưa vận dụng, bản thân trọng thương, Nguyên Hạt rất rõ ràng mình không cách nào ngăn cản Huyễn Lang. Mà vận dụng linh hồn phân thân, Nguyên Hạt cũng tự nhiên có cân nhắc trong lòng, từ đó mới lựa chọn Huyễn Lang. Linh hồn phân thân cũng dám vận dụng, Nguyên Hạt ngươi muốn chết rồi. Ánh mắt Huyễn Lang âm trầm nhìn thẳng Nguyên Hạt, ngăn cản hắn đánh chết Lục Lâm Thiên chính là ngăn cản hắn lấy thông linh bảo khí. Lập tức đánh thẳng vào linh hồn phân thân của Nguyên Hạt. Bành bành! Nguyên Hạt cùng Huyễn Lang nhanh chóng giao thủ với nhau. Thông linh bảo khí sắp tới tay. U La và Nguyên Hồn tức giận, tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh vượt qua tưởng tượng của bọn họ, thấy Nguyên Hạt không tới được, ánh mắt nhìn thẳng vào không trung. Dưới âm thanh kinh ngạc của nhiều người, hào quang xanh trắng bộc phát dữ dội, thân ảnh Lục Lâm Thiên mặc dù xuất hiện trong không trung, thời gian và không gian áo nghĩa chung quanh thanh trụ hư không rực xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Hồn, từ trong linh hồn âm hồn hắn nhận ra Nguyên Hồn, thực lực của tên này không kém âm hồn bao nhiêu, mặt khác một tên là U La, Dạ Xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai, thực lực không dưới U Già. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Âm hồn lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn thanh trụ hư không rực, sau lưng hắn ánh mắt bắt đầu biến thành tham lam. Ta có nói sẽ bỏ chạy sao? Sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên ngập trời nhìn thẳng vào Nguyên Hồn, trầm giọng nói. Quên nói cho người biết, âm hồn, ma lang, u già ba đều chết rồi, tất cả phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc đi Long Dương mật cảnh đều chết hết. Cái gì? Nghe vậy, u già, Nguyên Hồn hai người trực tiếp biến sắc, lập tức nhìn Lục Lâm Thiên, u la lạnh nhạt nói. Tiểu tử, người cho rằng người thuận miệng nói chuyện là người ta sẽ tin sao? Chẳng lẽ chỉ bằng lời nói của ngươi cũng có thể giết bọn họ sao? Yên tâm đi, các ngươi sẽ sớm gặp bọn chúng dưới địa ngục. Lục Lâm Thiên cầm huyết lục trong tay, sát khí khởi động, lãnh đạm nói với hai người. Nhưng mà sợ rằng ngươi không thể gặp bọn chúng đâu, bọn chúng đã thần hồn câu diệt, các ngươi cũng sẽ thần hồn câu diệt, về sau không có cơ hội gặp lại. Tiểu tử, dõng dạc cũng không phải bổn sự, ngươi rất nhanh sẽ thần hồn câu diệt. U La lạnh lẽo nhìn Lục Lâm Thiên, sát ý ngập trời. Lục Lâm Thiên nhìn U La không nói gì, thì thầm. Rốt cục được chứ, là lúc này đấy. Lúc này Lục Lâm Thiên thả vô tướng ra khỏi thiên trụ giới, hắn đã bế quan trong đó quá lâu rồi. Bái kiến thiếu chủ. Vô tướng rời khỏi thiên trụ giới, hắn đảo mắt nhìn qua chiến trường, ánh mắt lập tức trầm xuống, lập tức hành lễ với Lục Lâm Thiên. Vô tướng tiến vào thiên trụ giới đột phá đã 3 năm. Thiên trụ giới tầng thứ tư, hơn 3 năm cũng đã hơn 120 năm. Hơn 100 năm, rốt cuộc vô tướng thành công đột phá đến tuyên cổ cảnh cao giai. Vừa rồi Lục Lâm Thiên cố ý kéo dài một ít chính là muốn vô tướng đột phá trong thiên trụ giới, cũng thôn phệ không ít năng lượng rót vào trong thiên trụ giới. Tuyên cổ cảnh cao giai. Nhìn thấy bên người Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện vô tướng, ánh mắt U La, Nguyên Hồn chấn động. Đột phá vừa vặn. Ngươi chọn một tên đi, còn lại giao cho ta. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Hồn cùng U La. Thiếu chủ cẩn thận. Vô tướng gật đầu, ánh mắt trầm xuống, áo dài bay lên, không gian áo nghĩa bộc phát, hắn vừa đột phá tuyên cổ cảnh cao giai nên phóng thích toàn bộ khí tức bao phủ U La. Vô tướng không khó cảm giác được, khí tức của U La còn mạnh hơn Nguyên Hồn của phệ hồn nhất tộc, bởi vậy hắn sẽ lựa chọn kẻ mạnh nhất. Hừ. Dường như vừa đột phá, chẳng lẽ chán sống rồi sao? U La hừ lạnh một tiếng, dường như rất khó chịu khi thấy vô tướng trực tiếp ngăn cản hắn, ánh mắt âm trầm, sát khí bộc phát bao phủ vô tướng. Không không ấn. Vô tướng quát một tiếng, phất tay làm không gian vặn vẹo, khí tức và uy năng bộc phát khủng bố, năng lượng khủng bố bao phủ U La. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, vô tướng đã giao thủ với U La. Lục Lâm Thiên âm trầm.
Vô tướng vừa mới đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, sợ rằng khó chống lại U La. Nhưng mà vô tướng cũng không phải người bình thường, hắn có không gian áo nghĩa và không ít điểm đặc biệt, ít nhất có lẽ rất khó nguy hiểm tính mạng. Ngược lại nguyên hạt trọng thương, còn thúc giục linh hồn phân thân, Lục Lâm Thiên cảm giác nguyên hạt dường như gặp nguy hiểm hơn cả vô tướng. Còn có một tuyên cổ cảnh cao giai. Chỉ còn một nguyên hồn, làm cho Lục Lâm Thiên vô cùng tức giận cũng phải ngưng trọng đối đãi. Chính mình chỉ có tu vị niết bàn cảnh cao giai, muốn chính thức chống lại tuyên cổ cảnh cao giai cũng khó làm được. Mặt khác đại quân đang bị đổ sát, nếu không thể ngăn cản nơi đây, chiến đấu sẽ bại trận. Tiểu tử, ngươi có thể tìm thêm một tuyên cổ cảnh cao giai tới cứu ngươi không? Nếu không có ngươi chết chắc rồi. Nhìn Huyễn Lang cùng U La đều bị người khác ngăn cản, hoàn toàn hợp ý của nguyên hồn, hắn không che giấu sát khí nhắm thẳng vào Lục Lâm Thiên. Vậy ngươi phải đuổi kịp ta rồi nói sau, ta bắt đầu giết người, ta muốn nhìn trừ ngươi ra, trong phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc có ai có thể ngăn cản ta. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên cười lạnh, thanh trụ hư không rực sau lưng chấn động, thân ảnh như chim én lao đi như thiểm điện. Mà khi Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã xuất hiện sau lưng một tên tuyên cổ cảnh sơ giai của lang linh nhất tộc, cầm huyết lục bổ một đao. Duệ kim hồn đao. Đao quang màu vàng mang theo sát khí lăng lệ, đao mang xuyên thủng không gian, trực tiếp chém tên tuyên cổ cảnh sơ giai thành hai khúc. Xíu, yêu yêu. Một đao chém giết đối thủ, không gian chung quanh nứt vỡ, khí tức lạnh giá hiện ra. Chém xong một đao, Lục Lâm Thiên cũng không thèm nhìn một cái, đã biến mất lần nữa. Thời điểm thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện đã ở gần một tên tuyên cổ cảnh sơ giai biến thành lang linh chân thân lang linh nhất tộc. Còn có một tên tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc. Xoẹt! Thanh trụ hư không rực xé rách không gian, đột nhiên hai cánh mở rộng cắt vỡ hư không, thanh trụ hư không rực trực tiếp xuyên thủng thân thể hai tên này, hắn chém đối thủ thành hai đoạn như thái dưa. Bang bang! Hai đạo thân hình khổng lồ rơi xuống đất. Lục Lâm Thiên, ngươi là đồ vô liêm sỉ, phệ hồn nhất tộc ta chắc chắn nghiền xương ngươi thành cho. Ngay từ đầu tên tuyên cổ cảnh lang linh nhất tộc bị đánh chết. Nguyên hồn còn không có cảm giác tức giận quá lớn. Mà lúc này nhìn thấy một tên tuyên cổ cảnh sơ giai của phệ hồn nhất tộc hắn bị chém giết dễ dàng, lập tức nổi trận lôi đình, thân ảnh nhanh chóng đuổi theo Lục Lâm Thiên. Nhưng mà Lục Lâm Thiên đã sớm biến mất, tốc độ quá khủng bố, với thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, tốc độ của hắn vốn đã nhanh rồi, lúc này tăng thêm thanh trụ hư không rực là thông linh bảo khí thời không áo nghĩa, tốc độ càng nhanh tới mức tận cùng. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, ánh mắt sinh ra sát ý ngập trời, hào quang đen trắng khởi động, đồ án âm dương trên huyết lục tỏa ra hào quang chói mắt, vòng xoáy âm dương xoay tròn trên không trung. Mà Lục Lâm Thiên nhắm mục tiêu chính là tên tuyên cổ cảnh trung giai từng vây công phá thổ. Âm dương phách đao quyết. Lục Lâm Thiên xuất hiện, huyết lục bổ ra, trong nháy mắt không gian run lên, uy áp thiên địa vô cùng vô tận thẩm thấu ra ngoài, một đạo quang mang xuyên thủng không gian. Hư không chung quanh nhanh chóng tan vỡ, đao mang bổ ra vết nứt không gian rất lớn. Xoẹt! Đao mang chém giết thế như trẻ tre, không đối thủ nào có thể tiếp quá một đao. Qua trong giây lát, thân ảnh Lục Lâm Thiên lại cầm huyết lục bổ chết hai tên tuyên cổ cảnh sơ giai của lang linh nhất tộc. Hai tên này đang biến hóa thành chân thân công phá một chiến hạm phi hổ cấp 5 của quân đoàn Hùng Phong, vừa mới động thủ phá hủy đã bị một đao chém nát thân thể. Ngao! Lục Lâm Thiên! Ngươi là tạp chủng, lang linh nhất tộc của ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Thời điểm nguyên hạt ngăn cản Huyễn Lang, chỉ trong vài hô hấp, bốn tuyên cổ cảnh sơ giai lang linh nhất tộc đã bị đánh chết, hắn vô cùng tức giận. Nhưng Huyễn Lang lại bị linh hồn phân thân và bản thể của nguyên hạt dốc sức liều mạng dây dưa, cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể đối phó nguyên hạt, nhưng hắn làm ra một bước điên cuồng, làm cho nguyên hạt lập tức lâm vào hiểm cảnh đau khổ trèo trống. Giết đi, đoàn trưởng đến. Giết đi. Trên chiến trường thảm thiết, các đệ tử còn lại của quân đoàn Hùng Phong nhìn thấy cường giả của Minh Linh bị đoàn trưởng tàn sát, lập tức nội tâm sinh ra hy vọng, vốn không ít người khô cạn nguyên lực, lập tức nổi điên tấn công kẻ thù trước mặt. Giết A Hát, giết sạch đám Minh Linh này. Liều chết đánh một trận, giết sạch đám tạp chủng này. Tất cả đệ tử liên minh quân đoàn còn lại và đệ tử quân đoàn Hùng Phong la lớn, chiến đấu vô cùng thảm thiết. Chiến hạm không còn tinh thạch thế giới. Có chiến hạm hét lớn, oanh kích như thế, chiến hạm tiêu hao có thể nghĩ. Trên người của ta có tinh thạch thế giới,
dùng của ta, đuổi giết đám tạp chủng này. Cát Bạch Mị quát một tiếng, trong lúc kịch chiến với đối thủ, trong tay ném một nhẫn chữ vật về phía chiến hạm. Tất cả mọi người có tinh thạch thế giới đều đưa tới đây, đuổi giết đám tạp chủng này. Thái A giơ lệnh kỳ lên, đại chiến vẫn nằm trong tầm khống chế, lúc này hắn trở thành mục tiêu của Phệ Hồn nhất tộc cùng Lang Linh nhất tộc, lúc này chỉ còn lại Cuồng Thử, Trình Tinh và các cường giả thú tộc của Thái Hoàng thế giới đau khổ trèo chống thủ hộ hắn. Ta có tinh thạch thế giới. Ta cũng có, đuổi giết đám tạp chủng này. Từng tiếng hét lớn vang lên, lập tức không ít nhẫn chữ vật không thiết trí cấm chế ném lên các chiến hạm, trên chiến hạm của Mộ Linh Lạc cũng nhận không ít nhẫn chữ vật như thế. Tất cả mọi người nghe tiếng hét lớn, lập tức ném nhẫn chữ vật của mình lên chiến hạm. A hát! Trên chiến trường vẫn không ngừng có tiếng kêu thê lương vang lên, huyết chiến tiếp tục tới mức kịch liệt. Tiểu tử, đi chết đi! Một tuyên cổ cảnh sơ giai của Phệ Hồn nhất tộc vọt tới trước mặt Thái A, đang muốn hạ sát thủ. Hừ, chờ ngươi rất lâu rồi. Thái A quát một tiếng, chiến hạm phi hổ cấp 5 bắn ra một cột năng lượng vào tên tuyên cổ cảnh sơ giai Phệ Hồn nhất tộc này. Tên tuyên cổ cảnh sơ giai Phệ Hồn nhất tộc không kịp phòng bị, hắn cũng không thể tránh né nên trúng một viên đạn ngay chính diện. Bành! Âm thanh trầm thấp nổ tung trên chiến hạm phi hổ, ngay cả chiến hạm phi hổ cũng chấn động kịch liệt. Đạp đạp, Thái A bị dư ẩm còn lại đẩy lùi, lập tức bố trí áo giáp áo nghĩa linh khí bảo vệ bản thân. Thân ảnh Lục Lâm Thiên không ngừng xuyên thủng không gian, thanh trụ hư không rực vừa lúc cắt qua chiến hạm phi hổ của Thái A đẩy lui tên tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn cũng thuận tay cắt đầu của tên này, tên tuyên cổ cảnh sơ giai hình thần câu diệt. Lục Lâm Thiên, ngươi là đồ tạp chủng, có bản lĩnh chiến một trận, đừng có chạy. Nguyên hồn quá to như sấm, sắc mặt vặn vẹo như ác quỷ. Hai mắt đỏ thẫm. Lúc này hắn tức giận không nhẹ, bị Lục Lâm Thiên dắt mũi dẫn đi. Nhưng nổi giận như thế chứng minh nguyên hồn không có cách nào với Lục Lâm Thiên, tốc độ của thông linh bảo khí, cho dù hắn là tuyên cổ cảnh cao giai cũng không bắt được. Mỗi lần nguyên hồn sắp bắt được Lục Lâm Thiên đã biến mất trong nháy mắt, mỗi một lần đều thoát khốn, làm cho hắn không công mà lui, vô cùng tức giận. Trong thời gian ngắn, một tuyên cổ cảnh trung giai và 7 tuyên cổ cảnh sơ giai của Phệ Hồn nhất tộc cùng Lang Linh nhất tộc bị Lục Lâm Thiên đánh chết, con số này không nhỏ chút nào. Đánh chết nhiều tuyên cổ cảnh như thế, vốn tuyên cổ cảnh của Thượng Thanh thế giới và Thái Hoàng thế giới đang ở hoàn cảnh xấu, tăng thêm Thượng Thanh thế giới và Thái Hoàng thế giới có tuyên cổ cảnh tự bạo kéo đệm lưng, lúc này tuyên cổ cảnh của Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc không kém nhau bao nhiêu. Nhìn thấy nguyên hồn nổi giận phát điên, Lục Lâm Thiên căn bản không quan tâm nguyên hồn, sát khí bộc phát, Lục Lâm Thiên dựa theo tốc độ này đánh chết đám tuyên cổ cảnh dư thừa của Phệ Hồn nhất tộc cùng Lang Linh nhất tộc mới tránh được nỗi lo về sau. Xuy, thân ảnh Lục Lâm Thiên lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Bố trí Phệ Hồn thúc linh trận. Nguyên hồn hét lớn một tiếng, hai tên tuyên cổ cảnh trung giai, 4 tuyên cổ cảnh sơ giai của Phệ Hồn nhất tộc trực tiếp buông bỏ đối thủ, dùng phương vị huyền ảo ngăn cản Lục Lâm Thiên. Phệ Hồn thúc linh trận. 6 người hét lớn, từng đạo thủ ấn ngưng tụ nhanh chóng, năng lượng màu đen bắt đầu khởi động, lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên. Phá! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thanh trụ hư không rực sau lưng vỗ mạnh, sau lưng xuất hiện vết nứt không gian, uy áp áp bách không gian và năng lượng đáng sợ tỏa ra. Không gian vặn vẹo kịch liệt, hai cánh nhanh chóng rền vang. Ken két! Khi thanh trụ hư không rực chớp động, cả không gian yếu ớt như thủy tinh. Âm thanh nổ tung, ken két, sinh ra, phong bạo khủng bố từ không gian quét qua tất cả, không gian chấn động dữ dội. Chỉ trong nháy mắt khói đen phá hủy các nơi, thân ảnh Lục Lâm Thiên trực tiếp thoát khốn ra ngoài. Siêu siêu. Trong thời gian đình trệ này, âm thanh xé gió xuất hiện, 4 tuyên cổ cảnh sơ giai, 2 tuyên cổ cảnh trung giai của Phệ Hồn nhất tộc và nguyên hồn 7 người vây công hắn. 7 khí tức phong tỏa hư không, lập tức bao vây Lục Lâm Thiên vào trong. Tiểu tử, lần này ngươi mọc cánh cũng không thoát. Nguyên hồn nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt cười lạnh không ngớt, sát ý ngập trời, lúc này hắn rất muốn uống máu Lục Lâm Thiên, gặm xương Lục Lâm Thiên mới tiêu mối hận trong lòng hắn. Thật sao, ngươi cho rằng có thể vây khốn ta? Lục Lâm Thiên nhìn không gian chung quanh, lại quan sát đám cường giả Phệ Hồn nhất tộc. Chê cười, ngươi cho rằng ngươi thật sự có thể chạy nữa sao? Nguyên hồn lãnh đạm nói một câu. Cùng lúc đó nhìn 6 người bên cạnh, nói. Phệ hồn linh thân, kết phệ hồn linh trận. Phệ hồn linh thân.
Đám cường giả phệ hồn nhất tộc bên cạnh nghe xong, thân thể bành trướng trăm trượng. Lục Lâm Thiên bị nhốt ở trong đó, thể tích của hắn biến thành nhỏ bé. Khi sáu người ngưng kết thủ ấn, phiến thiên địa này cứng lại. Lục Lâm Thiên cảm giác được không gian chấn động rất mạnh, ngay cả thanh trụ hư không dực cũng bị trói buộc cực lớn, không hề nghi ngờ thanh trụ hư không dực cũng chịu ảnh hưởng. Chủ nhân, thúc dục công kích mạnh nhất, trụ không bạo loạn, của ta, dùng tu vị của chủ nhân nếu tiêu hao đủ, vậy phải bài trừ vây công của chúng, nhưng mà muốn kích giết bọn chúng, sợ rằng. Giọng nữ nồng non nớt nói với Lục Lâm Thiên. Sợ rằng cái gì? Lục Lâm Thiên nghe vậy, ánh mắt sáng ngời hỏi thanh trụ hư không dực hỏi. Muốn đánh chết mấy tuyên cổ cảnh trung giai sơ giai này, thực lực của chủ nhân không làm được, trừ phi ta vận dụng không gian chi lực trong không gian của ta. Nhưng mà chỉ tối đa đối phó sáu người kia thôi, tên tuyên cổ cảnh cao giai không làm được. Giọng nữ hài non nớt nói với Lục Lâm Thiên. Nhưng mà đến lúc đó ta không thể yểm hộ chủ nhân rời đi, ta hao hết năng lượng không gian. Ta sẽ suy yếu cực điểm, so với thời điểm mới gặp chủ nhân còn yếu hơn, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục. Mà khi đó vạn nhất ta rơi vào tay kẻ khác, có thể không hề phản kháng bị luyện hóa, lúc đó chủ nhân nguy hiểm ta cũng không cứu được. Lục Thiếu nhíu mày, mình có thanh trụ hư không dực còn có thể tránh nguyên hồn, ít nhất rời đi không vấn đề, một khi không thể vận dụng thanh trụ hư không dực, bản thân mình sẽ nguy hiểm. Lục Phó Thống lĩnh nguy hiểm. Nhanh trợ giúp đoàn trưởng một tay, không thể làm bị bọn chúng vây công. Lúc này mấy tên tuyên cổ cảnh của phệ hồn nhất tộc không quan tâm tất cả đánh tới, thú tộc và nhân tộc của Thái Hoàng thế giới và Thượng Thanh thế giới cũng thoát thân ra, nhìn thấy Lục Lâm Thiên bị nhốt, thấy thế không ổn, phá thổ cầm đầu lao tới. Đều lui ra phía sau, thối lui. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu hét lớn một tiếng, những người này có tới cũng không làm được gì, vạn nhất nguyên hồn ra tay thì đó là ác mộng. Tiếng quát vang lên, Lục Lâm Thiên lập tức câu thông với thanh trụ hư không dực, nói. Vận dụng nội không gian chi lực ra tay đi, ta cần ngươi hỗ trợ. Chủ nhân, sau khi ta vận dụng nội không gian, không thể giúp ngươi rồi. Nữ nồng non nớt khuyên nhủ Lục Lâm Thiên. Không có sao, ta sẽ nghĩ biện pháp. Tâm thần Lục Lâm Thiên trầm giọng nói. Tốt, chủ nhân cẩn thận. Nữ nồng đáp lại, sau đó thanh trụ hư không dực run lên. Xoẹt. Trên không trung sinh ra tiếng nổ rất lớn, thanh trụ hư không dực trực tiếp bay ra sau lưng Lục Lâm Thiên, hào quang mê người lập tức mở rộng ra, nhất thời bay thẳng lên cao mấy trăm trượng. Hào quang cực lớn che khuất bầu trời, khí tức hủy diệt như có như không bao phủ tất cả, uy áp khủng bố của thông linh bảo khí chân áp mọi thứ. Vào lúc này, đám cường giả phệ hồn nhất tộc đang kết thủ ấn lập tức cả kinh. Hào quang chói mắt che khuất bầu trời. Cả không gian sinh ra gợn sóng không gian loại y, từng vết nứt không gian đen kịt lan tràn ra khắp hư không gian chung quanh vặn vẹo, lúc này những người có tu vị niết bàn cảnh trở xuống bị không gian áp bạo. Xoẹt! Không tốt, coi chừng! Nguyên hồn cảm giác được gì đó, trong nháy mắt biến sắc, lập tức quát to lên. Trụ không bạo loạn! Giọng nữ nồng non nớt từ trong thanh trụ hư không dực truyền ra, hào quang xanh trắng bao phủ không gian. Nhưng trong giây phút này, cả không gian bỗng nhiên xuất hiện khí tức hủy diệt, từng đạo hào quang xanh trắng lọa y thời không sinh ra. Ken két. Vô số vết nứt không gian lan tràn, không gian áo nghĩa bao phủ các nơi, không gian loạn lưu bao phủ các hướng. Thời không lọa y sinh ra gợn sóng không gian to như thế sụp đổ, không gian sinh ra lỗ đen hủy diệt. Khí tức hủy diệt tất cả thời không hủy diệt, tất cả mọi thứ biến mất không còn lại gì. Sáu tên tuyên cổ cảnh phệ hồn nhất tộc không thể tránh được lỗ đen thôn phệ. Thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa hình lỗ đen trong thời không phong bạo, sáu người toàn lực cũng không thể giãy giụa ra ngoài, ánh mắt sáu người này cực kỳ sợ hãi và bất an. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Trong lỗ đen phong bạo có hào quang trắng xanh bao phủ bên trong, giống như có vô số lưỡi đao đang đảo qua, trực tiếp xuyên thủng không gian. Khó có thể nhìn thấy rõ ràng, lập tức bị lực lượng thôn phệ kéo linh hồn người ta vào trong tận cùng lỗ đen. Khí tức hủy diệt lan tràn ra các nơi, thời không hủy diệt làm vạn vật không còn, thiên địa hủy hết. Khí tức hủy diệt khủng bố làm rất nhiều người không thể ngẩng đầu lên, khí tức hủy diệt như thế làm cho người ta tim đập chân run. Xoẹt! Khí tức khủng bố bao phủ chung quanh, lỗ đen thời không phong bạo từ từ yên tĩnh,
sáu tên tuyên cổ cảnh phệ hồn nhất tộc bị thôn phệ linh hồn, ánh mắt dần dần dị thường. Xoẹt. Trong thời gian ngắn ngủi, sáu thân ảnh khổng lồ này sụp xuống giống như núi đổ, lập tức hóa thành sương mù màu đen tiêu tán trong không trung. Xoẹt. Trong ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người, thanh trụ hư không rực hóa thành hào quang màu xanh trắng quay trở lại lưng của Lục Lâm Thiên. Lập tức thu liễm vào trong đan điền khí hải của hắn, trở về dưới nguyên đan chữ vạn, hấp lực sinh ra, nó nhanh chóng hấp thu nguyên lực bổ sung lực lượng của mình. Lúc này thanh trụ hư không rực giống như trước kia, nó giống như hài tử đói khát hấp thu năng lượng trong nguyên đan. Chủ nhân, ta tiêu hao cạn kiệt tất cả, trong thời gian ngắn không cách nào trợ giúp chủ nhân cẩn thận. Giọng nói nữ nồng thiều thào mang theo suy yếu, sau đó tất cả yên lặng. Đây mới là uy lực chân chính của thông linh bảo khí sao. Đôi mắt mang theo sát khí ngập trời của Lục Lâm Thiên cũng phải sững sờ, âm thầm khiếp sợ, thực lực của thanh trụ hư không rực quá khủng bố, loại uy năng này không phải mình hiện tại có thể thúc giục được. Hai tên tuyên cổ cảnh trung giai, bốn tên tuyên cổ cảnh sơ giai, sáu cường giả của phệ hồn nhất tộc đã bị đánh chết cùng lúc, đánh chết quá dễ dàng, thần hồn câu diệt. Lục Lâm Thiên tận mắt nhìn thấy. Nhiều người còn cho rằng là Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh chết. Loại giết chóc này quá kinh người, một chiêu diệt sát hai tuyên cổ cảnh trung giai, bốn tuyên cổ cảnh sơ giai, thực lực quá đáng sợ, đây mới là đồ sát chân chính. Giờ phút này mọi thứ từ từ yên tĩnh, hai người vô tướng, nguyên hạt kịch chiến U La và Huyễn Lang cũng rung động nhìn qua bên này, bốn tuyên cổ cảnh sơ giai, hai tuyên cổ cảnh trung giai bị đánh chết cùng lúc, cảnh tượng này quá kinh người. Xì sao? Không ít đại quân phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc nhìn thấy cảnh tượng như thế cũng rung động quá lớn. Giết a hát, minh linh đã không xong, giết đi. Đại quân Thái Hoàng thế giới cùng Thượng Thanh thế giới nhìn thấy cảnh tượng này, sau khi ngây ngốc ngắn ngủi, lập tức bộc phát sát khí khủng bố, giống như ăn phải thuốc kỹ, lại xông lên chém giết phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc thật hăng hái. Phụt, ánh mắt nguyên hồn nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên, đôi mắt đỏ thấm gần như đổ máu. Sắc mặt dữ tợn của hắn tái nhợt, ngũ quan của hắn vặn vẹo, khóe mắt mở to như muốn nứt ra, mắt nhìn Lục Lâm Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, ngay sau đó là mùi máu tươi gay mũi chảy ra. Lục Lâm Thiên, ta không bỏ qua cho ngươi, không chết không ngớt, khoản nợ này của phệ hồn nhất tộc sẽ dùng cửu tộc của ngươi hoàn lại. Mùi máu tươi gay mũi khó nghe, giọng của nguyên hồn vô cùng oán độc, vốn bị hồn anh của Âu Dương Tiễn tự bạo gây thương tích không nhẹ. Giờ phút này hắn nhìn thấy cường giả tuyên cổ cảnh hắn mang từ phệ hồn nhất tộc tới đây bị đánh chết không còn ai, hắn tức giận phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này vì đối phó Thượng Thanh thế giới và Thái Hoàng thế giới, cũng vì chuyện trong Long Dương mật cảnh, phệ hồn nhất tộc đã từ các nơi khác nhau điều cường giả tuyên cổ cảnh đến Long Tích Đại Lục. Đối với người có tu vị dưới niết bàn cảnh mà nói, chết bao nhiêu người phệ hồn nhất tộc hắn cũng không quan tâm. Nhưng mà người có tu vị niết bàn cảnh và tuyên cổ cảnh thì khác. Những người này chính là cường giả trong phệ hồn nhất tộc. Đặc biệt đối với người có tu vị tuyên cổ cảnh mà nói, cả phệ hồn nhất tộc không nhiều, mỗi một người đều là lực lượng tuyệt đối của phệ hồn nhất tộc, còn lần này bị đánh chết nhiều người như thế, nguyên hồn đã tức giận tới mức tận cùng. Khặc 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 khặc, nguyên hồn cười lạnh, giận quá thành cười, tiếng cười chói tai giống như ma quỷ gào thét trong đêm tối. Nguyên hồn cho rằng Lục Lâm Thiên còn có thể thúc giục thông linh bảo khí làm hắn không thể đuổi theo. Lúc này bị trọng thương, nguyên hồn cũng có thương thế, cũng không muốn đuổi theo tiêu hao với Lục Lâm Thiên, tiếng cười bỗng nhiên thu liếm, ánh mắt của hắn nhìn qua chiến trường. Ánh mắt nhìn qua phá thổ, truy mệnh tu vị tuyên cổ cảnh vừa được Lục Lâm Thiên cứu, trong mắt sát ý dâng trào, khí tức âm hàn bao phủ các nơi. Lục Lâm Thiên, không phải ngươi thích chạy sao, ta muốn xem bản lĩnh cứu người của ngươi nhanh thế nào. Nguyên hồn quát chói tai, hắn cũng không đuổi theo Lục Lâm Thiên. Thân thể của hắn sinh ra khói đen, cũng thúc giục phệ hồn linh thân thể biến cao 200-300 mét, một bước nghiền nát ngọn núi, trực tiếp lao thẳng về phía đám người phá thổ, truy mệnh. Thân hình khổng lồ của nguyên hồn tới trước mặt phá thổ, bàn tay to lớn của hắn đánh xuống giống như đè chết con kiến. Không tốt, mau lui lại. Đám người phá thổ căn bản không thể chống lại cường giả tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, huống chi lúc này còn bị thương rất nặng. Xoẹt. Một chảo quét qua không gian, nó giống như dòi bọ trong xương đuổi theo những người tránh né, lúc này một chảo đuổi theo một nữ tử, người này chính là phó đoàn trưởng của quân đoàn Nguyệt Hồng. Răng rắc, một chảo đánh lên người nữ tử, cả không gian bị hắn giam cầm,
một chảo kia biến thành cái đầu quỷ há to mồm cắn vào đầu của nàng, đầu quỷ lập tức cắn cái đầu dung nhan mỹ lệ thành hai nửa, cái đầu quỷ cười ô ô thỏa mãn khoái trá. Phó đoàn trưởng, Lăng La, quân đoàn Nguyệt Hồng và Cát Bạch Mị cùng hét lớn, trơ mắt nhìn nàng bị đánh chết mà bất lực. Không xong, Lục Lâm Thiên đặc biệt ngưng trọng, dường như nguyên hồn lúc này cũng dốc sức đánh chết cường giả tuyên cổ cảnh thực lực kém hơn hắn. Đối mặt nguyên hồn, người thú tộc cùng thượng thanh thế giới bây giờ không thể ngăn cản. Ta giết sạch tất cả mọi người, Lục Lâm Thiên, tạp chủng ngươi có bản lĩnh cứu người đi. Nguyên hồn nổi giận hét lớn, hắn hét lên như sấm sét phần vũ trời cao, vừa dứt lời hắn lập tức lao về phía phá thổ có tu vị tuyên cổ cảnh, dường như cũng giống như Lục Lâm Thiên, hắn trước đánh chết người có tu vị tuyên cổ cảnh rồi nói sau. Tất cả mọi người mau lui lại, nhanh. Lục Lâm Thiên hét lớn. Thân ảnh của hắn căng như dây cung, muốn lao tới nhưng thân ảnh lập tức đuổi theo nguyên hồn. Tuyệt đối không thể để nguyên hồn đánh giết những tuyên cổ cảnh khác, đối với người thú tộc và thượng thanh thế giới mà nói, đây là một cơn ác mộng. Giống. Thân ảnh hắn lao tới, mặc dù Lục Lâm Thiên thúc dục thanh linh khải giáp hình thái hổ biến, hắn lao nhanh như thiểm điện tới gần nguyên hồn, hắn hóa thành một đầu điện hổ. Hình thái cự hổ rất hung hãn, hổ trào mở ra vồ mồi, hắn vận dụng. Tê thiên liệt địa chảo, trong chốc lát đánh năm chảo vào nguyên hồn. Tiểu tạp chủng, ngươi không trốn nữa sao? Nguyên hồn lúc này cũng không có định tránh né, quay người cười lạnh, ánh mắt đỏ thẫm, ngưng kết thủ ấn hội tụ mây đen bao phủ bầu trời, khí tức âm hàn rét lạnh thấu xương, ngưng tụ một quyền nghênh tiếp năm chảo của Lục Lâm Thiên. Dưới một quyền này không gian nghiền nát, không gian lung lay sắp đổ, chảo của Lục Lâm Thiên va chạm với một quyền này, khí tức khủng bố tỏa ra, hắn ăn không ít thiệt thòi. Phụt, thân hổ to lớn của Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm máu tươi, đối kháng chính diện với cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, Lục Lâm Thiên hiện tại chưa đủ thực lực, huống chi còn vào thời điểm tiêu hao không còn. Tuy thôn phệ âm hồn là cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, nhưng năng lượng khổng lồ đang tích tụ trong người Lục Lâm Thiên, trên đường đi tuy dựa vào hỗn độn âm dương quyết bất phàm luyện hóa không ít, nhưng so với năng lượng khổng lồ hắn hấp thu chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Mà những nguyên lực mình luyện hóa được Lục Lâm Thiên vừa rồi thúc giục công kích đã tiêu hao sạch sẽ, lúc này cũng chỉ nỏ mạnh hết đà mà thôi. Thậm chí năng lượng khổng lồ trong người Lục Lâm Thiên không bị luyện hóa, lúc này tạo thành ảnh hưởng cực lớn của Lục Lâm Thiên, hắn cũng trọng thương trong đại chiến, càng ngày càng khó áp chế. Bành bành! Thân hổ to lớn của Lục Lâm Thiên rơi xuống đất, trực tiếp đỡ upsilon.ng nát một ngọn núi biến thành đá vụn, cuối cùng nứt vỡ biến thành bình địa. Chung quanh còn có vô số khe nứt lan rộng biến thành vực sâu. Giống. Thân hổ của Lục Lâm Thiên leo ra khỏi đá vụn, trong hổ trào lúc này máu thịt mơ hồ, máu tươi chảy ra như suối, hào quang tử kim không ngừng bộc phát khép vết thương lại. Xuy. Nguyên hồn biến thân khổng lồ nhanh chóng vượt qua không gian, trực tiếp lao nhanh như cự nhân, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái đầu quỷ, khói đen cuồn cuộn mang theo tiếng thét thê lương. Thân hổ của Lục Lâm Thiên bộc phát thời gian và không gian áo nghĩa, thân ảnh nhanh chóng trốn một chiêu này. Tiểu tạp chủng, tốc độ chậm hơn rất nhiều, xem ra ngươi đã nỏ mạnh hết đà không cách nào thúc giục thông linh bảo khí nữa rồi. Tiếng thét chói tai vang lên, thời điểm thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, nguyên hồn cảm giác được hắn không thể chạy nhanh được nữa, hắn ngưng tụ một quỷ chảo đánh vào lưng hổ Lục Lâm Thiên. Xoẹt, một chảo giáng xuống, điện mang bộc phát. Dùng hình thái hổ biến cũng không thể tránh được một chảo của tuyên cổ cảnh cao giai, quỷ chảo này đánh vào lưng hổ lưu lại năm móng tay, vết máu loang lổ, từng đống da thịt lớn bị kéo ra, máu tươi chảy ròng ròng. Phụt! Thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên lảo đảo đi về phía trước, trong miệng hổ lúc này phun huyết phụ ra ngoài. Tiểu tạp chủng, ngươi chạy đi, sao ngươi không tiếp tục chạy đi, ta rất hy vọng ngươi bỏ chạy đấy, ngươi chạy thì ta giết sạch người ở đây không chừa một ai, khặc khặc. Nguyên hồn cười lạnh không ngớt, thân thể của hắn bành trướng xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, tốc độ nhanh như thiểm điện, cánh tay chấn động, một đạo năng lượng màu đen xuất hiện trong tay, lập tức đánh vào vết thương trên lưng hổ của Lục Lâm Thiên. Oanh! Năng lượng màu đen còn chưa đánh xuống, giữa không trung run lên, thân thể to lớn của Lục Lâm Thiên sinh ra vết rạn nứt rất lớn, thân thể khổng lồ lập tức nện từ trên không trung xuống. Bành bành! Thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên nện vào một chiếc chiến hạm phi hổ cấp 4, thân hổ của hắn nện vào làm chiến hạm phi hổ cấp 4 vỡ ra làm 4 khối, vô số mảnh vụn bắn ra ngoài, cuối cùng thây chất thành đống,
máu chảy thành sông, mặt đất rung chuyển. Ngươi chạy đi, sao không chạy? Khặc khặc khặc. Nguyên hồn cười lạnh, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên bay đi chưa xa, hàn ý lóe lên trong mắt. Đoàn trưởng coi chừng, lão tử cùng các ngươi liều. Siêu siêu siêu. Truy mệnh, phá thổ, phong hỏa ba người hét lớn một tiếng đi tới phía trước, ba người toàn lực phát động thế công của mình, bọn họ không ngừng điều động nguyên lực, ngưng tụ cột sáng nguyên lực như tấm lụa, lập tức oanh kích thân thể to lớn của nguyên hồn. Không biết tự lượng sức mình, buồn cười. Thân ảnh to lớn của nguyên hồn hơi nghiêng người phất tay chấn động, quanh thân một cổ cực lớn khói đen cùng âm hàn năng lượng là được lập tức lăng không tuôn ra. Trong khoảng thời gian ngắn dường như có vòi rồng quét qua thiên địa, vô số đầu quỷ kêu lên đầy thê lương, lập tức quét qua người phá thổ, truy mệnh, phong hỏa ba người. Xoẹt! Phá thổ, truy mệnh, phong hỏa ba người vốn bị trọng thương nên không thể rời đi, khi vòi rồng quét qua, thân thể ba người bị đánh bay, lúc này đang ở giữa không trung, huyết dịch trong người bắn ra tung tóe. Cứu đoàn trưởng, liều với đám tạp chủng này. Đoàn trưởng đi mau, về sau trả thù cho chúng ta. Trong quân đoàn Hùng Phong, các đệ tử không ngừng hét lớn lên, điên cuồng lao thẳng về phía thân ảnh của Lục Lâm Thiên rơi xuống, bọn họ dù bị thương nhưng vẫn dùng thuật hợp kích tấn công nguyên hồn. Có người đơn thương độc mã, hai mắt đỏ thẫm, hung hãn không sợ chết lao về phía nguyên hồn. Điên cuồng, vào lúc này người trong quân đoàn Hùng Phong bắt đầu điên cuồng, trong quân đoàn Hùng Phong đệ tử biết rõ, đoàn trưởng không thể vẫn lạc, đoàn trưởng sẽ bảo vệ bọn họ trong nguy cơ, mà bây giờ, bọn họ phải bảo vệ đoàn trưởng. Ầm ầm, rất nhiều thân ảnh lướt đi, bọn họ bày đại trận hợp kích, công kích như mưa, lao tới phía trước không sợ chết. Từng đạo công kích hoặc mạnh hoặc yếu, tất cả đều dùng toàn lực đánh ra, thanh thế ngưng tụ cùng một chỗ làm nhiều người chấn động, đặc biệt khí thế hung hãn không sợ chết làm quân đoàn Lục Linh khát máu cũng phải rung động. Sư phụ, Thái A hét lớn, thúc giục chiến hạm phi hổ còn lại vượt qua không gian tấn công nguyên hồn. Đom đóm dám tranh sáng với ánh trăng. Một đám kiến hôi, đi chết đi. Nguyên hồn quát lạnh, nguyên lực dâng trào, năng lượng hội tụ trong bàn tay của hắn. Phanh! Quang cầu nổ tung giữa không trung, gợn sóng không gian quét qua tất cả, năng lượng vô cùng âm hàn che khuất bầu trời, giống như muốn thôn phệ tất cả ánh sáng. Năng lượng khủng khiếp xé nát tất cả, xé rách không gian đen kịt, một đám đệ tử quân đoàn Hùng Phong bị cắn nuốt, thần hồn câu diệt. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, có hàng ngàn hàng vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong bị đánh chết. Không gian hỗn loạn, khí thế khủng bố giáng vào đệ tử quân đoàn Hùng Phong, khí thế khủng bố ép thẳng tới phía trước, không ít chiến hạm phi hổ bị ảnh hưởng, sau đó tan nát. Tất cả bị dẹp loạn, một chiêu của Nguyên Hồn đã chu sát ngàn vạn đệ tử quân đoàn Hùng Phong. Nguyên Hồn lão cẩu, khốn nạn, ta không giết ngươi, thề không làm người, giống. Hổ gầm rung trời, tiếng gầm cuồn cuộn. Lục Lâm Thiên vết thương chồng chất vẫn lao lên không trung, hổ trưởng của hắn ngưng tụ quang cầu, năng lượng quang cầu ngưng tụ hư ảnh bốn thần thú. Nguyên hồn quay đầu cười lạnh nhìn qua Lục Lâm Thiên, nhưng lại không quá mức khẩn trương, đối với kẻ bị trọng thương nỏ mạnh hết đà, hắn không cảm thấy có uy hiếp gì. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào nguyên hồn, hai mắt đỏ rực, hổ trưởng ngưng tụ thủ ấn, trong nháy mắt trong lòng hổ trảo bên trái ngưng tụ ra đồ án âm dương đen trắng. Phát tay dung nhập năng lượng vào trong hư ảnh bốn thần thú. Oanh! Vào giây phút này, đột nhiên phiến thiên địa này run lên một cách khó hiểu. Phụt! Cùng lúc đó, thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên dường như sinh ra ảnh hưởng cực lớn, miệng hổ dữ tợn phun ra huyết vụ đỏ thẫm bao phủ quang cầu giống như cái động không đáy, huyết vụ bị cắn nuốt không thấy đâu cả. Tứ thần quyết, đại biểu bốn loại áo nghĩa kỳ lạ. Chính là bát hoang thánh tôn đế phách thiên lĩnh ngộ sáng tạo, theo thứ tự là linh hồn, thời gian, không gian, vật chất bốn loại áo nghĩa. Tứ thần quyết, mỗi một bí quyết tương dung uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Vào lúc khẩn yếu quang cầu này, ngưng tụ bát hoang thiên địa quyết cần thời gian không ngắn, cũng không có quá nhiều khí lực để ngưng tụ, đại hồn anh vẫn còn trong quá trình luyện hóa phệ hồn khốn linh trận, không cách nào thoát thân được. Cho nên Lục Lâm Thiên không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể liều mạng dùng âm dương áo nghĩa mà mình lĩnh ngộ dung nhập vào bên trong tứ thần quyết, nhìn xem tứ thần quyết có sinh ra biến hóa cực lớn hay không. Loại ý nghĩ này, Lục Lâm Thiên đã sớm suy nghĩ rồi, nhưng không có thời gian dung hợp và lĩnh ngộ. Trong lúc nguy cấp này, không có lựa chọn nào khác,
Lục Lâm Thiên chỉ có thể mang âm dương áo nghĩa dung nhập vào trong tứ thần quyết. Loại dung hợp này, Lục Lâm Thiên cũng sớm đã biết rõ sẽ không quá đơn giản, thậm chí sẽ rất khó. Lục Lâm Thiên tự biết sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên là tồn tại bực nào, hắn lĩnh ngộ tứ thần quyết, mình bây giờ muốn tiến một bước, loại suy nghĩ này quá khó khăn. Nhưng dung hợp như thế còn khó khăn hơn Lục Lâm Thiên tưởng tượng rất nhiều, khi âm dương áo nghĩa không ngừng dung hợp vào trong quang cầu, nhưng Lục Lâm Thiên cảm nhận được lực bài xích quá lớn, nhưng bài xích làm thân thể Lục Lâm Thiên gặp trọng kích, trái tim và linh hồn giống như có búa tạ nện vào người. Vù vù. Đồ án âm dương dung nhập vào trong quang cầu, nhưng lại không có cách nào ảnh hưởng tới Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ hư ảnh bốn thú, năng lượng quang cầu sinh ra gợn sóng, giống như sắp nổ tung. Dung hợp. Nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, hắn không ngừng rót năng lượng vào trong quang cầu. Đây chính là năng lượng hắn thôn phệ âm hồn, giờ phút này Lục Lâm Thiên không còn nguyên lực chèo chống quá trình dung hợp. Ầm ầm. Vào lúc này, khi năng lượng Lục Lâm Thiên rót vào quang cầu, trên không trung sinh ra tiếng sấm rền nổ vang, trong giây phút ngắn ngủi thiểm điện lôi minh sinh ra, thiên địa lờ mờ, cuồng phong gào thét. Cảnh tượng này làm nguyên hồn nghi hoặc, hắn cảm giác không ổn, không muốn cho Lục Lâm Thiên cơ hội ra tay. Ầm ầm. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, không trung điện thiểm lôi minh, khí thế khủng bố và lạ lẫm tỏa ra, nương theo đó là thiên uy cuồn cuộn xuất hiện. Xoẹt. Lập tức trên trời xuất hiện từng đạo lôi điện khủng bố, lôi điện chấn nhiếp nhân tâm, lập tức đánh thẳng vào thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Từng đạo lôi đình bao quát Lục Lâm Thiên vào bên trong, lôi đình như điện long không ngừng giáng vào người Lục Lâm Thiên. Từng đạo lôi đình chi lực đáng sợ, sợ rằng người có tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai một khi va chạm sẽ hóa thành mảnh vỡ. Người có tu vị tuyên cổ cảnh trung giai không dám chống lại. Về phần tuyên cổ cảnh cao giai như nguyên hồn vốn có ý định lập tức ra tay đối phó Lục Lâm Thiên, nhưng lúc này toàn thân Lục Lâm Thiên bị lôi đình oanh kích, hắn cũng không dám dễ dàng tới gần, hắn không ngu đi Upsilon Thiên Uy, đối kháng lực lượng thiên địa, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên, cảnh tượng kỳ lạ này rõ ràng là Lục Lâm Thiên gây nên. Giờ phút này Thiên Uy khổng lồ, mây đen rậm rạp, lôi đình oanh kích Lục Lâm Thiên, dường như Lục Lâm Thiên làm ra chuyện đại nghịch thiên đạo. Ông trời muốn oanh kích giết Lục Lâm Thiên. Dưới thiên uy khủng bố và lôi đình oanh kích, người bên ngoài căn bản không dám tới gần trong đó, từng đạo lôi đình mang theo uy thế hủy diệt. Đây là như thế nào? Không ít ánh mắt vô cùng chấn động, cảnh tượng kỳ lạ này run động tâm thần, giờ phút này thân hổ khổng lồ kia giống như đại hung vật, chính là thứ trời ghét. Ầm ầm, từng đạo lôi đình oanh kích vào người Lục Lâm Thiên lập tức ra chóc thịt bong. Thân hổ to lớn rạn nứt, máu tươi đầm đìa, lân phiến trên người rạn nứt sau đó hóa thành mảnh vỡ. Lôi đình oanh đỉnh, Lục Lâm Thiên bị trọng kích hủy diệt, thân thể đình trệ rung rung, đầu óc đau đớn, dường như lôi đình muốn hủy diệt linh hồn của hắn. Phụt, Lục Lâm Thiên há mồm phun máu tươi, cây đao màu vàng trong đầu của hắn tỏa ra hào quang màu vàng ngăn cản lôi đình hủy diệt. Lục Lâm Thiên căn bản không nghĩ tới, mình muốn dung hợp âm dương áo nghĩa vào trong tứ thần quyết. Còn chưa dung hợp thành công đã bị ngũ lôi oanh đỉnh, lôi đình khủng bố muốn đánh nát hắn ra thành nhiều mảnh. Loại lôi đình này chỉ làm hắn trọng thương, Lục Lâm Thiên không ngừng đổ máu, thân thể máu tươi đầm đìa, người ta có cảm giác thân thể hắn sắp tan nát ngay lập tức. Vào chính lúc này Lục Lâm Thiên có thể chống lại, những người khác, sợ rằng tuyên cổ cảnh cao giai đã bị lôi đình đánh chết, không chết mới là chuyện lạ. Thân có lực phòng ngự khủng bố. Lục Lâm Thiên có bất diệt huyền thể chính là tử kim huyền lôi rèn luyện, cho nên lúc này cũng có khả năng chống lại lôi đình, thậm chí còn có thể hấp thu lôi đình chi lực vào cường hóa bất diệt huyền thể. Nhưng lực lượng lôi đình này thật bía y thái, thân thể Lục Lâm Thiên hấp thu không nhiều lắm, lôi đình lại giáng xuống như mưa. Kinh mạch, cơ bắp, ngũ tạng lục phủ đều bị lôi đình làm vặn vẹo, lập tức bành trướng tới tận cùng, tùy thời sẽ nổ tung. Nhưng mà vào thời điểm này, Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện. Âm dương áo nghĩa của bản thân có dấu hiệu dung hợp với tứ thần quyết. Thiếu chủ không nên cố chống lại, sẽ chết đó, thiếu chủ nghĩ lại đi. Thời điểm đang kịch chiến với U La, hơn nữa vô tướng trong lúc hung hiểm vẫn gào lên, đối mặt với động tĩnh khủng bố đó, vô tướng cũng có thể cảm giác được thiếu chủ đang ngưng tụ đại thủ đoạn của thiếu chủ với vô tướng mà nói, hắn sớm tập mãi thành quen. Sư phụ đừng cố, không nên chống lại, sẽ chết đấy. Thái A lần đầu tiên chính thức lo lắng cho sư phụ,
Lôi đình kinh khủng kia không ngừng oanh kích sư phụ ra chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, thân thể đã trọng thương đến mức tận cùng, đây đã là cực hạn, hắn thậm chí cảm giác được trong người sư phụ đang sinh ra khí tức hủy diệt. Cảm giác được âm dương áo nghĩa đã có dấu hiệu dung hợp, Lục Lâm Thiên không buông tha, hắn có được thế giới hỗn độn chi nguyên, muốn chết cũng không phải một chuyện dễ dàng, chính mình cũng không phải là người dễ dàng bị đánh chết. Chết thì có làm sao, sinh tử tương liên, sống chính là chết, chết chính là sống không chết, phá rồi lại lập. Dường như nghe thấy lời của vô tướng, Thái A, Lục Lâm Thiên lập tức cảm xúc dâng trào, hắn sinh ra cảm giác khác về sinh tử. Đến thời điểm này, vỏ mẻ lại sứt, Lục Lâm Thiên cũng nghĩ đến tình cảnh xấu nhất, tất cả cũng không cố kỵ nữa, chết thì có làm sao, bản thân mình sống và chết tử tế có gì khác nhau. Từ khi Lục Lâm Thiên dứt lời, trong đan điền khí hải, nguyên đan chữ vạn chấn động, khí tức man hoang thượng cổ dâng trào không dứt. Ông! Trong thời điểm này, trong đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên, Tử Lôi Huyền Đỉnh tự động xoay tròn sinh ra âm thanh nổ tung, lực lượng lôi đình bị dẫn dắt vào trong cơ thể, bị Tử Lôi Huyền Đỉnh hấp thu vào trong. Ầm ầm, từng đạo lôi đình khủng bố oanh kích thân thể Lục Lâm Thiên ra chóc thịt bong, lôi đình hủy diệt trong người bị Tử Kim Huyền Đỉnh hấp thu. Quá trình này thân thể được lôi đình cường hóa, bất diệt huyền thể cũng tự động chữa trị, sau đó lại bị phá hủy lần nữa, lại bắt đầu chữa trị, loại tốc độ này tuần hoàn, tốc độ chữa trị rất nhanh, nhưng trình độ phá hủy đã giảm đi rất nhiều. Giờ phút này, năng lượng quang cầu có hào quang luân chuyển, hư ảnh bốn thú phóng lên cao, năng lượng khủng bố bắt đầu vặn vẹo dữ dội, một đạo khí thế bắt đầu tăng lên trong mơ hồ. Đến cuối cùng, khí thế này tăng lên tới đỉnh điểm, lập tức đình trệ. Ầm ầm. Mà thời điểm này, lôi đình oanh kích xuống đã tới tình trạng kịch liệt nhất, oanh kích đánh lên người Lục Lâm Thiên như mưa, lôi đình giống như thác nước bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên, khí tức hủy diệt dung chuyển cửu thiên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn không trung, lúc này không kích minh linh và thú tộc, nhân tộc đang kịch chiến cũng phải dừng tay, bởi vì cảnh tượng này quá khủng bố kinh người. Đoàn trưởng, cố gắng chịu đựng. Các đệ tử quân đoàn Hùng Phong cảm thấy có tảng đá lớn đè lên tâm thần, thần sắc ngưng trọng. Lục phó thống lĩnh, chống lại đi. Trong thượng thanh thế giới, đại quân tất cả quân đoàn còn lại hét lớn, đang chờ đợi kỳ tích sinh ra. Nhất định phải dừng lại. Trong đại quân thú tộc của Thái Hoàng thế giới cũng bị hắn hấp dẫn, bọn họ quát lớn. Giờ phút này thân hổ khổng lồ bị lôi đình oanh kích, lôi đình diệt thế không ngừng oanh kích, lực lượng lay không thể động, giống như nghịch long kháng thiên, mãnh hổ phản đạo, đây là cảnh tượng bá tuyệt cỡ nào, làm tâm thần và linh hồn chấn động. Trừ thân hổ khổng lồ kia ra, lúc này hắn đã ngăn cản được lôi đình diệt thế oanh kích xuống. Đạo sinh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật trong thiên địa, hóa ngũ hành, thành âm dương, vạn vật luân hồi, đều ở trong thiên địa, ta dùng âm dương, thành tựu ngũ thần quyết, người muốn ngăn ta liền diệt ngươi, thiên muốn ngăn ta liền nghịch thiên. Bỗng dưng, Lục Lâm Thiên hét lớn mang theo máu tươi phun trào, hai mắt một đen một trắng. Hào quang đen trắng quán chú vào quang cầu. Ầm ầm, năng lượng quang cầu chấn động, lập tức chung quanh năng lượng quang cầu sinh ra vết nứt không gian. Ngay sau đó là khí tức hủy diệt vạn vật đột nhiên dừng lại, sau đó khí tức thu liếm, mọi chuyện bình thường trở lại. Cũng không biết vì sao, đột nhiên thiên địa chấn động, lôi đình không ngừng oanh kích Lục Lâm Thiên biến mất không thấy gì nữa. Đến cũng nhanh, biến mất cũng nhanh, lôi đình đã không tồn tại. Đó là, trong khoảng khắc rất nhiều người nhìn quang cầu lớn mấy chục thước trong tay hổ chảo của Lục Lâm Thiên. Năng lượng quang cầu này rất bình tĩnh, khi tất cả mọi người nhìn vào nó lại cảm thấy hãi hùng khiếp vía, chấn động linh hồn. Đặc biệt với thú tộc mà nói, bốn thú ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ trong quang cầu làm tim bọn họ đập nhanh hơn, máu và linh hồn trong người sôi trào. Đó là uy áp đến từ máu huyết cùng linh hồn, không thể khu trừ. Ầm ầm. Trong giây phút đó, lôi đình vừa biến mất không còn, đột nhiên không gian chấn động. Lúc này trong không gian có thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên đang đứng, hào quang bao phủ quanh người, loại hào quang này bao phủ thân thể máu tươi đầm đìa của hắn, thân thể vô cùng thê thảm, càng nhìn càng khủng bố. Mà năng lượng này đánh vào bản thân Lục Lâm Thiên, năng lượng quang cầu rót vào không gian lờ mờ, lúc này chỉ có điều này quang cầu bộc phát ánh sáng sáng hơn. Trong nháy mắt trên quang cầu kia có khí tức lạ lẫm bạo phát ra ngoài, tương liên với thiên địa,
nương theo đó là thiên uy cuồn cuộn. Năng lượng quang cầu này dùng Lục Lâm Thiên làm trung tâm, cả không gian sinh ra vòng xoáy rất mạnh, giống như vòng xoáy vũ trụ lan tỏa ra các hướng, những nơi đi qua không gian nứt vỡ từng khúc, vô thanh vô tức, thế không thể đỡ. Thiên uy hàng lâm, thiên địa dị tượng. Đây là thiên địa dị tượng hàng lâm. Tất cả mọi người ngây người, thiên uy cuồn cuộn như vậy là không tầm thường, tâm thần mọi người khiếp sợ không nhỏ. Xảy ra chuyện gì, vì sao lại có thiên địa dị tượng? Đám người Huyễn Lang, U La lúc này cũng nghi hoặc quan sát tình huống. Tiểu tử này quỷ dị. Ánh mắt Nguyên Hồn rung động, hắn biết rõ Lục Lâm Thiên thật sự vô cùng kỳ lạ, sát ý trong mắt càng đậm hơn trước. Năng lượng nguyên lực trong người Nguyên Hồn bộc phát, lập tức biến thành tấm lụa đen rộng vài chục thước. Đầu quỷ dữ tợn xuất hiện, nó có thể áp chế linh hồn của người ta, tiếng kêu bén nhọn như quỷ khóc thần gào. Tiểu tử, nhảy nhót đủ rồi, chấm dứt đi. Nguyên Hồn quát một tiếng, lúc này hắn đã dùng toàn lực, tâm thần khẽ động, tấm lụa đen có đầu quỷ khóc thần gào lao về phía Lục Lâm Thiên. Siêu, siêu. Lực lượng của tấm lụa xuyên thủng không gian, khói đen bao phủ trời đất làm tâm thần mọi người hoảng hốt, những nơi đi qua không gian nứt vỡ. Khe hở màu đen chạy thẳng tới chân trời, làm cho người ta cảm thấy khí tức này khủng bố tới cực điểm. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai rất khủng bố. Lục phó thống lĩnh, gắng chống lại đi. Dưới chiến trường, vô số ánh mắt siết chặt nắm đấm nhìn qua thân thể cao ngất kia, cầu mong thân hổ to lớn này không ngã xuống. Nguyên Hồn lão cẩu, muốn đợi upsilon.ng đến ta, người tiếp ngũ thần quyết của ta trước rồi nói sau. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Hắn bước tới sau đó thúc giục quang cầu tỏng tay lao đi. Phụt! Năng lượng quang đoàn rời khỏi tay, vào lúc này năng lượng trong người Lục Lâm Thiên đã biến mất, hắn không ngừng phun máu tươi, thân thể mất đi chi giác. Oanh! Năng lượng quang cầu bị Lục Lâm Thiên đẩy ra, không gian chung quanh run lên, làm cho người ta kinh ngạc nhất là, trong năng lượng quang cầu này không biết lúc nào đã biến thành đồ án âm dương. Xoẹt! Trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Hồn ngưng tụ tấm lụa đầu quỷ va chạm với quang cầu, năng lượng quang cầu bộc phát hào quang cực mạnh đánh tan tấm lụa đầu quỷ, tấm lụa biến mất không còn dấu vết. Quang cầu đồ án âm dương bao phủ thân thể Nguyên Hồn, cả phiến không gian này bị giam cầm, toàn bộ thế giới bị ngăn cách, bốn thú ảnh và đồ án âm dương tạo thành khe hở không gian khủng khiếp, trong lúc mơ hồ năm loại lực lượng kinh thiên động địa bao phủ thiên địa. Nguyên Hồn cảm thấy thân thể bị giam cầm. Không gian đủ loại áo nghĩa và thiên uy khủng khiếp làm hắn phủ phục xuống, không thể sinh lòng phản kháng. Khí tức này quá khủng khiếp tới mức tuyên cổ cảnh cao giai như Nguyên Hồn cũng sinh ra thần phục. Ngao, giống, ri, ô. Trong đồ án âm dương này sinh ra tiếng gào thét của bốn thần thú chấn nhiếp tâm thần. Rầm rầm rầm. Cùng lúc này, Lục Lâm Thiên lơ lửng giữa không trung không biết tại sao, thân thể khổng lồ nứt vỡ từng khúc. Sinh cơ trên người bị hút đi, rốt cuộc không cách nào trèo trống, không gian chung quanh vỡ ra. Lập tức đồ án âm dương nứt vỡ, trong khoảnh khắc vô số hào quang bắn ra ngoài, tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức thiên địa chấn động dữ dội. Ầm ầm, làm cho người ta hãi hùng khiếp vía, ánh mắt mở to, không gian nứt vỡ dữ dội, khí kình khủng khiếp lướt qua các hướng. Nhìn cảnh tượng này, rất nhiều người ngẩng đầu nhìn, trong nội tâm sinh ra hàn ý, linh hồn khiếp sợ. Dưới khí kình khủng khiếp này đủ để hủy diệt vạn vật, bởi vì nó quá mức khổng lồ. Nhưng thời điểm này tất cả mọi thứ khôi phục bình thường, tất cả ánh mắt đều nhìn lên không trung. Phụt! Vào thời điểm này, không gian hỗn loạn có một thân ảnh đứng lơ lửng trên đó, trong miệng phun ra huyết dịch gay mũi, lập tức thân thể thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục bộ dáng vốn có. Lúc này Nguyên Hồn vô cùng thê thảm, quần áo tả tơi và uể oải, khí tức hỗn loạn, ánh mắt kinh hãi. Hắn có cảm giác muốn chạy trối chết, đúng là nguyên hồn của phệ hồn nhất tộc. Lúc này nguyên hồn thật sự chạy trối chết, nếu không phải đột nhiên thủ đoạn kinh khủng của Lục Lâm Thiên tan biến, thời điểm đó hắn biết rõ hắn chết chắc, thậm chí hắn đã cảm nhận được khí tức tử vong. Nhưng dù như thế, lúc này nguyên hồn cảm thấy thương thế của mình trọng thương tới mức tận cùng, nếu giờ phút này Lục Lâm Thiên đột nhiên thúc giục công kích, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vậy ánh mắt vô cùng cảnh giác. Đoàn trưởng đâu rồi? Lục phó thống lĩnh đi đâu? Tất cả ánh mắt dò xét chung quanh, nhưng thân ảnh khổng lồ kia biến mất không thấy đâu nữa. Mau tìm, thiếu chủ ở nơi nào? Tô Nhan phát hiện một thân ảnh ở trên cao, lập tức phóng lên trời,
đó là thân ảnh bình thường, áo bào xanh nghiền nát, toàn thân vết máu loang lổ. Toàn thân đẫm máu, da chóc thịt bong, máu tươi tràn ra, nhiều nơi có thể nhìn thấy xương trắng xuất hiện. Tất cả ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia, thân ảnh này tự nhiên là Lục Lâm Thiên. Nhưng Lục Lâm Thiên lúc này đã thay đổi hoàn toàn, thương thế trên người làm người ta sởn gai ốc. Thân thể Lục Lâm Thiên nằm lơ lửng phía chân trời, cũng không rơi xuống, cực kỳ quỷ dị, tử khí bao phủ toàn thân, không còn chút sinh cơ nào cả. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, dường như có người không cảm thấy sinh cơ trong người Lục Lâm Thiên, lập tức thét thảm thiết, Lục Lâm Thiên vẫn không có động tĩnh gì. Vào lúc này, trong đại quân Thái Hoàng thế giới, Thượng Thanh thế giới cảm thấy nội tâm rung lên, có xúc động muốn khóc. Tất cả người hai đại thế giới nhìn thấy thân ảnh áo xanh kia không còn chút sinh cơ nào, trong nội tâm xúc động, không ít ánh mắt ướt át, hai đấm nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt đẫm máu vẫn không phát hiện ra. Bành! Vô tướng vừa đột phá tuyên cổ cảnh cao giai, thậm chí còn chưa ổn định khí tức của mình, cuối cùng không thể chống lại u la của Dạ Xoa nhất tộc, trên người bị khí âm sát đánh trúng. Phụt! Thân ảnh vô tướng lảo đảo bay ngược ra sau, trước ngực của hắn chảy máu tươi đầm đìa. Tiểu tử Lục Lâm Thiên kia quỷ dị, bầm thây vạn đoạn, đoạn tuyệt hậu hoạn. Thời điểm này, U La buông tha cơ hội đánh trọng thương vô tướng, thậm chí là đánh chết, hắn không có truy kích vô tướng, lập tức lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên quỷ dị kia. Xuy! U La dùng tốc độ khủng khiếp của cường giả tuyên cổ cảnh cao giai, hắn dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi ngưng tụ một trường đập vào thân thể Lục Lâm Thiên. Oanh! Trường ấn này làm không gian rạn nứt. Khí âm sát khủng bố bộc phát dữ dội, hư không nhanh chóng bị phá hủy không còn hình dáng. Tốc độ quá nhanh, thực lực U La quá mạnh mẽ, vô tướng bị trọng thương lui lại, giờ phút này hắn không có khả năng tương trợ, thực lực của những người khác càng không cần nói thêm. Người có tu vị tuyên cổ cảnh không phải bị cường giả tuyên cổ cảnh còn thừa của lang linh nhất tộc cùng vệ hồn nhất tộc kéo lấy thì cũng không thể nhúc nhích, toàn bộ bị thương thê thảm không cách nào hành động. Bành! Trường ấn khủng bố kia giáng xuống. Đánh thẳng vào người Lục Lâm Thiên. Lực lượng khủng bố này làm thân thể Lục Lâm Thiên thay đổi, thân thể vết thương chồng chất rạn nứt sinh ra nhiều huyết tinh, da thịt như nứt vỡ từng đoạn, thân ảnh hắn nện thẳng vào mặt đất. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, địa chấn sinh ra, cả một ngọn núi lớn bị thân thể Lục Lâm Thiên nện vào đó mà sinh ra rạn nứt, ngọn núi nhanh chóng tan nát biến thành đá vụn. Vào lúc này nội tâm mọi người khiếp sợ. Cảm thấy lực công kích khủng bố đó nện thẳng vào tim của bọn họ. Thiếu chủ, đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh. Rất nhiều người hai đại thế giới run run, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh kia. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai oanh kích như thế, người đồng cấp cũng khó chống lại, huống chi không hề chống lại. Công kích cỡ này làm cho người ta nghĩ tới tình huống xấu nhất, công kích này đoán chắc trong tuyên cổ cảnh không ai có thể thừa nhận được. Xoẹt. Thời điểm thân thể Lục Lâm Thiên nện thẳng vào ngọn núi, U La cũng không dừng lại, hắn không thể buông bỏ một kiện thông linh bảo khí, đây tuyệt đối là trọng bảo, thân ảnh của hắn lao xuống phía dưới như thiểm điện. Oanh! Cũng vào lúc này, thời điểm thân ảnh U La lao thẳng vào ngọn núi kia, ngọn núi đổ nát nứt vỡ dữ dội, đột nhiên khí tức man hoang cổ lão bộc phát, năm đạo khí thế từ trong đống đổ nát bắn thẳng lên trời. Năm đạo khí tức này rất khác nhau, nhưng đều mang theo phong cách cổ xưa. Rầm rầm rầm, ngọn núi nổ tung, trong ánh mắt quan sát của nhiều người, thân ảnh Lục Lâm Thiên đẫm máu lại từ trong đống đổ nát kia bay lơ lửng lên cao. Năm đạo khí tức ngập trời từ trong người Lục Lâm Thiên bộc phát ra ngoài, năng lượng quỷ dị bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên. Năm đạo khí thế này hiện tại ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không cảm giác được, năm đạo khí tức này ẩn chứa đại từ chi khí, làm tâm thần người ta sung sứ y gờ. Đại bi chi khí làm lòng người thương cảm. Tịch diệt chi khí hung thần ác sát. Thô bạo chi khí vô cùng hung hãn. Bất diệt chi khí làm nội tâm người không quan tâm sinh tử. Năm loại khí tức phóng lên trời, chung quanh thân thể Lục Lâm Thiên có bí vân năm cổ đồ bao quanh. Hiện tại sợ rằng Lục Lâm Thiên cũng không biết, đây chính là đại từ cổ đồ, đại bi cổ đồ, tịch diệt cổ đồ, thô bạo cổ đồ, bất diệt cổ đồ lại phóng thích ra. Năm khí tức khác nhau bất động, đều mang theo khí tức cổ xưa. Lập tức năm cổ đồ không ngừng vây quanh thân ảnh Lục Lâm Thiên, năm đạo khí tức khủng bố phóng thích ra làm nội tâm người ta vô cùng kinh hãi. Ồ, cảnh tượng huyền ảo này làm cho mọi người chú ý, cũng làm U La nghi hoặc. Tiểu tử này thần dị, phải
phải trừ tận gốc mới được. Ánh mắt U La trầm xuống, hắn cũng không trì hoãn thêm chút nào, thân ảnh lại lao thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Thiếu chủ, vô tướng quát một tiếng, thân ảnh đã sớm ổn định, lập tức bay thẳng về phía trước. U La, nhanh tiêu diệt Lục Lâm Thiên, tiểu tử kia quỷ dị, phải trảm thảo trừ căn. Nhìn thấy thân ảnh vô tướng lướt đến, nguyên hồn trọng thương tới mức tận cùng quát to lên, cũng trực tiếp đứng ra ngăn cản vô tướng bị trọng thương, hai người nhanh chóng va chạm nảy lửa. Thân ảnh lao về phía Lục Lâm Thiên, móng vuốt vặn vẹo không gian, trực tiếp xé không áp thẳng xuống, U La hét lớn. Ta cũng không tin ngươi không chết. Hắn hiện tại muốn chết cũng không chết được đâu, có ta ở đây, U La ngươi không thể động vào hắn được. Lúc móng vuốt của U La sắp đánh lên người Lục Lâm Thiên, lúc này một đạo tử kim lôi đình từ trên cao giáng xuống. Xoẹt! Móng vuốt va chạm với tử kim lôi đình, không trung chấn động, lập tức một vuốt này và tử kim lôi đình tiêu tán, năng lượng chấn động dữ dội sau đó biến mất không còn gì nữa. Vào giờ phút này, ánh mắt U La chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Thời điểm này trong mắt U La xuất hiện một thân ảnh cao ngạo, tóc mai như đao, lông mày như vẽ. Hắn tuấn lãng phong lưu tao nhã, trên người sinh ra khí tức lăng lệ tới cực điểm. Là đoàn trưởng trở về. Là Lục Linh, sao hắn tới đây? Ánh mắt của mọi người rung động nhìn qua thân ảnh kia, đây cũng không phải người khác, chính là Lục Linh được vinh danh là trẻ tuổi đệ nhất nhân của hai đại liên minh trong Thượng Thanh thế giới. Ít nhất trước khi Lục Lâm Thiên xuất hiện trong thương khung chiến trường thì hắn vẫn là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Thượng Thanh thế giới. Mà bởi vì Lục Lâm Thiên xuất hiện với xu thế lăng lệ bá đạo, nhưng cũng không có người nào bỏ qua Lục Linh chính là sát cuồng, hắn chỉ thua mỗi Lục Lâm Thiên mà thôi. Lục Linh đến, sao tên này tới đây? Cường giả các quân đoàn còn lại trong Thượng Thanh thế giới đều nhìn qua thân ảnh tuấn lãng quen thuộc này, trong mắt hiện ra thần sắc mừng như điên. Lục Linh, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mắt, ánh mắt U La bỗng nhiên biến thành lãnh ý. Đây chính là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của hắn, thời điểm nhìn thấy thân ảnh lăng lệ kia xuất hiện, U La vô cùng ngạc nhiên, hắn hoảng hốt nhìn Lục Linh, quát. Lục Linh, người đột phá rồi. Đúng vậy, đột phá, tuyên cổ cảnh trung giai. Lục Linh đạp không, trên dung mạo tuấn lãng mang theo khí thế vô cùng lăng lệ, mang theo sát khí âm hàn, loại khí tức này làm linh hồn người ta chấn động, làm cho bọn họ cảm thấy chấn động cả người, vô cùng khiếp sợ, cho dù là Minh Linh cũng phải hoảng hốt. Đột phá, Lục Linh đột phá. Bên dưới không ít người nghe thế đều vô cùng vui mừng. Nghe thế, ánh mắt U La âm trầm, loại tin tức này cũng không phải là chuyện tốt. Ai cũng biết thực lực của Lục Linh rất khủng bố. U La cũng biết Lục Linh là vô thượng niết bàn, đừng nhìn là tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi, người này rất không tầm thường. Từng nghe nói Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể trực tiếp diệt sát tuyên cổ cảnh trung giai, thực lực người không đơn giản. Không ngờ lúc này lại đột phá. Đến đúng lúc, chúng ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Lại nhìn qua Lục Lâm Thiên, U La hét lớn một tiếng, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào Lục Linh. Đoàn trưởng trở về. Đoàn trưởng đột phá, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Quân đoàn Lục Linh lúc này chấn động, máu huyết bắt đầu bành trướng. Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể đánh chết tuyên cổ cảnh trung giai. Hiện tại đột phá tới tuyên cổ cảnh trung giai, hắn có thể đối phó tuyên cổ cảnh cao giai rồi. U La chính là dạ xoa nhất tộc, thực lực mạnh hơn đồng cấp một ít. Tất cả cường giả các quân đoàn còn sót lại, ánh mắt nhìn thân ảnh tuấn lãng này mang theo kỳ vọng. Lục Linh, hắn từng dẫn theo quân đoàn Lục Linh chém giết vô số đại quân Minh Linh, chuyển bại thành thắng rất nhiều lần, cũng là thần tượng thế hệ trẻ trong hai đại liên minh, còn là vô thượng niết bàn. Trong tình huống hiện tại hai đại thế giới cần người như thế dẫn dắt. Lục Linh nhìn U La, không nói gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua năm hư ảnh cổ đồ bao quanh người Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt nhìn qua toàn trường, nhìn thấy thây ngang khắp đồng, máu tươi đầm đìa, ánh mắt của hắn biến hóa. Khí tức âm hàn trên người Lục Linh bắt đầu bộc phát, khí tức này giống như đến từ cửu U địa ngục, lại mang theo khí tức sát phạt, quát. Liều chết đánh một trận, giết. Tiếng quát lăng lệ giống như đại đao xé rách hư không, lập tức quanh quẩn không gian, sát khí bộc phát dữ dội. Giết! Các đệ tử quân đoàn Lục Linh còn lại lập tức hét lớn, sát khí bộc phát kinh người, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào đại quân phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc. Giết! Những người còn lại của Thượng Thanh thế giới,
Thái Hoàng thế giới vào lúc này lao tới chém giết lần nữa, tất cả hóa thành sát ý, âm thanh sát phạt rung trời. Lần này ngươi trốn không thoát. Ánh mắt U La trầm xuống, sát khí âm u bộc phát, nhiệt độ không gian chung quanh biến hóa, trong lòng bàn tay tràn ngập năng lượng âm u, hắn trực tiếp lao thẳng về phía Lục Linh. Ngươi cho rằng ngươi là Dạ Xoa nhất tộc thì vô địch sao? Tạp chủng Dạ Xoa nhất tộc trong Minh Linh xem như không tệ, nhưng trong nhân tộc chúng ta có cổ tộc, đủ để chống lại các ngươi, mà ta từ trước tới nay không xem Dạ Xoa nhất tộc là cái gì cả, tạp chủng Dạ Xoa nhất tộc chết trong tay ta không ít, hôm nay ngươi cũng thế. Xuy, vừa dứt lời, thân ảnh Lục Linh đạp không vượt qua không gian, tử kim lưu quang chấn động, trong lòng bàn tay xuất hiện tử kim lôi đình sau đó lao thẳng về phía U La. Oanh, tử kim lôi đình hiện ra. Khí tức hủy diệt bộc phát vô cùng khủng khiếp, âm thanh lôi đình vần vũ chấn động thiên địa, lập tức ngăn cản một kích của U La. Ầm ầm, cả hai va chạm nhau, không gian chấn động, cả phiến không gian bị phá nát, hai đạo thân ảnh vừa va chạm đã tách ra, lập tức lại lao vào nhau, năm ngón tay của U La bắn ra năm đạo sát khí phong bạo. Lục Linh bộc phát áo nghĩa của mình, trong tay bắn ra một đạo tử kim lôi đình mang theo xu thế hủy diệt to lớn làm tâm thần người ta chấn động. Va chạm ầm ầm sinh ra quang mang vô cùng to lớn. Có chút bổn sự, nhưng mà chỉ là tuyên cổ cảnh trung giai, ngươi thực cho rằng mình có thể chống lại ta hay sao? U La nói một câu, sát khí bộc phát ra vô cùng dữ dội, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai bộc phát dữ dội, những nơi trưởng ấn đánh ra đều bị hủy diệt. Thật sao, Dạ Xoa nhất tộc cũng không có gì hơn cả. Lục Linh quát một tiếng, lôi đình tử kim trong tay không ngừng vần quanh. Trong nháy mắt lôi đình chấn động không gian, nhìn thấy trưởng ấn của đối phương đánh tới, Lục Linh phất tay một cái, một đạo lôi đình tử kim bay ra, những nơi lôi đình đi qua, không gian vặn vẹo dữ dội. Ầm ầm, cả hai va chạm với nhau, nơi va chạm thiên địa chấn động mạnh. Đạp đạp, giao phong như thế, thân ảnh Lục Linh lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thân thể U La lùi lại một bước, cả hai ổn định thân thể, ánh mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Thực lực của Lục Linh rất mạnh, có thể chống lại U La. Lục Linh cùng U La giao thủ kịch liệt giữa không trung, tự nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt, qua giao phong ngắn ngủi, lập tức làm cho không ít người ngạc nhiên. Rầm rầm rầm. Giờ phút này Huyễn Lang và Nguyên Hạt vẫn đang liều mạng với nhau, Nguyên Hạt đã sớm lâm vào hạ phong nhưng vẫn đau khổ trèo trống, hoàn toàn dốc sức liều mạng, cho dù Huyễn Lang chiếm cứ ưu thế vẫn gặp không ít phiền toái. Mà vô tướng và nguyên hồn giao thủ ôn hòa hơn không ít, hai người hiện tại đều trọng thương, nhưng mà thuyền nát còn ba cân đinh, dù sao đều là tuyên cổ cảnh cao giai, hai người giao thủ không thể khinh thường. Siêu siêu, âm thanh xé gió vang lên, một thân ảnh nhân cơ hội này lao về phía Lục Lâm Thiên được năm cổ đồ bao phủ, đây là một tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn lao tới nhanh chóng, muốn nhân cơ hội này phá hủy thân thể Lục Lâm Thiên. Có lẽ cũng muốn đạt được thông linh bảo khí này ai có được thì sẽ là của người đó. Cút ngay cho ta. Thái A quát lớn, trong tay cầm tà ảnh hồn dương kiếm lao tới, hào quang tỏa ra rất mạnh, linh hồn nóng bỏng quét qua trời cao. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Ba thanh trường kiếm chấn động, chúng nổ không gian như cắt đậu hủ, năng lượng linh hồn khủng bố khuếch tán tứ tán, bao phủ tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Ngao! Tiếng sói tru lên, tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai đánh ra một vuốt phá không gian vặn vẹo mang theo khí tức hung tàn va chạm với trường kiếm. Tạch tạch tạch! Va chạm như thế làm không gian chấn động dữ dội, từng khe hở như mạng nhện xuất hiện, không gian hóa thành hư không đen kịt. Đạp đạp! Thân hình Thái A lui lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, khải giáp áo nghĩa linh khí ảm đạm không ít. Nhưng tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai cũng bị ép trở về. Chết đi! Thời điểm tên lang linh nhất tộc bị Thái A đánh lui, thân ảnh Lục Linh xuất hiện sau lưng hắn, một đạo lôi đình tử kim mang theo sát khí âm hàn đánh vào lưng của tên lang linh nhất tộc này. Lục Linh đạp không, trên dung mạo tuấn lãng mang theo khí thế vô cùng lăng lệ, mang theo sát khí âm hàn, loại khí tức này làm linh hồn người ta chấn động, làm cho bọn họ cảm thấy chấn động cả người. Vô cùng khiếp sợ, cho dù là Minh Linh cũng phải hoảng hốt. Đột phá, Lục Linh đột phá. Bên dưới không ít người nghe thế đều vô cùng vui mừng. Nghe thế, ánh mắt U La âm trầm, loại tin tức này cũng không phải là chuyện tốt. Ai cũng biết thực lực của Lục Linh rất khủng bố. U La cũng biết Lục Linh là vô thượng niết bàn,
đừng nhìn là tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi, người này rất không tầm thường. Từng nghe nói Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể trực tiếp diệt sát tuyên cổ cảnh trung giai, thực lực người không đơn giản, không ngờ lúc này lại đột phá. Đến đúng lúc, chúng ta không bỏ qua cho ngươi đâu. Lại nhìn qua Lục Lâm Thiên, U La hét lớn một tiếng, tất cả ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng vào Lục Linh. Đoàn trưởng trở về. Đoàn trưởng đột phá, nhất định có thể ngăn cơn sóng dữ. Quân đoàn Lục Linh lúc này chấn động, máu huyết bắt đầu bành trướng. Lục Linh lúc còn là vô thượng niết bàn đã có thể đánh chết tuyên cổ cảnh trung giai, hiện tại đột phá tới tuyên cổ cảnh trung giai, hắn có thể đối phó tuyên cổ cảnh cao giai rồi. U La chính là Dạ Xoa nhất tộc, thực lực mạnh hơn đồng cấp một ít. Tất cả cường giả các quân đoàn còn sót lại, ánh mắt nhìn thân ảnh tuấn lãng này mang theo kỳ vọng. Lục Linh, hắn từng dẫn theo quân đoàn Lục Linh chém giết vô số đại quân Minh Linh, chuyển bại thành thắng rất nhiều lần, cũng là thần tượng thế hệ trẻ trong hai đại liên minh, còn là vô thượng niết bàn, trong tình huống hiện tại hai đại thế giới cần người như thế dẫn dắt. Lục Linh nhìn U La, không nói gì, ánh mắt nghi hoặc nhìn qua năm hư ảnh cổ đồ bao quanh người Lục Lâm Thiên, sau đó ánh mắt nhìn qua toàn trường, nhìn thấy thây ngang khắp đồng, máu tươi đầm đìa, ánh mắt của hắn biến hóa. Khí tức âm hàn trên người Lục Linh bắt đầu bộc phát, khí tức này giống như đến từ cửu u địa ngục, lại mang theo khí tức sát phạt, quát. Liều chết đánh một trận, giết. Tiếng quát lăng lệ giống như đại đao xé rách hư không, lập tức quanh quẩn không gian, sát khí bộc phát dữ dội. Giết. Các đệ tử quân đoàn Lục Linh còn lại lập tức hét lớn, sát khí bộc phát kinh người, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm vào đại quân phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc. Giết. Những người còn lại của Thượng Thanh Thế Giới, Thái Hoàng Thế Giới vào lúc này lao tới chém giết lần nữa, tất cả hóa thành sát ý, âm thanh sát phạt rung trời. Lần này ngươi trốn không thoát. Ánh mắt U La trầm xuống, sát khí âm u bộc phát, nhiệt độ không gian chung quanh biến hóa, trong lòng bàn tay tràn ngập năng lượng âm u, hắn trực tiếp lao thẳng về phía Lục Linh. Ngươi cho rằng ngươi là Dạ Xoa nhất tộc thì vô địch sao, tạp chủng Dạ Xoa nhất tộc trong Minh Linh xem như không tệ. Nhưng trong nhân tộc chúng ta có cổ tộc, đủ để chống lại các ngươi, mà ta từ trước tới nay không xem Dạ Xoa nhất tộc là cái gì cả, tạp chủng Dạ Xoa nhất tộc chết trong tay ta không ít, hôm nay ngươi cũng thế. Xuy, vừa dứt lời, thân ảnh Lục Linh đạp không vượt qua không gian, tử kim lưu quang chấn động, trong lòng bàn tay xuất hiện tử kim lôi đình sau đó lao thẳng về phía U La. Oanh, tử kim lôi đình hiện ra, khí tức hủy diệt bộc phát vô cùng khủng khiếp. Âm thanh lôi đình vần vũ chấn động thiên địa, lập tức ngăn cản một kích của U La. Ầm ầm, cả hai va chạm nhau, không gian chấn động, cả phiến không gian bị phá nát, hai đạo thân ảnh vừa va chạm đã tách ra, lập tức lại lao vào nhau, năm ngón tay của U La bắn ra năm đạo sát khí phong bạo. Lục Linh bộc phát áo nghĩa của mình, trong tay bắn ra một đạo tử kim lôi đình mang theo xu thế hủy diệt to lớn làm tâm thần người ta chấn động, va chạm ầm ầm sinh ra quang mang vô cùng to lớn. Có chút bổn sự, nhưng mà chỉ là tuyên cổ cảnh trung giai, ngươi thực cho rằng mình có thể chống lại ta hay sao? U La nói một câu, sát khí bộc phát ra vô cùng dữ dội, khí tức tuyên cổ cảnh cao giai bộc phát dữ dội, những nơi trưởng ấn đánh ra đều bị hủy diệt. Thật sao, Dạ Xoa nhất tộc cũng không có gì hơn cả. Lục Linh quát một tiếng, lôi đình tử kim trong tay không ngừng vần quanh, trong nháy mắt lôi đình chấn động không gian, nhìn thấy trưởng ấn của đối phương đánh tới. Lục Linh phất tay một cái, một đạo lôi đình tử kim bay ra, những nơi lôi đình đi qua, không gian vặn vẹo dữ dội. Ầm ầm, cả hai va chạm với nhau, nơi va chạm thiên địa chấn động mạnh. Đạp đạp, giao phong như thế, thân ảnh Lục Linh lảo đảo lui ra phía sau vài bước, thân thể U La lùi lại một bước, cả hai ổn định thân thể, ánh mắt bắn ra hào quang đáng sợ. Thực lực của Lục Linh rất mạnh, có thể chống lại U La. Lục Linh cùng U La giao thủ kịch liệt giữa không trung, tự nhiên hấp dẫn nhiều ánh mắt, qua giao phong ngắn ngủi, lập tức làm cho không ít người ngạc nhiên. Rầm rầm rầm. Giờ phút này Huyễn Lang và Nguyên Hạt vẫn đang liều mạng với nhau, Nguyên Hạt đã sớm lâm vào hạ phong nhưng vẫn đau khổ trèo trống, hoàn toàn dốc sức liều mạng, cho dù Huyễn Lang chiếm cứ ưu thế vẫn gặp không ít phiền toái. Mà Vô Tướng và Nguyên Hồn giao thủ ôn hòa hơn không ít, hai người hiện tại đều trọng thương. Nhưng mà thuyền nát còn ba cân đinh, dù sao đều là tuyên cổ cảnh cao giai, hai người giao thủ không thể khinh thường. Siêu siêu, âm thanh xé gió vang lên,
một thân ảnh nhân cơ hội này lao về phía Lục Lâm Thiên được năm cổ đồ bao phủ, đây là một tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn lao tới nhanh chóng, muốn nhân cơ hội này phá hủy thân thể Lục Lâm Thiên, có lẽ cũng muốn đạt được thông linh bảo khí này ai có được thì sẽ là của người đó. Cút ngay cho ta. Thái A quát lớn, trong tay cầm tà ảnh hồn dương kiếm lao tới, hào quang tỏa ra rất mạnh, linh hồn nóng bỏng quét qua trời cao. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu. Ba thanh trường kiếm chấn động, chúng nổ không gian như cắt đậu hủ, năng lượng linh hồn khủng bố khuếch tán tứ tán, bao phủ tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai kia. Ngao. Tiếng sói chu lên, tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai đánh ra một vuốt phá không. Không gian vặn vẹo mang theo khí tức hung tàn va chạm với trường kiếm. Tạch tạch tạch. Va chạm như thế làm không gian chấn động dữ dội, từng khe hở như mạng nhện xuất hiện, không gian hóa thành hư không đen kịt. Đạp đạp. Thân hình Thái A lui lại hai bước, sắc mặt tái nhợt, khải giáp áo nghĩa linh khí ảm đạm không ít, nhưng tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai cũng bị ép trở về. Chết đi. Thời điểm tên lang linh nhất tộc bị Thái A đánh lui, thân ảnh lục linh xuất hiện sau lưng hắn, một đạo lôi đình tử kim mang theo sát khí âm hàn đánh vào lưng của tên lang linh nhất tộc này. Phụt! Tên lang linh nhất tộc tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai phun máu tươi, thân thể của hắn nện thẳng vào ngọn núi phía dưới, hắn nện mạnh sinh ra địa chấn dữ dội, hắn nằm đó thật lâu không có nhảy ra, hiển nhiên đã chết rồi. Lục linh lúc này là tuyên cổ cảnh trung giai, một quyền toàn lực của hắn thừa sức giết tên này. Có chút thực lực. Nhưng vẫn không đủ. Sắc mặt U La âm trầm xuất hiện trước mặt Lục Linh, ở trước mặt hắn, Lục Linh còn có thể đi đánh chết tuyên cổ cảnh sơ giai, hắn mất mặt tới tận cùng, vừa dứt lời sát ý đã phun trào dữ dội. Ầm ầm. Vào lúc này sát khí âm trầm quanh người U La bộc phát, sát khí chấn động thiên địa. Loại chấn động này làm người ta tim đập chân run, chấn động này còn mang theo sát khí nguy hiểm. Ngươi lui xuống trước đi, sư phụ ngươi còn không có vẫn lạc. Ta có thể cảm giác được sinh cơ trên người của hắn, người nghĩ biện pháp bảo vệ sư phụ ngươi đi. Lục Linh cúi đầu nói với Thái A, sau đó ánh mắt nhìn U La trở nên lăng lệ, khí tức bộc phát dữ dội. Thái A nghe vậy lập tức lui xuống, tự biết Lục Linh và U La sẽ đại chiến, hắn cũng không thể nhúng tay vào. Thái A, đoàn trưởng như thế nào? Lúc này phá thổ cùng truy mệnh cũng bay tới bên người Thái A. Sư phụ xuất hiện biến cố. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mà sư phụ không có việc gì, còn sinh cơ, sư phụ cũng không phải dễ dàng chết như thế, chúng ta hộ pháp. Thái A trầm giọng nói, tâm thần khẽ động, còn lại ba chiếc chiến hạm phi hổ cấp 5 cũng bay tới. Giờ phút này sát khí dâng trào, Lục Lâm Thiên hoàn toàn thay đổi, vết thương chồng chất, tổn thương có thể nhìn thấy xương trắng, thân thể vô cùng thê thảm, nhưng lúc này từ từ khôi phục, khí tức man hoang cổ xưa bộc phát trên người của hắn. Khí tức niết bàn từ từ sinh ra. Vào lúc này không gian từ từ sinh ra biến hóa vô cùng vi diệu, loại biến hóa này ngay cả cường giả tuyên cổ cảnh cao giai cũng không nhìn ra, chấn động liên tục khuếch tán, dường như đang tương liên với thiên địa. Từ khi chấn động này lan tràn, một đạo khí tức xuyên thủng gông xiềng thời không, lúc này lao vào sâu trong vũ trụ. Trong thiên địa mênh mông, trong linh vũ thế giới vô cùng tường hòa. Trong linh vũ thế giới, từ khi phi linh môn cùng lục gia quật khởi, ngay cả cổ vực hỗn loạn cũng trở nên bình thường. Có lục gia cùng phi linh môn chấn nhiếp, cả linh vũ thế giới không có thế lực nào dám náo động, trước đừng nói tất cả thế lực lớn cân đối và có quan hệ với phi linh môn cùng với lục gia. Hiện tại tất cả cường giả các thế lực lớn đều biết rõ, trên đời này cũng không chỉ có một linh vũ thế giới, so sánh với thế giới bên ngoài, linh vũ thế giới chỉ là một vũng nước nhỏ mà thôi. Bên ngoài cường giả trong mây. Thế lực lớn chiếm giữ 3.000 đại thế giới, so sánh với những thế lực này, thế lực trong linh vũ thế giới chỉ là trò cười. Bởi vậy tất cả cường giả thế lực lớn không ngừng bế quan tu luyện, mà các cường giả thế lực lớn đều đi ra ngoài lưu lạc, loại tình huống này làm linh vũ thế giới trở nên tường hòa. Đương nhiên, những tranh đoạt trong thế lực nhỏ vẫn tồn tại, nhưng mà cũng không có người trở về quản, chỉ có tranh đoạt mới có tiến bộ, mới có thể sinh ra nhiều cường giả. Thế giới như ao tù nước đọng tuyệt đối không phải là tình huống thế lực lớn muốn. Linh vũ thế giới đã biến hóa, cả thế giới xanh mướt và biến thành rộng lớn, linh dược kỳ dị khó gặp tăng nhiều, thiên địa linh khí tràn đầy, tốc độ và thiên phú tu luyện của sinh linh tăng nhanh, cách biệt một trời một vực với mấy chục năm trước. Biến hóa như thế mọi người đã tiếp nhận,
thậm chí đã quên bộ dáng linh vũ thế giới mấy chục năm trước. Oanh! Linh vũ thế giới đang bình tĩnh, đột nhiên nó lại chấn động, nhìn như bình tĩnh khó hiểu nhưng người bình thường cũng cảm giác được. Nhưng lúc này hàng tỷ tu luyện giả trong linh vũ thế giới cảm thấy nội tâm chấn động, linh hồn run lên, loại rung rung này trực tiếp ảnh hưởng tới linh hồn. Linh vũ thế giới, trong vùng biển bao la, trên một khối đại lục rộng lớn, ở trong một tòa đại điện cao lớn xuyên thẳng phía chân trời, nó giống như thương long đang ngẩng đầu. Xuy, gợn sóng không gian nổi lên, trên đại điện sương mù cuồn cuộn, một lão giả tập tễnh vô thanh vô tức xuất hiện trong đây. Lão giả này bộ dáng chừng 60, trên mặt có nếp nhăn nhàn nhạt, đôi mắt nhìn vào sâu trong hư không, dường như ngôi sao sâu trong hư không di động, năng lượng thiên địa từ sâu trong hư không thẩm thấu tới. Động tĩnh này, tại sao lại? Chẳng lẽ? Nhìn vào động tĩnh vật đổi sao rời sâu trong hư không, ánh mắt lão giả chấn động, thân thể dường như run lên. Trong sơn mạch Long Tích Đại Lục, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi sát khí quanh người U La đã đạt tới mức khủng bố, sát khí khủng khiếp lan tràn ra chung quanh, mây đen che khuất bầu trời, trong lúc mơ hồ khí thế này làm hư không vặn vẹo. Lục Linh lơ lửng giữa không trung, hắn đứng đó, dung mạo tuấn lãng nhìn sát khí lăng lệ trước mặt, đột nhiên ánh mắt khẽ động, cầm một đạo hào quang tử kim trong tay. Oanh! Xoẹt! Nương theo tiếng sấm cuồn cuộn, tự dưng không trung run rẩy, U La tỏa sát khí khủng khiếp bao phủ các nơi. Tử lôi diệt thiên đao. Không ít ánh mắt nhìn thẳng vào loan đao trong tay Lục Linh, ánh mắt chấn động. Lục Linh sắp dùng tử lôi diệt thiên đao, xem ra đã sắp dùng toàn lực. Lúc trước Lục Linh đại chiến với Lục Lâm Thiên một trận, hắn còn không sử dụng tử kim diệt thiên đao. Tử kim diệt thiên đao, đây là sát khí, một khi dùng phải thấy máu, không tới mức tử chiến, Lục Linh sẽ không vận dụng tử kim diệt thiên đao, một khi vận dụng, vậy rất khủng bố. Trong chém giết thảm thiết, cũng có cường giả đánh văng đối thủ sau đó nhìn qua không trung, nhìn thấy thanh đao trong tay Lục Linh, ánh mắt rung động. Giờ phút này ai cũng cảm nhận được, đến thời điểm này Lục Linh và U La hai người đã dùng toàn lực, sợ không phải ngươi chết chính là ta vong. Đến thời điểm này hai người chính thức phân thắng bại. Phần phật, sát khí khủng khiếp khởi động, chúng tiếp cận chung quanh Lục Linh, đột nhiên lại biến mất không thấy, không cách nào tới gần Lục Linh. Đi. Rốt cục U La quát lớn, phất tay hành động, một quang cầu mang theo sát khí bay thẳng về phía Lục Linh, những nơi đi qua, không gian biến mất không tiếng động, trong đó ẩn chứa năng lượng khủng bố làm người ta hãi hùng khiếp vía. Oanh! Lục Linh động, tử kim diệt thiên đao trong tay run lên, âm thanh như bôn lôi vang lên, một đao lập tức bổ ra, đao mang như lôi đỉnh phá không, khí thế bàng bạc như vạn mã lao nhanh, như sóng lớn vỗ bờ, đại khai đại hợp. Xoẹt! Cả hai đỡ upsilon.ng nhau, năng lượng đáng sợ bắn ra, dư âm ảnh hưởng thẩm thấu vào hư không, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, vô số khe hở đen kịt bay thẳng lên bầu trời. Rầm rầm rầm. Dưới đao quang khủng bố quang cầu nổ tung, năng lượng khủng khiếp bộc phát ra chung quanh, cả phiến không gian bị phá hủy, dường như phiến không gian này bị xuyên thủng. Dạ xoa chân thân. U La quát lớn, trong sát khí cuồn cuộn kia. Đột nhiên hắn biến lớn cao trăm trượng, đầu như đà phong, thân hình khủng bố, trong tay cầm linh xiên đen như mực, trên người của hắn có vô số hồn anh kêu thảm thiết. Bất diệt kim cương tượng. Hào quang trên người bộc phát, Lục Linh biến thành kim thân cao trăm trượng, tay cầm tử kim diệt thiên đao đối mặt với U La. Rầm rầm rầm. Hai thân ảnh đại biểu chiến lực mạnh nhất của hai bên, lập tức lao vào nhau, linh xiên đâm tới giao thoa với đao mang, lần lượt va chạm vào nhau. Năng lượng đáng sợ khuếch tán ra chung quanh, cả phiến không gian nổ tung, thỉnh thoảng có vết nứt không gian thật lớn sinh ra, tất cả tiêu tán không còn lại gì nữa. Đại chiến cỡ này làm mọi người quan sát, Lục Lâm Thiên mất đi sinh cơ lơ lửng trên không trung không được người ta chú ý, giờ phút này U La cùng Lục Linh phân thắng bại sẽ ảnh hưởng tới đại chiến lần này. Hoàn toàn thay đổi, Lục Lâm Thiên vết thương chồng chất vào lúc này khôi phục không ít, năm đạo khí tức khủng bố quanh người bạo phát khủng khiếp. Trong người Lục Lâm Thiên bắt đầu có hào quang kim, thanh, lan, xích, hoàng bộc phát ra ngoài, giống như con rắn nhỏ chui vào trong cơ thể của hắn, lập tức giao thoa ngưng tụ hình thành đồ án đen trắng bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên vào bên trong. Oanh! Vào lúc này, thiên địa chấn động run lên, năng lượng thiên địa bắt đầu hoạt động, chúng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên hỗn loạn mất đi chi giác, hắn cố sức ngưng tụ ngũ thần quyết,
cuối cùng vẫn còn kém một bước mà thất bại, trong người lại trọng thương, cho dù là thân thể hay là linh hồn đều trọng thương, thương thế tiếp cận tử vong. Thời khắc ngưng tụ ngũ thần quyết, Lục Lâm Thiên cũng chính thức không quan tâm sinh tử, hắn chỉ muốn ngưng tụ ngũ thần quyết. Thời điểm Lục Lâm Thiên cảm giác được chi giác thì hắn xuất hiện trong không gian quỷ dị, ý thức nhìn quan sát chung quanh thì phát hiện cảnh tượng huyết tinh, không gian vô biên vô hạn, sơn mạch khôn cùng, thiên địa run động, một bóng lưng tay cầm đao, dưới chân thi cốt chồng chất như núi, không trung có tiếng quỷ khóc thần gào, huyết tinh tràn ngập, sát khí trùng thiên, thây ngang khắp đồng. Bóng lưng hùng vĩ này toàn thân không còn bất kỳ khí tức nào, nhưng cả không gian này lại đầy khí tức hùng mạnh, làm cho Lục Lâm Thiên ý thức mình giống như con sâu cái kiến nhỏ bé. Lúc nhìn thấy bóng lưng hắn cảm thấy linh hồn nghiền nát, giờ phút này cây đao màu vàng nhanh chóng bảo vệ linh hồn của hắn. Cảm giác linh hồn đau đớn này làm cho Lục Lâm Thiên muốn hét lên. Xoẹt! Trong nháy mắt ngắn ngủi, linh hồn Lục Lâm Thiên xuất hiện trong không gian quỷ dị khác, đây là không gian hỗn độn hư vô mờ ảo, linh hồn thoải mái không nói nên lời. Chết thì có làm sao, sinh tử tương tùy, sống chính là chết, chết chính là sống không chết, phá rồi lại lập, có thể lĩnh ngộ đến một bước này xem như không tệ. Trong không gian hỗn độn có một giọng nói vang lên. Lúc này trong không gian hỗn độn có tiếng nói mờ ảo vang vọng. Có thể trong chiến đấu chứng nhận sinh tử Niết Bàn, xem như ngươi không tệ, nhưng mà sinh tử Niết Bàn chỉ là tiểu thừa Niết Bàn mà thôi, ngươi trực tiếp đặt chân tuyên cổ cảnh hay là vượt qua đại thừa Niết Bàn, lúc này cần xem chính ngươi. Lúc nghe giọng nói này vang lên bên tai, ý thức của Lục Lâm Thiên run lên, âm thanh này xa lạ nhưng lại rất cổ xưa. Ngươi là ai? Lục Lâm Thiên lập tức kinh ngạc, hắn không thể nói ra lời, chỉ có thể dùng ý thức hỏi. Giọng nói dường như biết rõ ý thức chấn động của Lục Lâm Thiên muốn nói điều gì, lại nói thêm. Ta là ai, hiện tại không trọng yếu là ngươi bây giờ đã chứng nhận sinh tử Niết Bàn, là trực tiếp đặt chân tuyên cổ cảnh hay là vượt qua đại thừa Niết Bàn, tất cả xem ngươi thôi, thay đổi khôn lường, mờ ảo hư vô, nhất niệm có khác, chính là cách biệt một trời một vực, ta từ phía ngươi đạt được không ít chỗ tốt, thời điểm này ta cũng có thể giúp đỡ ngươi, xem như báo đáp tiểu gia hỏa ngươi. Về phần ngươi có thể biết được bao nhiêu, có thể đặt chân tới một bước kia hay không phải xem ngươi rồi. Tiền bối, cái gì gọi là đại thừa Niết Bàn? Thời điểm Lâm Thiên hỏi ra vấn đề này, lúc này Lục Lâm Thiên cũng có thể cảm giác được, chính mình trong đại chiến đột nhiên có chỗ lĩnh ngộ, cảm giác huyền diệu vang lên trong lòng, loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích, tuyệt không thể tả, có lẽ chính là lúc chứng nhận sinh tử Niết Bàn có đột phá. Đại thừa Niết Bàn, Lục Lâm Thiên nghe lão ảnh nói qua không ít. Là trực tiếp đột phá đến tuyên cổ cảnh hay là tiếp tục tiến vào đại thừa Niết Bàn, cả hai có thể nói cách biệt một trời một vực, nhưng mà khái niệm đại thừa Niết Bàn là gì, Lục Lâm Thiên không hiểu nổi. Không dính sinh tử luân hồi không giả, biết thiên địa hư vô, không sinh không tử, đây là đại Niết Bàn. Bàn nhược là đại thừa Niết Bàn, áo nghĩa là đại thừa Niết Bàn, ngu si, vô minh, cũng là đại thừa Niết Bàn, một pháp hay tất cả các pháp đều là đại thừa Niết Bàn. Giọng nói cổ xưa kia lại nói thêm. Ngươi cần gì phải quan tâm cái gì là đại thừa Niết Bàn, tất cả chỉ là hư vô, thần du thái hư, chu du thế giới, vô sinh tử tướng, vô niết vô bàn, vô tướng cũng không vô tướng. Thay đổi khôn lường, tất cả chỉ là hư vô, thần du thái hư, chu du thế giới. Ý thức của Lục Lâm Thiên thì thào, trong nội tâm có hơi hiểu ra. Vô sinh tử tướng, vô niết vô bàn, vô tướng cũng không vô tướng. Ha ha, không sai, dường như có thể cảm nhận một ít. Sâu kín âm thanh lại lần nữa truyền ra. Đại thừa Niết Bàn không đâu không có, mênh mông bát ngát, quảng đại khôn cùng, không này bỉ ngạn, vạn vật lan tỏa, chúng sinh không bế tắc, quảng đại khôn cùng, Niết Bàn vô cấu, như lau vô di, bất tăng bất diệt, chán sinh diệu hoa, nở rộ quảng đại. Lục Lâm Thiên tiếp tục ghi nhớ, ý thức trong không gian hỗn độn này vui mừng, nói. Nói như vậy không có tiểu thừa Niết Bàn, cũng không có đại thừa Niết Bàn, không có vô thượng Niết Bàn, cũng không có vô lượng Niết Bàn, tâm nhìn thấy pháp bên ngoài, tên là ngoại đạo, nếu ngộ bản tâm, tức là Niết Bàn là mình, chứng nhận cũng là mình, ha ha, ta hiểu rồi, thì ra là thế. Trẻ nhỏ dễ dậy, pháp thân đều là hư không, vô sinh vô diệt, giống như trăng trong nước, có mà không thể nắm bắt, không phải sinh không phải diệt. Sinh chưa từng sinh, diệt chưa từng diệt, chưa sinh chưa diệt, tự nhiên không có đạo. Tâm ở bên ngoài là pháp, tên là ngoại đạo,
ngộ ra bản tâm, tức là niết bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt. Giọng nói này mang theo ngạc nhiên, lại nói thêm với Lục Lâm Thiên, giọng nói tiến vào ý thức Lục Lâm Thiên. Niết bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt. Tâm thần Lục Lâm Thiên lại run lên, trong hư không hỗn độn có tiếng nói như thể hồ quán đỉnh, lập tức giúp Lục Lâm Thiên đốn ngộ, ý thức của hắn chấn động quỷ dị, dần dần chấn động không nói nên lời. Sinh tử và niết bàn không có ngăn cách, chỉ là một ý niệm. Giọng nói cổ xưa kia nói thêm. Ta còn có một đám ý chí còn sót lại của chủ nhân, ta ở trong cơ thể ngươi lâu như thế, có khí thức của ta, có lẽ ngươi sẽ dung nhập một đám ý chí còn lại của chủ nhân, nếu thành công, dùng lĩnh ngộ của ngươi hiện tại, tăng thêm một đám ý chí của chủ nhân chắc chắn sẽ giúp ngươi tiến vào cấp độ mới, một đám ý chí của chủ nhân có giá trị còn cao hơn cả thông linh bảo khí đỉnh cấp, về phần kết quả cuối cùng phải xem bản thân ngươi. Sau khi dứt lời liền dừng nói. Không gian hỗn độn sinh ra hào quang sáng ngời xẹt qua không gian hỗn độn, những nơi đi qua, không gian biến mất không thấy gì nữa. Trong linh vũ thế giới xa xa, trong thiên địa sinh ra khí tức vô cùng kỳ lạ, cả không Gina đại lục không ngừng chấn động, loại chấn động này rung động tâm thần hàng tỷ sinh linh. Siêu siêu! Trên không trung phi linh môn, tất cả cường giả đỉnh cấp của đại lục đều phá không bay tới đây, nhao nhao tụ tập bên ngoài phi linh môn. Một cường giả ngạc nhiên nhìn không gian biến hóa, khẩn trương mang theo chờ mong và hưng phấn. Ai cũng biết mỗi một lần linh vũ đại lục phát sinh biến hóa như thế, năng lượng thiên địa càng nồng đậm, thậm chí còn có thể trực tiếp giúp một đám cường giả đột phá. Cảm giác khẩn trương và hưng phấn xuất hiện, tất cả ánh mắt đều khiếp sợ, bởi vì động tĩnh lần này trên linh vũ đại lục khác biệt với dĩ vãng không ít. Giờ phút này trên không trung, giữa ban ngày lại có trăng sao hiện ra, ngôi sao đầy trời. Kỳ quan này sinh ra uy áp linh hồn khó hiểu, làm cho người ta rung động. Rầm rầm rầm. Long thích đại lục, trên chiến trường máu chảy thành sông, huyết tinh và sát phạt ngập trời, âm thanh tự bạo không ngừng vang lên. Tuy Lục Linh vừa mới đột phá lên tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng mà thực lực rất mạnh mẽ, không ngờ lại có thể trực tiếp chống lại U La, chuyện này làm cho phá thổ là tuyên cổ cảnh trung giai cũng phải nghẹn họng nhìn chân chối, cảm thấy không bằng. Tuyên cổ cảnh trung giai và tuyên cổ cảnh cao giai có chênh lệch bao nhiêu, bọn họ tự nhiên biết rõ, thế nhưng mà Lục Linh có thể vượt qua chênh lệch khủng bố này, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Lục Linh, ngươi thực cho rằng có thể chống lại ta sao, ngươi chỉ vừa đột phá tuyên cổ cảnh trung giai mà thôi, ngươi sao có thể chống lại ta chứ? U La biến thành dạ xoa chân thân vượt qua không gian, phát động không ít công kích vào Lục Linh. Âm thanh trầm thấp vang lên. Dù sao Lục Linh vừa đốt phá không lâu, còn kém con hào rộng. Trước kia tu vị sinh tử Niết Bàn có thể đánh tuyên cổ cảnh trung giai chết, hiện tại hắn đã đột phá, có thể chống lại tu vị tuyên cổ cảnh cao giai rồi. Ma Lang thôn thiên quyết. Cùng một thời gian, đám huyễn lang cùng hét lớn, lập tức thân thể có tiếng gào thét truyền ra. Gào thét. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, huyễn lang hóa thành lang linh chân thân giữ tợn há to miệng cắn nuốt mọi thứ. Hình thành lỗ đen khủng bố, lập tức bao phủ linh hồn phân thân của Nguyên Hạt. Xuy, bản thể và linh hồn phân thân của Nguyên Hạt đại biến, linh hồn phân thân muốn nhanh chóng thoát khỏi phạm vi cắn nuốt. Phần phật, lúc này linh hồn phân thân của Nguyên Hạt trơ mắt nhìn lỗ đen cắn nuốt mình, bản thể Nguyên Hạt phun máu tươi, liên tiếp trọng thương làm Nguyên Hạt không cách nào trèo chống được nữa. Nếu bình thường Nguyên Hạt cũng không sợ huyễn lang. Nhưng mà ở trong Long Dương mật cảnh hắn bị thương nghiêm trọng cho nên bây giờ không thể trèo trống. Bành! Khi Nguyên Hạt phun máu tươi ra, huyễn lang lang linh chân thân cũng nuốt linh hồn phân thân của Nguyên Hạt, trong chốc lát lại bước tới trước bản thể Nguyên Hạt, một cột năng lượng bắn tới. Bành! Bản thể khổng lồ của Nguyên Hạt rơi thẳng xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, thân thể nện vào sơn mạch. Nguyên Hạt, chết đi! Huyễn lang hét lớn một tiếng. Lang linh chân thân lao xuống muốn chu sát Nguyên Hạt trọng thương tình trạng này, hắn đã nắm chắc cái chết. Lục Linh, dạ xoa nhất tộc ta thề không bỏ qua cho ngươi. U La cũng hét lớn một tiếng, cũng lao thẳng về phía Lục Linh. Oanh! Lúc này Huyễn Lang và U La đồng thời hành động, cả phiến thiên địa này run lên, trong nháy mắt U La và Huyễn Lang hai người cũng dừng bước. Trong nháy mắt ngắn ngủi, cả phiến thiên địa này run lên, ánh mắt U La. Huyễn Lang cùng ngẩng đầu nhìn lên không trung, tìm kiếm ngọn nguồn của chấn động khó hiểu này. Lập tức Huyễn Lang U La hai người nhìn về phía Lục Lâm Thiên, không gian chấn động dữ dội, lúc hai người quan sát đã tìm được.
từng ánh mắt cùng nhìn theo Huyễn Lang cùng U La hai người. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, đồ án đã biến hóa, đồ án đen trắng bao phủ thân thể của hắn, không gian chung quanh chấn động dữ dội. Oanh! Sâu trong thiên địa bỗng nhiên sinh ra thiên địa uy áp, sâu trong hư không bộc phát hào quang chói mắt, trùm sáng năng lượng như thiểm điện rót vào trong người Lục Lâm Thiên. Xoẹt! Bỗng dưng chìm sáng năng lượng bao phủ Lục Lâm Thiên, năm bức cổ đồ bao phủ quanh người Lục Lâm Thiên đã bắt đầu tiêu tán, lập tức hóa thành năm đạo khí tức bao phủ thân thể Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, trùm sáng năng lượng bao phủ không trung, trong nháy mắt trong thiên địa giống như bị thứ gì đó bao phủ, mặt đất sinh ra tiếng trầm thấp như vạn thú lao nhanh. Loại biến dị này làm đám người phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc đang chém giết với hai đại thế giới cũng dừng tay, nhao nhao nhìn bốn phía. Đột nhiên trong thiên địa xuất hiện khí tức làm người ta tim đập chân run. Vù vù. Năng lượng thiên địa trong không gian không ngừng lưu động, hắn nơi hội tụ chính là thân thể Lục Lâm Thiên, lúc này tia sáng tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên, năng lượng thiên địa lập tức giảm xuống nhanh chóng. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải Lục Lâm Thiên không còn sinh cơ sao, vì sao có loại biến hóa này? Mau nhìn không chung, tại sao lại như vậy? Đây là biến hóa ra sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vô số ánh mắt kinh ngạc, thấp giọng nghị luận với nhau, lúc này có người nhìn thấy trên trời xanh có mặt trời, mặt trăng và ánh sao cùng hiện. Hàng tỷ ngôi sao không ngừng bao phủ hư không. Cả thiên địa sinh ra hào quang sáng ngời, hào quang chói mắt bao phủ ánh mắt mọi người, ánh sao rất mạnh. Vào lúc này thiên địa uy áp cũng lan tỏa ra, lúc này tất cả sinh linh trên Long Tích Đại Lục cảm thấy tim đập rộn lên, nguyên lực bị áp chế và không thể nhúc nhích. Nhật Nguyệt tinh thần đồng thời xuất hiện, đây là như thế nào? Tất cả ánh mắt chịu khiếp sợ, hàng tỷ sinh linh run rẩy, vô số người ngẩng đầu nhìn lên trời, sâu trong linh hồn rung động rất mạnh, hiện tượng thiên văn này quá quỷ dị, tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này thiên địa uy áp càng ngày càng cường hãn. Trong thiên địa sinh ra dị tượng như vậy, ai cũng mới nhìn thấy lần đầu. U Minh, Huyễn Lang đang giao thủ với vô tướng và nguyên hồn cũng chấn động. Ba người suy đoán hiện tượng quỷ dị này có quan hệ rất lớn với Lục Lâm Thiên, ba người lúc này muốn chấm dứt hậu hoạn từ Lục Lâm Thiên, nhưng lại phát hiện nguyên lực trong người bị ảnh hưởng, không thể điều động như ý muốn. Lúc này năng lượng biến mất, hoang vu bao phủ các nơi, hoang vu đi qua, mặt đất khô héo hàng tỷ năm qua lập tức nhăn nheo, thương lão tang điền. Loại hoang vu này lan tỏa ra bốn phía, nơi ánh mắt nhìn thấy đại địa hoang vu, rạn nứt khắp nơi, nó vẫn lan tràn ra xa hơn. Lan tràn cả sơn mạch, bao phủ toàn bộ Long Tích Đại Lục. Trong sơn mạch cây cối xanh biếc, hồ nước bắt đầu khô kiệt, tảng đá rạn nứt. Đối mặt cảnh tượng hoang vu này, có người dưới mặt đất không nhìn được dẫm một bước, vừa dẫm xuống mặt đất rạn nứt tầng tầng, vô thanh vô tức hóa thành cho tàn. Mặt đất như một đống bột mì trồng chất thành, một cước đã làm tất cả tan nát. Cả đại địa hoang vu, nơi nhìn thấy đều mất đi sinh cơ. Loại hoang vu và không có sinh cơ này không ai muốn dừng lại nơi đây. Mà cảnh tượng hoang vu này lại đến từ Lục Lâm Thiên. Mặc dù ai cũng cảm giác được, lúc này năng lượng thiên địa trên đại lục không ngừng bị cắn nuốt, trực tiếp tiến vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Mọi người lúc này xanh mặt, Lục Lâm Thiên lại có thể hấp thu năng lượng của cả một đại lục. Loại hấp thu này làm cho Long Tích đại lục trong nháy mắt biến thành hoang vu, không có bất kỳ sinh cơ nào. Vào thời điểm mọi người nhìn mình, Lục Lâm Thiên toàn thân vốn thương tích chồng chất đã ở dần dần khôi phục, miệng vết thương sâu thấy xương trên người đã khôi phục 7-8 phần, khí tức toàn thân chấn động, vốn sinh cơ không còn, lúc này sinh cơ và sinh mệnh lực bộc phát. Tiểu tử này quá quỷ dị, không thể như vậy được, phải đánh chết. U La quá to lên, Dạ Xoa chân thân xuyên qua không gian, chống lại thiên địa uy áo mạnh mẽ đánh ra một chảo. Năm khe hở dài và mang theo khí tức âm u khủng bố đánh thẳng vào Lục Lâm Thiên được hào quang bao phủ, chỉ cần có thể xé rách hào quang là có thể xé Lục Lâm Thiên thành mảnh nhỏ. Giờ phút này ai cũng không ngờ U La lại đột nhiên động thủ, mọi người không kịp ngăn cản, U La vận dụng Dạ Xoa chân thân đến ngay trước hào quang bao phủ Lục Lâm Thiên. Xoẹt! U La xé rách không gian, móng vuốt đi qua không gian biến thành đen kịt. Vào lúc này móng vuốt đánh vào chùm sáng. Tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh thay Lục Lâm Thiên, nhưng lập tức xuất hiện cảnh tượng làm mọi người khiếp sợ. Oanh! Một chảo của U La đánh lên chùm sáng chói mắt, trong giây lát móng vuốt biến mất không thấy gì nữa, ngay cả tia sáng cũng không dao động nửa phần,
cùng lúc đó thiên địa uy áp mạnh tới tận cùng bộc phát ra ngoài. Phụt, trong nháy mắt ngắn ngủi, thậm chí sức phản kháng của U La không còn, hắn bị uy áp khủng khiếp kia ép thân thể phun máu tươi, thân hình lảo đảo lùi ra xa, ánh mắt cũng ngạc nhiên, uy áp khủng khiếp kia vừa rồi làm thân thể của hắn suýt nứt vỡ, nó quá khủng bố, nếu không phải hắn đề phòng không ít, bằng không vừa rồi hắn bị ép chết tại chỗ. Nghĩ đến uy áp và hiểm cảnh lúc nãy, thậm chí U La cảm giác được tử vong rất gần, lập tức sợ hãi không nhẹ. U La bị đẩy lui. Cảnh tượng này làm mọi người sợ hãi thán phục, đường đường U La lại bị tia sáng bắn ngược làm trọng thương. Cùng một thời gian, thời điểm U La công kích, khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng lên như trẻ tre, áp lực bộc phát, đồ án âm dương trên người bộc phát hai màu đen trắng. Xuy. Cùng một thời gian, thân thể Lục Lâm Thiên đang nằm lại đứng thẳng, áo bào rách nát phần vũ, hai mắt nhắm chặt lúc này mở ra, đôi mắt một lạnh một nóng, một đen một trắng giống như nhật nguyệt xoay tròn, ngày đêm luân chuyển, cực kỳ huyền ảo. Hai mắt mở ra, thiên địa luân chuyển, giờ phút này Lục Lâm Thiên không nhìn bất cứ kẻ nào, dường như giờ phút này thiên địa chỉ có mình hắn tồn tại, hắn thì thào. Vô sinh tử tướng, vô tướng niết bán, vô tướng và không vô tướng, không tiểu thừa niết bàn, cũng không đại thừa niết bàn, không vô thượng niết bàn, cũng không vô lượng niết bàn, tâm nhìn thấy pháp, tên là ngoại đạo, ngộ bản tâm thức niết bàn. Ầm ầm. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, năng lượng bao phủ khắp toàn thân, không gian tiêu tán và nứt vỡ từng khúc. Lúc này thiên địa lung lay sắp đổ, chấn động khó hiểu, nhật nguyệt và ánh sao cùng hiện, hàng tỷ ngôi sao tỏa sáng làm thiên địa chói lóa, thiên địa rung chuyển, cửu thiên rung chuyển. Như thế nào, người muốn ngăn cản ta sao? Lục Lâm Thiên nhìn không trung, hắn thì thào một câu. Ầm ầm. Trên không trong không có người trả lời Lục Lâm Thiên, nhưng đột nhiên có tiếng nổ truyền ra, giống như đang đáp lời hắn. Không gian lúc này gió nổi mây phun, mây đen đền bù, mây đen che phủ toàn bộ thiên địa, mọi người nhìn thấy mây đen bao phủ, khí tức khủng bố tỏa ra các hướng, hàng tỷ ngôi sao bao phủ vòng trời, mây đen hàng lâm nơi nơi. Lục Lâm Thiên tiếp tục ngẩng đầu nhìn không trung, trong mắt bắn ra khí tức lăng lệ ác liệt, khí tức quanh người chấn động, hắn bước ra một bước dồn khí vào đan điền, nguyên lực tuôn ra, tiếng gầm cuồn cuộn, sau đó ngẩng đầu lên bầu trời nói. Người muốn ngăn cản ta, ta sẽ giết ngươi, nếu trời ngăn cản ta, ta liền nghịch thiên. Oanh! Từ khi Lục Lâm Thiên dứt lời, trong nháy mắt không trung nổ vang, lập tức mọi người cảm giác được thiên địa lúc này nhật nguyệt tinh thần cùng hiện. Càng ngày càng nhiều mây đen tụ tập, thiên uy khủng khiếp hàng lâm. Dưới thiên uy khủng bố, từng tia chớp hàng lâm, hàng tỷ ngôi sao phát sáng. Đây là vô thượng lôi kiếp, Lục Lâm Thiên đang độ vô thượng niết bàn, đưa tới vô thượng lôi kiếp. Lục Linh ngẩng đầu, nhìn qua quang cầu lôi điện, đột nhiên ánh mắt nhảy lên, lúc này hắn làm như không thấy lôi kiếp. Vô thượng lôi kiếp, Lục Lâm Thiên lại đặt chân vô thượng niết bàn. Vương thượng lôi kiếp. Lục phó thống lĩnh không chết, Lục phó thống lĩnh sắp đặt chân lên đại thừa niết bàn. Mộ Linh Lạc, Băng Thiên Lý, Phá Thổ, Đông Quan Trạch, Hổ Sư, Cuồng Thử, Cát Bạch Mị, Nguyên Hạt, Xích Xà, Kinh Lôi lúc này rung động nhìn nhau. Bây giờ Lục Lâm Thiên đột phá vô thượng lôi kiếp, hắn sắp đặt chân vào vô thượng niết bàn, cảnh tượng này làm rất nhiều người rung động. Đáng chết, hắn sắp bước vào vô thượng niết bàn. Huyễn Lang và Nguyên Hồn không biết khi nào đến bên cạnh U La, sắc mặt Nguyên Hồn khó coi, nói với U La. Khó trách vừa rồi không có đánh chết Lục Lâm Thiên được, vô thượng niết bàn có thiên uy hộ thân, chúng ta bây giờ ra tay cũng không thể giết hắn. Hai mắt U La bắn ra hào quang âm hàn, lạnh nhạt nói. Có thể vượt qua vô thượng lôi kiếp hay không còn không nhất định, độ không qua không cần chúng ta ra tay, hắn sẽ thần hồn câu diệt, nếu vượt qua vô thượng lôi kiếp. Khi đó cũng là thời điểm hắn yếu nhất, lúc đó lại đánh chết. Lục Lâm Thiên, nhất định không thể chống lại. Lục Linh tránh xa ra, vô thượng kiếp đáng sợ thế nào hắn biết rõ, lúc này Lục Lâm Thiên dẫn phát vô thượng lôi kiếp, không hề nghi ngờ, đến lúc đó một khi Lục Lâm Thiên vượt qua vô thượng lôi kiếp, thực lực của hắn còn mạnh hơn lúc này rất nhiều. Oanh! Thiên địa chấn động, lôi vân đã tụ tập tới mức khủng bố, lôi cầu không ngừng chấn động. Được năm khí tức làm thoải mái thân thể, nội tâm của hắn sảng khoái, hắn hung thần ác sát làm cho người ta cảm thấy tâm thần bất định. Xoẹt! Trên không trung sinh ra dị tượng, lôi cầu khủng bố giống như thiên thạch nện thẳng vào Lục Lâm Thiên, không gian chung quanh chấn động quỷ dị làm lòng người sởn gai ốc.
không niết bàn, cũng không vô thượng niết bàn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hắn hét lớn một tiếng, trên người tụ tập khí tức của năm bức cổ đồ. Năm bức cổ đồ không ngừng trọng điệp trên đầu của hắn, năm đạo khí tức khác nhau mang theo hào quang cổ xưa, tự dưng làm lòng người chấn động. Phanh! Lôi cầu đầu tiên đánh lên bức cổ đồ, trực tiếp khí tức cổ xưa từ cổ đồ tỏa ra phá tan lôi cầu, lúc này lôi cầu tán loạn, bức cổ đồ cũng tan biến. Bành! Đi! Vào lúc này Lục Lâm Thiên quát một tiếng, trong lòng bàn tay lúc này ngưng tụ đồ án âm dương, hào quang đen trắng từ trong đánh ra ngoài, trực tiếp bao phủ lôi cầu vào bên trong. Xoẹt! Lúc này đồ án âm dương bao phủ lôi cầu dừng lại và tránh thoát đồ án âm dương, đồ án âm dương sinh ra lực trói buộc lôi cầu. Lục phó thống lĩnh, nhất định phải chống lại. Đoàn trưởng, cố gắng lên. Sư phụ nhất định có thể. Thái A chấn động, không ngừng nói thầm. Lốp ba lốp bốp. Trong nhiều ánh mắt khiếp sợ, lôi cầu đánh tan đồ án âm dương, lực lượng hủy diệt lập tức nện thẳng vào người Lục Lâm Thiên, phiến không gian này không ngừng tan vỡ, không trung sụp đổ giống như tận thế hủy diệt, trên không trung sinh ra lôi vân cuồn cuộn, vào lúc này trực tiếp xé rách mọi thứ thành hư vô. Lôi vân tán đi, nhật nguyệt cùng hiện, hàng tỷ ngôi sao lơ lửng trên phiến thiên địa này, hào quang hủy diệt vô tận giáng xuống, cảnh tượng rung động này không thể nói thành lời. Mọi người nhìn thấy thân ảnh áo bào xanh đứng trong đồ án âm dương không sứt mẻ gì. Không có việc gì, đã chống lại rồi. Khốn nạn, lại có thể chống lại vô thượng lôi kiếp. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên ngăn cản vô thượng lôi kiếp, U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang ba người biến sắc. Không trung lại hoàn toàn yên tĩnh này rất đáng sợ. Không đúng, có chút không đúng. Lục Linh ngẩng đầu, bất diệt kim cương tượng mở to mắt thật lớn. Dường như cảm giác dị thường, loại khí tức này không ngừng va chạm, cuối cùng vẫn thất bại, còn kém một tia đã thất bại, mà bây giờ khí tức khủng khiếp từ thiên địa thẩm thấu ra, khí tức này làm người ta sởn gai ốc, tóc gáy dựng đứng, linh hồn không ngừng rung động. Hồ! Bỗng dưng mọi người ngẩng đầu lên, hàng tỷ ngôi sao lệch vị trí, vật đổi sao rời, từng ngôi sao không ngừng di động, từng tia sáng không ngừng rơi xuống. Ầm ầm! Mặt trời hạ xuống, ánh sao hàng lâm. Khí tức như thiên uy khủng bố cũng bỗng nhiên xuất hiện trong thiên địa, khí tức này ngay cả tuyên cổ cảnh cao giai cũng khiếp sợ. Không thể chống lại. A hát. Trong đám người, cho dù là phệ hồn nhất tộc, lang linh nhất tộc hay là nhân tộc cùng thú tộc lúc này thực lực thấp đều kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, thiên uy khủng bố quét qua tất cả, chỉ có thể quỳ xuống không thể ngẩng đầu lên. Phá giới cảnh, ngộ chân cảnh, thông thiên cảnh, đại đạo cảnh, sau đó là niết bàn cảnh. Tất cả người dưới tuyên cổ cảnh đều quỳ xuống, chỉ có tu vị tuyên cổ cảnh cao giai mới có thể cố sức ngăn cản thiên uy này. Mặt trời hạ xuống, ngôi sao hàng lâm, một trái một phải kẹp Lục Lâm Thiên vào trong, cảnh tượng vô cùng khó tin. Oanh! Hào quang chói mắt bao phủ các nơi, che khuất bầu trời, tia chớp không ngừng sinh ra hào quang tử kim sắc. Lục Linh ngẩng đầu, kim thân của hắn run rung, thì thào. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, không phải vô thượng niết bàn. Hắn đang chứng nhận vô lượng niết bàn. Lục Linh nói xong mọi người chấn động. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Từng thân ảnh nghe xong, toàn thân như điện giật, bảy chữ này với người có tu vị tuyên cổ cảnh mà nói tuy chưa tận mắt thấy qua, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe qua vài truyền thuyết. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, vô thượng lôi kiếp không cách nào đánh đồng. So với vô thượng lôi kiếp, vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp mới thật sự là lôi kiếp hủy diệt. Mà vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp có thể chứng nhận vô lượng niết bàn. Trong thiên địa vạn vật, trừ linh vật trời sinh ra, nếu ai muốn đặt chân vô lượng niết bàn cần phải trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Linh vật trời sinh không cần độ kiếp, đó là bởi vì tất cả linh vật trời sinh chỉ có trải qua thiên địa kiếp nạn mới có được linh trí, tồn tại tương đương được thiên địa thừa nhận, nhưng số lượng không nhiều. Mà sinh linh khác đặt chân vào vô lượng niết bàn cần phải trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Vô lượng niết bàn, Lục Lâm Thiên tiểu tử này độ vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, hắn muốn xong kiếp đặt chân vào vô lượng niết bàn. Huyễn Lang, U La, Nguyên Hồn nhìn nhau, sắc mặt rất đặc sắc, loại đặc sắc này còn có rung động quá lớn. Vô lượng niết bàn, Lục Phó Thống muốn xong kiếp cùng qua, đặt chân trong vô lượng niết bàn trong truyền thuyết. Người Thái Hoàng thế giới, Thượng Thanh thế giới ngẩng đầu nhìn, lúc này linh hồn rung động và kích động, huyết dịch bành trướng. Vô lượng niết bàn, đây là cấp độ trong truyền thuyết, bất luận kẻ nào cũng biết nó đại biểu cái gì.
Đồn đãi, mỗi một đại thế giới đều có người đạt vô lượng niết bàn, nhưng số lượng không nhiều. Cấp độ vô lượng niết bàn này giống như phượng mao lân giác. Có thể nói vô lượng niết bàn tuy tồn tại nhưng cũng không khác gì tồn tại trong truyền thuyết, ít nhất người nơi đây chưa từng nghe qua. Một đại thế giới cũng khó có thể đạt tới vô lượng niết bàn, loại cấp độ này quá mạnh mẽ, hiện tại trong 3.000 đại thế giới tuyệt đối có ức vạn sinh linh, nghe nói tồn tại vô lượng niết bàn tuyệt đối đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vậy có thể thấy được vô lượng niết bàn đại biểu cho cái gì, nghe nói vô lượng niết bàn đều là cường giả phong hoa tuyệt đại, mỗi một người đều có thần thông khủng bố, vượt cấp đánh chết đối thủ là chuyện dễ dàng như lấy đồ trong túi. Nhưng mà muốn chứng nhận vô lượng niết bàn, trở thành vô lượng niết bàn cần phải trải qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, chỉ có vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp mới thuận lợi đặt chân tới vô lượng niết bàn cảnh. Theo đồn đãi ở phố phường, vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp là hủy diệt chân chính, tổng cộng 9.999 đạo vô lượng thiên lôi, chỉ có vượt qua 9.999 đạo vô lượng thiên lôi mới có thể đặt chân vô lượng niết bàn. Một đạo vô lượng thiên lôi cũng đủ làm tuyên cổ cảnh trung giai tan thành mây khói. Hơn nữa vô lượng thiên lôi một đạo mạnh hơn một đạo, đến cuối cùng một đạo vô lượng thiên lôi nghe nói cường giả hóa hồng cảnh cũng khó ngăn cản, có thể hình thần câu diệt. Cho nên thu hút vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, cũng không nhất định có thể thuận lợi vượt qua. Nghe nói người có thể dẫn phát vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp cực ít, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác. Nhưng mà trong 3.000 đại thế giới vô cùng mênh mông bát ngát, nhân số không ít. Nhưng mà có thể vượt qua đã ít càng ít. Không ít người thấy tình thế không ổn đều lựa chọn buông tha. Người có thể vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, trong 100 nhân vật kinh tài tuyệt diễm, có một người cửu tử nhất sinh vượt qua đã là không tệ, những người khác đều tan thành mây khói. Lúc này lôi điện rậm rạp và vô cùng đáng sợ, khí tức của nó ép người ta không thể thở nổi. Cảnh tượng này cho dù là tuyên cổ cảnh cũng phải ngẩng đầu nhìn thân ảnh áo xanh kia, có xúc động quỳ xuống. Giờ phút này mọi người nhìn qua, Lục Lâm Thiên đứng dưới lôi vân khủng bố, khóe miệng hắn cười vui vẻ, gương mặt mang theo thần sắc ngạo nghễ, khí phách dâng trào, ngẩng đầu cười to quát to. Ngươi ngăn cản ta lâu như vậy, hôm nay ngươi không thể ngăn cản ta. Ngươi dám ngăn ta, nghịch thiên có là gì? Ha 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 ha. Tiếng cười bá đạo tuyệt luân vang vọng chiến trường. Lục phó thống lĩnh bị gì thế, chẳng lẽ hắn bị lôi kiếp bổ điên rồi? Cuồng Ngưu khó hiểu nói một câu. Nếu ngươi có thể điên tới tình trạng này, vậy ta chúc mừng ngươi. Kim thân của Lục Linh lúc này đến nơi người hai đại thế giới tụ tập, quay đầu nhìn Cuồng Ngưu nói một câu, lập tức ngẩng đầu than nhẹ, nói. Lục phó thống lĩnh chứng nhận vô lượng niết bàn, nếu ta có thể nhìn thấy hắn chứng ngộ mà hiểu ra, nói không chừng ta cũng thành công, chỉ tiếc ta không còn cơ duyên bực này nữa. Ầm ầm. Thời điểm Lục Linh cảm khái nói một câu, rốt cuộc lôi đình tử kim trên không trung có động tĩnh. Thiên lôi cuồn cuộn giáng xuống, tiếng lôi đình nổ vang, một đạo lôi đình tử kim to như nắm tay hải nhi giáng xuống. Hô! Những nơi lôi đình đi qua, không gian lập tức vặn vẹo, không gian vỡ tan vô thanh vô tức, nó giáng thẳng vào Lục Lâm Thiên, thế như bôn lôi. Đối mặt nhiều ánh mắt quan sát như thế, thân ảnh Lục Lâm Thiên không cần né tránh làm gì, hắn cứ mặc cho lôi kiếp oanh kích, nhất thời thân thể Lục Lâm Thiên bị tử kim lôi đình oanh kích liên tục. Giống! Trong nháy mắt này một tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc vang lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên vượt qua chân trời, thiên địa gào thét. Ầm ầm. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu gào thét, dường như lôi vân không ngừng giáng xuống, lôi đình không ngừng giáng xuống Lục Lâm Thiên, lôi đình giáng xuống, mọi thứ chấn động dữ dội. Giống. Lập tức thân hổ Lục Lâm Thiên bị lôi điện vần quanh, đồ án không ngừng chấn động. Trong đồ án âm dương, cự hổ gào thét, khí chất vương giả vấn đỉnh thiên hạ. Oanh, 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 oanh. Chín đạo thiên lôi, năm bức bản cổ đồ và đồ án âm dương không ngừng sinh ra, hư không đen kịt xuất hiện. Oanh. Thiên uy cuồn cuộn, dường như bị Lục Lâm Thiên chọc giận, vô lượng lôi kiếp không ngừng giáng thẳng vào người Lục Lâm Thiên, trực tiếp đánh nát lân phiến của hắn, thân thể của hắn ra chóc thịt bong. Vô lượng thiên lôi oanh kích, Lục Lâm Thiên cảm giác tim của mình ngừng đập, khí tức hủy diệt mạnh tới tận cùng. Đây là lực lượng hủy diệt. Không hủy diệt thân thể, còn muốn hủy diệt linh hồn. Vô lượng thiên lôi, có ta ở đây, đâu tới phiên ngươi làm càn. Nhưng vào lúc này linh hồn không gian của Lục Lâm Thiên có tiếng sấm quấn quanh, lập tức cây đao màu vàng tỏa ra hào quang chói mắt, vô lượng thiên lôi không ngừng bị cây đao màu vàng thôn phệ.
Oanh, oanh, oanh. Trong tử kim lôi vân lập tức có tiếng nổ kinh thiên vang lên, từng đạo vô lượng thiên lôi trong lôi vân giáng xuống, rất nhiều lôi đình cùng nổ vang trong không trung, cả phiến không gian này không ngừng nổ tung. Những nơi lôi đình đi qua không gian tung tóe. Đây là hủy diệt, là lực lượng hủy diệt tuyệt đối, cường giả tuyên cổ cảnh cao giai không ngừng run như cầy sấy. Loại oanh kích này sợ là tuyên cổ cảnh cao giai bị oanh kích liên tục cũng tan thành mây khói, không có khả năng chống cự. Rầm 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 phanh. Từng đạo vô lượng thiên lôi trực tiếp giáng lên thân hổ khổng lồ của Lục Lâm Thiên, giáng xuống như chút nước. Thân thể khổng lồ của Lục Lâm Thiên lúc này lân phiến chóc ra, lập tức ra chóc thịt bong. Vô lượng thiên lôi hủy diệt không gian trong óc, cây đao màu vàng thôn phệ tất cả lực lượng tiến vào. Vô lượng thiên lôi hủy diệt bao phủ các nơi, nó không ngừng phá hủy lục phủ ngũ tạng của Lục Lâm Thiên, gân cốt cơ bắp, kinh mạch tế bào. Ông! Trong đàn điền khí hải của Lục Lâm Thiên, tử lôi huyền đỉnh hành động, lôi đình nổ vang, trực tiếp hấp thu lực lượng, nó thôn phệ vô lượng thiên lôi vào trong tử lôi huyền đỉnh, chia sẻ đại bộ phận áp lực cho Lục Lâm Thiên. Nhưng mà trong quá trình này đối với Lục Lâm Thiên mà nói là như nhau. Vô lượng thiên lôi oanh kích thân thể của hắn, loại lực lượng hủy diệt này còn có ảnh hưởng ý chí và tâm cảnh, vô lượng thiên lôi oanh kích vô cùng vô tận, đủ để người có tâm tình ý chí kiên định sụp đổ. Mà cùng lúc này lực lượng hủy diệt bộc phát, cho dù có tử lôi huyền đỉnh và cây đao màu vàng phụ trợ, thân thể bị thương vẫn không thể tránh khỏi. Rầm rầm, từng đạo vô lượng thiên lôi giống như mãng xà giáng xuống, tử kim sắc lôi vân rơi xuống như mưa, sau đó xé rách không gian, âm thanh bén nhọn vang lên, lôi đình không ngừng bổ vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. Xì xì, những vô lượng thiên lôi này tuy có tử lôi huyền đỉnh và cây đao màu vàng hỗ trợ chống cự, nhưng nó tràn ngập vô lượng thiên lôi khủng bố. Thân thể Lục Lâm Thiên trực tiếp thôn vệ vô lượng thiên lôi này rèn luyện thân thể không ngừng được tăng cường, tử kim chi sắc càng ngày càng chói mắt. Nhưng mà vô lượng thiên lôi oanh kích quá nhiều, Lục Lâm Thiên không thể hấp thu nhanh như vậy cho nên lực lượng dư thừa không ngừng tàn phá thân thể, da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, vô cùng thê thảm. Rầm rầm, tử sắc lôi đình xuyên thẳng qua lôi vân. Rất nhiều vô lượng thiên lôi giống như cự long không ngừng tàn phá các nơi, thiên uy cuồn cuộn và lực lượng hủy diệt bộc phát thật mạnh. Ken két, thân hổ của Lục Lâm Thiên thương thế nặng tới tận cùng và lực lượng hủy diệt bộc phát dữ dội, máu tươi vẩy ra, lôi đình hủy diệt không ngừng tàn phá thân thể bị hủy hoại rất nặng nề, phá hủy gân cốt cơ bắp, huyết mạch kinh mạch và tế bào cũng bị hủy diệt. Lục Lâm Thiên cố chống lại, bất diệt huyền thể vào lúc này phát huy tác dụng. Tùy ý để vô lượng thiên lôi oanh kích, hắn không động đậy chút nào. Ầm ầm, vô lượng thiên lôi tiếng không ngừng giáng xuống, từng đạo vô lượng thiên lôi giáng xuống càng ngày càng mạnh, sau đó bổ vào thân hổ của Lục Lâm Thiên. 9999 đạo lôi đình này không phải đùa giỡn. Ánh mắt tất cả mọi người run rẩy, không gian sinh ra tiếng sấm ầm ầm, cũng chỉ có Lục Lâm Thiên gào thét dữ dội, còn lại là hoàn toàn yên tĩnh, nghẹn họng nhìn chân chối, không gian tĩnh mịch. Tim đập đình trệ, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Rốt cục vô lượng thiên lôi khủng bố oanh kích, thân thể Lục Lâm Thiên huyết nhục mơ hồ, hoàn toàn thay đổi cũng không gào thét đau đớn, mặc dù hắn bị vô lượng thiên lôi oanh kích rất thảm thiết, thân thể biến thành một viên thịt lớn. Rầm rầm, vô lượng thiên lôi oanh kích hủy diệt không gian, hủy diệt vạn vật, không gian chung quanh đã sớm hóa thành hư vô. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, từng ánh mắt trở nên ướt át. Vô lượng thiên lôi oanh kích, bọn họ trơ mắt nhìn thân hổ bị oanh kích thảm thiết kia, nhưng không ai có thể hỗ trợ. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, rốt cuộc không thể chống lại sao? Lục Linh chấn động, ánh mắt ẩm ướt. Khặc khặc, muốn vượt qua hai kiếp, tìm chết. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang hiểu ý cười rộ lên, đây là những gì bọn chúng muốn nhìn thấy. Trên Linh Vũ Đại Lục, giờ phút này phong vân cuồn cuộn. Nhật Nguyệt tinh thần cùng xuất hiện, hàng tỷ ngôi sao bộc phát thiên uy khủng bố, vô tận tử kim lôi điện nổ ầm ầm trong hư không, đại địa nổ vang, triều tịch khủng khiếp. Hàng tỷ sinh linh lúc này không ngừng quỳ xuống, không có ai biết đây là thế nào, bọn họ cũng không có khả năng chống lại thiên uy như thế. Thân ảnh Tập Tĩnh đứng trong sương mù nhìn lên bầu trời, ánh mắt rung động thì thào. Vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, tên này cũng đạt tới, cũng không tính là làm mất mặt mũi của lão gia. 9999 đạo vô lượng thiên lôi không ngừng oanh kích, số lượng vô cùng khủng khiếp.
thời điểm 9998 đạo vô lượng thiên lôi oanh kích xong, thân thể Lục Lâm Thiên đã sớm biến thành viên thịt tử kim sắc. Viên thịt này đã bị phá hủy nhiều chỗ, chỉ thiếu chút nữa đã tan thành mây khói. Trên không trung có một đạo tử kim huyền lôi ngưng tụ, cuối cùng một đạo vô lượng thiên lôi này vô cùng khủng bố, đồn đãi cường giả hóa hồng cảnh cũng phải tan thành mây khói. Lúc này bầu trời sinh ra hào quang sáng chói mắt, hào quang tử kim không ngừng lập lòe sáng chói mắt, năng lượng hủy diệt đáng sợ bộc phát ra ngoài. Vô lượng thiên lôi bao phủ không gian, tử kim hồ quang điện đánh nát không gian, lỗ đen bộc phát dữ dội, lôi uy kinh người và thiên uy cuồn cuộn làm chấn động linh hồn chúng sinh. Oanh! Hào quang tử kim chói mắt bao phủ chân trời, một đạo vô lượng thiên lôi này giáng xuống đánh thẳng vào viên thịt của Lục Lâm Thiên. Ầm ầm! Hồ quang điện oanh kích làm nhục thể Lục Lâm Thiên bộc phát hào quang tử kim kinh người. Phần phật! Một đạo vô lượng thiên lôi cuối cùng oanh kích xuống làm không gian biến mất không thấy, trong hư không vẫn còn hàng tỷ ngôi sao đang hiển hiện. Giờ phút này uy áp giảm xuống một ít, chúng sinh trong thiên địa không ngừng tỏa ra hào quang khiếp người. Chết chắc rồi, loại oanh kích này thừa sức giết chết người. Đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang và đám cường giả tuyên cổ cảnh của Phệ Hồn nhất tộc và Lang Linh nhất tộc nhìn thấy viên thịt Lục Lâm Thiên bị tàn phá thì cười lạnh, dưới oanh kích khủng bố này, không chết mới là chuyện lạ. Tất cả được dẹp loạn không được bao lâu, nhật nguyệt cùng hiện, hàng tỷ ngôi sao tỏa sáng, đã sớm không phân biệt rõ đâu là ban ngày, đâu là đêm tối, tất cả ánh mắt tập trung vào viên thịt kia. Đoàn trưởng, Lục phó thống lĩnh, rất nhiều người kêu vang, vô số thân ảnh siết chặt nắm đấm, hai mắt ướt át. Viên thịt lơ lửng, điện mang xuyên qua hư không, bỗng dưng trên viên thịt này bắt đầu thẩm thấu ra hào quang tử kim sắc. Loại tử kim sắc này đặc biệt lợi hại, giống như chấn động khủng khiếp bộc phát ra ngoài. Không tiểu thừa niết bàn, cũng không đại thừa niết bàn, không vô thượng niết bàn, cũng không vô lượng niết bàn, không sinh cũng không diệt, sinh cũng chưa sinh, ta nói rồi, người không thể ngăn cản ta. Vào lúc rất nhiều ánh mắt quan sát, trong viên thịt tử kim sắc vang lên giọng nói quen thuộc, vào lúc này viên thịt chấn động, hào quang tử kim chói mắt bắn ra ngoài. Nghe được giọng nói quen thuộc kia, đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang cười lạnh đã biến sắc, thần thái biến hóa rất đặc sắc. Đoàn trưởng không có việc gì. Thiếu chủ không có việc gì, thiếu chủ còn sống. Lục phó thống lĩnh đúng là mãnh nhân, hắn không có việc gì, còn sống. Vào lúc này nhân tộc và thú tộc cùng hoan hô, Phá Thổ, Thái A, Lục Linh, Mộ Linh lạc nghẹn họng nhìn chân chối vào viên thịt đang tỏa ra hào quang tử kim kia. Xoẹt! Thời điểm mọi người nhìn rõ tình huống, quang cầu màu vàng chấn động, trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, viên cầu biến hóa huyền ảo, khủng bố, kỳ lạ, giống như phá kén thành bướm, lại khôi phục thân thể lần nữa, thân thể hình người. Rầm rầm! Trong nháy mắt này thân ảnh khôi phục bình thường, vô số hào quang tử kim không ngừng xuất hiện trên người của hắn, hào quang tử kim chói mắt xuất hiện, thân hình ẩn chứa lực lượng vô tận bạo phát. Ầm ầm! Vào lúc này thân thể cao ngất hùng vĩ, khí tức mênh mông đáng sợ bao phủ thiên địa, không gian không ngừng chấn động khủng khiếp. Thân ảnh này giống như sắt thép màu tử kim tạo thành, cơ bắp tràn ngập lực lượng, thân ảnh to lớn hoàn mỹ giống như trời sinh đã thế. Đây là... Lục Linh nhìn thấy thân ảnh màu tử kim kia, ánh mắt của hắn vô cùng rung động, dường như hắn nhìn thấy chuyện đáng sợ nhất trên đời. Bất diệt thiên thể, đây là bất diệt thiên thể, tại sao có thể như vậy, tại sao hắn có bất diệt thiên thể, đồn đãi bất diệt thiên thể. Ta hiểu rồi, thì ra hắn lúc trước hắn có thể chống cự tử kim huyền lôi của ta. Ta rõ rồi. Lúc này Lục Linh không ngừng lắc đầu, thì thào rung động, Lục Linh đã hiểu ra thứ gì đó, ánh mắt của hắn rung động, hắn biết bất diệt thiên thể đại biểu cho cái gì. Qua! Không ít nữ tử ngẩng đầu nhìn thân ảnh cao ngất kia, ý thức bối rối và rung động, không ít người đỏ mặt, liền vội cúi đầu, ánh mắt cố không nhìn thân ảnh kia. Lục Lâm Thiên vừa mới bị vô lượng thiên lôi oanh kích, áo bào trên người biến thành cho tàn, lúc này thân thể của hắn bạo lộ ra ngoài, thân ảnh to lớn xuân quang lộ ra hết nhưng hắn hồn nhiên không biết, làm rất nhiều nữ tử mở rộng tầm mắt. Lưu manh này! Mộ Linh Lạc thấp giọng mắng một tiếng, ánh mắt vẫn không nhịn được ngẩng đầu nhìn trộm. Dáng người của Lục phó thống lĩnh không tệ, rất hoàn mỹ. Cát Bạch Mị không hề ngượng ngùng, ánh mắt thoải mái nhìn qua, lập tức lại nhìn Mộ Linh Lạc, đôi mắt sáng ngời, nói nhỏ. Linh Lạc muội muội, ngươi cảm thấy dáng người Lục phó thống lĩnh thế nào, không tệ đúng không?
hắn là lưu manh. Mộ Linh Lạc lập tức ngượng ngùng xấu hổ tới mang tai, nàng dậm chân không dám nhìn nữa. Xuy. Lúc Cát Bạch Mị còn muốn nhìn tiếp thì bị thân ảnh to lớn ngăn cản, đó là Lục Linh. Lục Linh, người che tầm mắt của ta. Cát Bạch Mị lập tức nói với Lục Linh. Lục Linh quay đầu lại, liếc Cát Bạch Mị, lập tức ánh mắt lại đảo qua người Mộ Linh Lạc, nói. Phi lễ chớ nhìn, ta chỉ muốn tốt cho các ngươi thôi. Lục Lâm Thiên không có ý thức thân thể của mình bạo lộ ra ngoài, hắn đang lâm vào cảnh giới huyền diệu. Thân ảnh cao ngất được hào quang tử kim bao phủ, lúc này mặt trời, mặt trăng và hàng tỷ ngôi sao bao quanh người hắn giống như thần tích. Đây là qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp sao, đặt chân vô lượng niết bàn a hát. Truy mệnh thì thào. Thiên phú như thế còn mạnh hơn Lục Linh, người trong cổ tộc căn bản không thể so sánh. Nếu liên minh tổng bộ biết rõ trong thương khung chiến trường có người đạt tới vô lượng niết bàn, không biết sẽ rung động tới mức nào. Băng Thiên Lý rung động nói. Vô lượng niết bàn, Dương Uy Thanh Thế Quân Đoàn Hùng Phong. Vô lượng niết bàn, tộc ta vững mạnh. Trong đám người từng tiếng hô to vang lên, lập tức tiếng hô vang vọng thiên địa. Trong tiếng gầm to lớn kia, thân ảnh tử kim sắc không quan tâm, hoàn toàn không có nghe thấy, hắn vẫn thì thào. Tâm gặp ngoại pháp, tên là ngoại đạo, nếu ngộ bản tâm tức là niết bàn, thay đổi khôn lường, vạn vật như mơ, thần du thái hư, chu du vạn giới. Hắn còn đang làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Từng ánh mắt sinh ra nghi ngờ, khó tin nhìn qua thân ảnh tử kim sắc kia. Đám người U La, Huyễn Lang, Nguyên Hồn lúc này không dám lại ra tay với Lục Lâm Thiên, ba người âm trầm, thiên địa uy áp vẫn tồn tại, dị tượng khủng bố không có biến mất. Nhật nguyệt tinh thần vẫn hội tụ, cảnh tượng khó hiểu, ba người không tiếp tục ra tay. Thì thào xong, thân ảnh tử kim của Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua hàng tỷ ngôi sao trên bầu trời, quát to. Vạn pháp quy nhất, tất cả tự nhiên, niết bàn là ta là niết bàn, ngươi, còn không thể ngăn cản ta. Oanh! Khi tiếng nói của Lục Lâm Thiên vang lên, bầu trời xuất hiện tiếng sấm vang vọng cửu thiên, âm thanh đinh tai nhức óc, nổ vang bên tai mọi người. Dường như rất tức giận khi Lục Lâm Thiên bất kính với mình. Niết bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt, người còn không thể làm khó ta. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, hai mắt ngạo nghễ không bị trói buộc, khí thế vô cùng bá đạo. Ầm ầm. Ngay thời điểm Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, trong giây phút này không gian thiên địa lạnh giá. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao phóng thích hào quang trói mắt, vật đổi sao rời, lúc này chúng xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên. Nhật nguyệt áp xuống, ngôi sao lệch vị trí, lập tức ngôi sao xoay tròn đầy trời, từ mắt thường có thể nhìn thấy diện tích càng lúc càng lớn, giống như từ trên trời rơi xuống. Giờ phút này vô số ánh mắt đang nhìn qua, nhìn thấy mà giật mình, làm người ta kinh hãi lạnh người. Ầm ầm. Lúc này thiên địa dường như có thứ gì đó thức tỉnh, đại địa càng ngày càng trầm thấp, lôi đình không ngừng nổ vang, âm thanh ầm ầm của lôi điện vang lên không dứt bên tai, giống như thiên địa sụp đổ dữ dội. Trên Linh Vũ Đại Lục, lôi điện cuồn cuộn biến mất, trong nháy mắt tiếp theo vật đổi sao rời, nhật nguyệt áp không, thiên địa triều tịch, núi sông rung chuyển. Mau nhìn, ngôi sao sắp rơi xuống. Hàng tỷ sinh linh phủ phục trên mặt đất, cho dù là ai cũng không thể ngăn cản thiên địa uy áp, bỗng dưng có người nhìn qua giữa không trung, lúc này ánh sao đầy trời càng ngày càng lớn, hào quang càng ngày càng chói mắt, lúc này nhìn bầu trời càng ngày càng chói mắt. Phần phật. Khi ngôi sao giáng xuống, thiên uy cuồn cuộn càng ngày càng cường hãn, không trung điện thiểm lôi minh, lôi đình dường như sắp diệt thế. Ngôi sao sắp rơi xuống đất, đã xảy ra chuyện gì? Nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần trụy lạc, đây là dấu hiệu diệt thế sao? Trong linh vũ thế giới, hàng tỷ sinh linh đang quỳ nhìn lên cao, tâm thần bất định và run rẩy. Dưới thiên uy khủng khiếp hiện tại, bọn họ biết được mình nhỏ bé cỡ nào. Đó là cái gì, vì sao có người có ánh sao? Là người Lục gia, đó là đệ tử Lục gia. Xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ dị tượng có quan hệ với Lục gia sao? Trước mặt thiên uy kinh người này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nhật nguyệt tinh thần không ngừng xoay tròn, không biết khi nào đã xuất hiện mấy ngàn thân ảnh. Mấy ngàn đạo thân ảnh đạp không đứng đó, hai mắt nhắm chặt, đứng đầu là Lục gia La Lan Thị, sau lưng đều là đệ tử Lục gia, huyết mạch càng tinh khiết, độ cao càng cao. Một đệ tử Lục gia đứng lơ lửng, hai mắt nhắm chặt sau đó phóng thích khí tức ra ngoài. Giờ phút này dưới thiên uy khủng khiếp này,
hàng tỷ sinh linh trên linh vũ đại lục thần phục, chỉ có người Lục gia có thể đạp không đứng trên trời, tương liên với nhật nguyệt tinh thần. Trong đại điện sương mù, nhật nguyệt tinh thần đặc biệt chói mắt, dường như muốn phá hủy đại điện. Gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh bao phủ đại điện, thân ảnh lão ảnh tập tễnh ngẩng đầu, ánh mắt rung động, thân thể rung rung, hắn nhìn nhật nguyệt tinh thần đang chuyển động, thì thầm. Truyền thuyết là thật, tiểu tử kia không chỉ vượt qua song kiếp, vô lượng niết bàn, mà là tam kiếp cùng đến, một lần hành động trùng thiên, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, nếu thất bại, thiên địa hàng phạt, Lục gia không còn tồn tại, nếu thành công, thiên địa chiếu cố, cả Lục gia một bước lên trời, trong 3000 đại thế giới mênh mông, Lục gia đủ đặt chân lên hàng ngũ đỉnh phong, tiểu tử kia sắp nghịch thiên rồi, lão nhân gia lúc này không chọn lầm người. Trong thiên địa mênh mông, các thế giới gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt tinh thần cùng hiện, thiên địa dị tượng bộc phát, trong thế giới bao la mọi thứ triều tịch, núi sông chấn động, thiên địa rung chuyển không ngừng. Một thân ảnh uyển chuyển đứng trên trời, thân thể mềm mại của nàng rung động rất mạnh, hai mắt nhắm chặt dưới thiên uy, hoàn toàn tương liên với nhật nguyệt tinh thần, tương liên với thiên địa. Ầm ầm, điện thiểm lôi minh, triều tịch bộc phát, thiên uy khủng bố thẩm thấu trong thiên địa. Lập tức trong các thế giới, hàng tỷ sinh linh ngẩng đầu nhìn lên không trung, thân thể run như cầy sấy. Siêu siêu. Trong các thế giới từng thân ảnh già nua đứng giữa không trung, bấm ngón tay tính toán, trên dung mạo già nua chấn động, ngẩng đầu nhìn không trung, lập tức khiếp sợ nói. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, bao nhiêu năm rồi, rốt cuộc là người phương nào đặt chân tới một bước này? Thái hoàng đại thế giới, vào lúc này uy thế thiên địa khủng khiếp hàng lâm. Cả thiên địa rung động rất mạnh, đột nhiên phong vân biến sắc, thiên địa rung chuyển, uy áp khó hiểu bộc phát. Ngay sau đó nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần rậm rạp, núi sông rung chuyển, thiên địa dị tượng hàng lâm. Dưới ánh trăng có một bóng dáng uyển điệu xuất hiện, nàng mặc váy trắng dài mộc mạc, khí chất tươi mát yêu nhã, tùy ý mà không mất thanh cao, cao quý mang theo vũ mị hồn nhiên thiên thành, loại vũ mị này đạt tới tận cùng biến thành thánh khiết. Thiếu nữ đạp không đứng lơ lửng. Hai mắt nhắm chặt tương liên với nhật nguyệt tinh thần, tương liên với thiên địa, huyền ảo đến cực điểm. Siêu siêu. Trong thiên địa cũng có thân ảnh già nua bay ra, bấm ngón tay tính toán nhìn qua bầu trời, trên gương mặt già nua mang theo rung động to lớn, nói. Đồn đãi là thật, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, thực sự có người đặt chân tới bước này. Trong thiên địa mênh mông, trong sơn mạch bao la có nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần rậm rạp. Đại địa nổ vang giống như thiên quân vạn mã lao nhanh, muốn lao ra khỏi hắc ám, thiên uy cuồn cuộn bộc phát ra, cuồng phong gào thét, thiên địa lúc này chấn động không nhỏ. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, đây là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp AH. Đồn đãi đại thừa diệt thế tinh thần kiếp ra, như vậy có người đặt chân lên cấp độ truyền thuyết là thật. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp này có quan hệ với Lục Trực, Lục Thành, Lục Phương ba người, chắc chắn có quan hệ với Lục gia. Trong Lục gia có cơ hội này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên. Sơn mạch xa xa, ba đạo thân ảnh đứng đó, Cổ Long Tổ, Cổ Long Tôn, Cổ Long Vương ba người. Ba người rung động và nghĩ tới gì đó, lập tức nhìn nhau, nói. Nếu Lục Lâm Thiên độ đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, nếu thành công, về sau Lục gia sẽ trở thành gia tộc cao cấp nhất trong 3000 đại thế giới, nếu thất bại Lục gia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Trong thượng thanh đại thiên thế giới đang gió nổi mây phun, điện thiểm lôi minh, thiên uy cuồn cuộn, thiên địa biến hóa dữ dội. Lúc này có hơn 10 người đứng dưới ánh trăng, trong đó có đồng lứa Lục gia rời khỏi Lục gia ra ngoài lưu lạc. Trong đám người Lục gia có thân ảnh uyển chuyển đạp không đứng trên cao, dung nhan xinh đẹp thoát tục và cao ngạo, tóc đen bồng bềnh, thân thể mềm mại tương liên cùng thiên địa, tương liên với nhật nguyệt tinh thần. Ở các nơi trong thượng thanh thế giới có nhiều thân ảnh già nua bay lên. Dung nhan già nua chấn động tới tận cùng, nói nhỏ. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, rốt cuộc là ai nghịch thiên? Thần thú đại thiên thế giới thay đổi bất ngờ, núi sông rung chuyển, nhật nguyệt tinh thần đều hiện ra làm hàng tỷ sinh linh rung động. Trên một ngọn núi cao chọc thẳng vào mây, một thanh niên tóc vàng mi tâm mang theo ấn ký tôn quý đứng đó, hai mắt nhìn bầu trời. Sau lưng nam tử áo vàng này là một tuyệt thế mỹ nữ đứng cạnh hắn. Tiểu Long. Đây là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, mẫu hoàng đã từng nói qua, chỉ có người đạt tới cấp độ trong truyền thuyết mới dẫn phát đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Sau lưng nam tử áo vàng này, tĩnh thần công chúa rung động nhìn không trung.
nếu ta cảm giác không sai, đây là động tĩnh do lão đại gây ra, đại thừa diệt thế tinh thần kiếp do lão đại thu hút, không nghĩ tới lão đại bước tới bước này nhanh như vậy. Tiểu Long nhìn lên không trung, áo vàng chấn động, hắn tươi cười vui vẻ. Tiểu Long, ngươi nói là thật sao? Là lão đại của ngươi dẫn động. Tinh thần công chúa rung động hỏi Tiểu Long. Ta có thể cảm nhận được khí tức của lão đại. Đôi mắt Tiểu Long nhìn động tĩnh trên bầu trời, khóe miệng cười vui vẻ, nói. Lão đại tự nhiên có thể đạt tới cấp độ này, nhưng ta không ngờ lão đại lại bước đi sớm như thế, xem ra ta cần phải cố gắng mới được, nếu ta không đạt tới, sau này làm sao có thể gặp lão đại đây? Ân, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể, mẫu hoàng nói ngươi không cần chứng nhận vô thượng niết bàn và chứng nhận vô lượng niết bàn, có lẽ có quan hệ với thân phận của ngươi, nhưng mà nếu ngươi có thể đặt chân một bước kia, tự nhiên cũng phải độ đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Tinh thần công chúa nói nhỏ. Trong 3.000 đại thế giới lúc này đều xuất hiện dị tượng, nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần hàng lâm, núi sông dung chuyển, thiên địa biến sắc, thiên uy khủng khiếp. Hàng tỷ sinh linh trong 3.000 đại thế giới đều phải phủ phục xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn lên. Bỗng nhiên sinh linh 3.000 đại thế giới ngẩng đầu lên, thiên uy đã dâng trào tới mức tận cùng. Trên không trung, trong một đại thế giới có rất nhiều thân ảnh già nua bay lên cao. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Có người sắp đặt chân lên cảnh giới kia. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, bao nhiêu năm không có xuất hiện qua, không biết là người phương nào nghịch thiên mà đi. Không biết là người cổ tộc nào, xem ra, có gia tộc sắp rầm rộ rồi. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp vừa ra, tinh thần vẫn lạc, nhật nguyệt hàng lâm, thiên địa dị biến, chấn động 3.000 đại thế giới, bá tuyệt thiên hạ. Long tích đại lục, sinh linh đều quỳ xuống, thiên uy càng ngày càng mạnh. Giờ phút này vô số ánh mắt đều giật mình kinh hãi. Phần phật, ngôi sao đáp xuống, thiên uy tuôn ra, điện thiểm lôi minh, khí tức giống như diệt thế. Tinh thần vẫn lạc, đã xảy ra chuyện gì? Nhật nguyệt cùng hiện, tinh thần trụy lạc, đây là như thế nào? Tất cả mọi người run rẩy bất định, kinh hãi lạnh mình, đối mặt với thiên địa dị tượng, sinh linh mới biết mình nhỏ bé cỡ nào. Hắn còn muốn độ kiếp, sau vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp. Còn có một kiếp, còn có một kiếp niết bàn cuối cùng, hắn mới thật sự nghịch thiên A-hát, đây mới là mục đích của hắn, vô thượng niết bàn và vô lượng niết bàn căn bản không phải hắn muốn. Lục Linh nhìn thân ảnh tử kim sắc kia, đôi mắt ngây ngốc, nói thầm. Ta vốn cho rằng mình bất phàm, tự nhận cũng có thể quyết cao thấp với thế hệ đỉnh phong của cổ tộc, nhưng không nghĩ tới, so với hắn lại chênh lệch nhiều như vậy, vô thượng niết bàn, cho dù ta là vô lượng niết bàn cũng không là gì cả. Lục Linh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mộ Linh Lạc ngẩng đầu hỏi Lục Linh. Giờ phút này không có ai biết xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Thiên đã vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, đặt chân vô lượng niết bàn, nhưng sau đó còn có đại kiếp nạn còn kinh khủng hơn cả vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp xuất hiện. Giờ phút này không có ai biết đã xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Thiên rõ ràng đã vượt qua vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, đặt chân đến vô lượng niết bàn. Lúc này còn có đại kiếp nạn còn khủng khiếp hơn vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp đang chờ hắn. Lục Linh quay đầu nhìn qua Mộ Linh Lạc, nói. Đây là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, đây là đại kiếp nạn cuối cùng, nghịch thiên đại kiếp nạn. Nhật Nguyệt Hàng Lâm, tinh thần trụy lạc, đây chính là đại thừa diệt thế tinh thần kiếp. Nghe vậy, Mộ Linh Lạc nghi hoặc hỏi. Còn có kiếp, hắn muốn làm gì? Trả kiếp sao? Lục Linh xoay người sang chỗ khác. Nhìn qua thân ảnh tử kim kia nói nhỏ. Hắn muốn nghịch thiên, đặt chân lên cấp độ truyền thuyết, một khi đặt chân sẽ nhất phi trùng thiên, cổ tộc so với hắn cũng không là gì cả. Ầm ầm, rốt cuộc ngôi sao cũng rơi xuống, chúng nhỏ như nắm tay quay quanh đỉnh đầu tại Lục Lâm Thiên, tỏa ra tia sáng chói mắt, thân thể Lục Lâm Thiên lúc này trở nên khác biệt. Ngôi sao rơi xuống, khí thế áp bách và thiên uy hàng lâm. Trong nháy mắt này, trong lòng tất cả mọi người đột nhiên chấn động, khí tức áp xuống quá mạnh mẽ. Thân ảnh màu vàng của Lục Lâm Thiên run lên, thiên uy hàng lâm áp lên người của hắn, áp bạo linh hồn bản thân, ngay cả đan điền khí hải cũng bị áp bạo, ngũ tạng lục phủ sắp vỡ nát. Loại áp lực này giống ngũ lôi oanh đỉnh, không có bao nhiêu tiếng vang, nhưng so với vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp còn khủng khiếp hơn. Xuy, thân thể Lục Lâm Thiên run lên, bước chân lảo đảo, hắn bị áp lực này áp bách lùi bước. Ngũ tạng lục phủ, linh hồn, nguyên đan bị áp lực quá lớn. Loại áp lực từ thiên uy này không thể xua tan,
lúc này cây đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên sau khi thôn vệ không ít vô lượng thiên kiếp, không biết vì sao cũng không phản ứng, xoay quanh tiểu hồn anh và không quan tâm tới. Rầm rầm rầm, ngôi sao rơi xuống không dứt, thiên uy khủng khiếp bạo phát, khí tức ngôi sao rơi xuống này mọi người cảm giác được, giống như con kiến nhỏ bé đối mặt với con voi. Linh hồn của ta bị áp bách quá nặng, không cách nào chống cự, áp lực này quá lớn. Ngũ tạng lục phủ sắp nghiền nát, uy áp này quá khủng khiếp. Nguyên đan cũng bị áp bách, ta khó ngăn cản nổi. Không trung có không ít tuyên cổ cảnh sớm không trèo chống nổi, lúc này rơi xuống đất. Lúc này người có tu vị tuyên cổ cảnh sơ giai khó ngăn cản nổi, sắc mặt tái nhợt, lập tức không ngừng quỳ xuống, nếu phải đối mặt với thiên uy đủ để áp bức linh hồn, thân hình, nguyên đan, ngũ tạng lục phủ của bọn họ tan nát. Tuyên cổ cảnh trung giai và cao giai vẫn đau khổ trèo trống, nhưng sắc mặt tái nhợt và run lên. Siêu, siêu. Lại có mấy ngôi sao từ trên cao rơi xuống, mỗi một ngôi sao rơi xuống đều gia tăng thiên uy và áp lực. Thân thể Lục Lâm Thiên như bị trọng kích, thân thể như có ngàn vạn cân áp lên vai, nguyên đan chữ vạn, ngũ tạng lục phủ và linh hồn bị trọng kích, hắn không ngừng lui ra phía sau. Ngôi sao từ trên trời rơi xuống thêm cái nào? Thân ảnh Lục Lâm Thiên liên tục lui ra phía sau, sắc mặt tái nhợt, áo giáp rạn nứt. Hô! Uy thế như vậy làm cường giả chú ý, cũng không ít người lo sợ thay Lục Lâm Thiên. Loại uy áp khủng bố này trấn áp linh hồn, áp bạo ngũ tạng lục phủ, áp bạo ý chí một người, phá hủy tất cả. Loại uy áp này quá mạnh mẽ, uy thế này cũng không nhắm vào người khác, áp lực chủ yếu chính là Lục Lâm Thiên. Nhưng chỉ dư âm đã đủ áp chế bọn họ. Làm cho cường giả tuyên cổ cảnh sơ giai khó có thể thừa nhận nổi vừa tiếp xúc đã phủ phục run rẩy dưới đất. Ta cũng không cách nào chống lại, uy áp quá mạnh. Uy áp này muốn phá hủy linh hồn, ý chí, ta không thể ngăn cản. Đám người phá thổ, băng thiên lý, cát bạch mị, huyết ưng không thể ngăn cản, sắc mặt trắng bệch, lúc này lại có ngôi sao rơi xuống, bọn họ không phủ phục xuống nhưng cũng khó chống cự. Cả không trung, lúc này cũng chỉ lưu lại nguyên hồn. Sóng lửa, u la, nguyên hạt, vô tướng, còn có lục linh đạp không đứng đó, còn có thể tiếp tục chống lại, lục linh tuy là tuyên cổ cảnh trung giai, nhưng hắn có thể đứng ngăn cản huyễn lang. Ầm ầm, ngôi sao liên tục rơi xuống, thân thể Lục Lâm Thiên liên tục bị đẩy lùi ra sau, lân phiến màu vàng tan vỡ, trên người huyết nhục mơ hồ, hào quang tử kim phóng đại, mà thân thể hắn va chạm vào một ngọn núi nhỏ. Thân thể Lục Lâm Thiên không ngừng bị nghiền nát. Máu tươi bao phủ thanh linh khải giáp, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng bắt đầu có vết máu chảy ra, thân thể vô cùng thê thảm. Niết bàn diệu tâm, vô sinh bất diệt, người không thể gây khó dễ cho ta. Tiếp tục phóng ngựa tới đi. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn qua nhật nguyệt tinh thần xoay tròn, tiếng nói cuồn cuộn, hai mắt ngạo nghễ không bị trói buộc. Siêu, 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 siêu. Từng ngôi sao rơi xuống như mưa, nhiều sinh linh run như cầy sấy, không ngừng khiếp sợ. Dưới lực lượng khủng bố này, Lục Lâm Thiên đứng đó, thanh linh khải giáp chấn động sau đó nghiền nát, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Muốn đè sập ta, cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ngạo khí bắn ra ngoài, ngông nghênh cao ngất, hắn vẫn đứng thẳng vô cùng ngông nghênh. Siêu, siêu, từng ngôi sao rơi xuống, thanh thế to lớn giống như tận thế. Ầm ầm, ngọn núi dưới chân Lục Lâm Thiên không cách nào ngăn cản nổi. Sơn thể dạn nứt chằng chịt, lập tức sụp đổ vỡ ra, ngọn núi cao vê upsilon t trong mây tan biến. Thân thể Lục Lâm Thiên run rẩy, dưới loại áp bách này hắn cảm thấy thân thể như vỡ ra từng khúc, thanh linh khải giáp trên người đã hoàn toàn bị ép vỡ, bắt đầu khó mà thừa nhận uy áp này, thân thể ngạo nghễ cao ngất, máu mũi chảy ròng, khuôn mặt cũng vặn vẹo dữ tợn. Nhưng Lục Lâm Thiên vẫn ngẩng đầu, hắn vô cùng bất khuất. Đùng, bỗng dưng áp lực tăng lên thật lớn. Gương mặt Lục Lâm Thiên bắt đầu nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, da thịt bong chóc, lực lượng to lớn này muốn nghiền nát Lục Lâm Thiên thành từng mảnh vỡ. Linh hồn của hắn nếu không có cây đao màu vàng giúp đỡ, chỉ sợ linh hồn của hắn bị nghiền nát không còn. Thân thể nếu không có bất tử thần thể và bất diệt huyền thể, hắn đã sớm biến thành huyết phụ. Mặc dù có nhiều ưu thế như vậy, lúc này Lục Lâm Thiên cũng bắt đầu không thể ngăn cản được nữa. Áp lực khủng bố muốn phá hủy ý chí Lục Lâm Thiên, còn muốn phá hủy toàn bộ những gì thuộc về hắn. Ken két. Từng ngôi sao rơi xuống, ngọn núi dưới chân Lục Lâm Thiên đã bị nghiền áp xuất hiện vực sâu thăm thẳm, dường như muốn đập vụn tất cả.
ầm ầm. Lục Lâm Thiên lúc này lọt vào tầng nham thạch, đầu gối của hắn máu tươi đầm đìa, thân thể nổ tung, máu tươi bắn tung tóe. Áp lực cực lớn không ngừng ăn mòn ý chí của hắn, dường như muốn nói. Buông tha đi, buông tha là được rồi, không ai có thể đấu với trời, không ai phản kháng thiên đạo, buông tha đi, buông tha tất cả đi, hủy diệt là được rồi. Buông tha đi, buông tha đi, không buông bỏ chính là tử vong, chỉ còn hủy diệt, thân nhân của ngươi, người ngươi âu yếm, hài tử và những người ngươi bảo hộ đều bị hủy diệt, ngươi không thể bị hủy diệt, buông tha đi, bằng không chỉ có thể thần hồn câu diệt. Những âm thanh này nói ra những gì Lục Lâm Thiên quan tâm nhất, những lời này làm Lục Lâm Thiên suýt nữa buông bỏ, những âm thanh này dường như có ma lực làm Lục Lâm Thiên buông bỏ. Không, không thể buông bỏ, bởi vì người thân, hài tử, những người ta quan tâm nên ta mới không buông bỏ, chỉ có đặt chân trở thành cường giả chính thức mới có thể bảo hộ tất cả của ta, người không cách nào ảnh hưởng ý chí của ta, người không thể cải biến ta, niết bàn diệu tâm, bất diệt bất tử, người không thể phá hủy ý chí của ta. Người dám ngăn ta, ta liền nghịch thiên. Nhưng vào lúc này, Lục Lâm Thiên đang khom người đột nhiên ngẩng đầu, máu tươi trào ra khỏi miệng, hét. A hát! Tiếng hét này không ngừng vang vọng hư không. Tiếng quát này làm mọi người chú ý, Lục Lâm Thiên đang bị áp bách đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt bắn ra hào quang tử khí, khí tức man hoang thương cổ bạo phát. Ầm ầm! Vào thời điểm này, nguyên đàn chữ vạn trong người Lục Lâm Thiên không cam lòng bị áp bách. Ầm ầm run lên, nguyên đan chữ vạn bộc phát hào quang sáng ngời. Năng lượng từ nguyên đan chữ vạn rót vào thân thể, Lục Lâm Thiên như được rót thuốc trợ tim, hắn ngạo nghễ đứng vững như bàn thạch, cho dù sao rơi đầy trời cũng không suy chuyển nửa phần. Tiểu tử, chúng ta xem như hữu duyên, không nghĩ tới tất cả mọi người tranh đoạt thế giới hỗn độn chi nguyên, cuối cùng lại rơi vào trong tay của ngươi. Ha 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 ha, đoán chừng sau khi bọn họ biết sắc mặt rất đặc sắc. Vào lúc này, trong đầu Lục Lâm Thiên có giọng nói khí phách truyền ra. Lại nói tiếp, ngươi cũng bởi vì bản thánh, một đạo ý chí còn sót lại của bản thánh đã giúp ngươi vượt qua cửa ải này, tuy nó đại công vô tình, nhưng tin tưởng trước mặt bản thánh vẫn cho vài phần mặt mũi. Lúc giọng nói này vang lên, lập tức trong đầu Lục Lâm Thiên đột nhiên mát lạnh, một đạo lực lượng không biết thế nào bạo phát ra. Loại lực lượng này lập tức chạy khắp toàn thân Lục Lâm Thiên, linh hồn và ngũ tạng lục phủ của Lục Lâm Thiên đều hưng phấn. Trọng yếu nhất là, Lục Lâm Thiên cảm giác được lực lượng này mang theo uy áp khó hiểu. Loại uy áp này vô cùng bá đạo, làm cho tâm linh của hắn thanh tỉnh, giống như được cho uống thuốc đúng liều, ý chí khôi phục thanh tỉnh, lực lượng vô tận trèo chống thân thể của hắn. Giống, được lực lượng ý chí quán chú vào, Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân run lên, lập tức có tiếng hổ thú gầm thét, tiếng gầm vang vọng không gian. Không tiểu thừa niết bàn, cũng không đại thừa niết bàn. Không vô thượng niết bàn, cũng không vô lượng niết bàn. Lục Lâm Thiên lúc này rút chân ra khỏi nham thạch, mặt đất chấn động nhưng không vỡ nát, hai chân Lục Lâm Thiên vừa rời khỏi mặt đất, nham thạch nhưng lập tức khôi phục lại, giống như chưa từng bị Lục Lâm Thiên đạp lún xuống, cảnh tượng cực kỳ huyền ảo. Ầm ầm, siêu, siêu. Trên không trung điện thiểm lôi minh, tiếng sấm vang vọng, ngôi sao đầy trời dường như cảm giác được gì đó, lập tức rơi xuống như mưa. Ken két. Lực lượng áp bách khủng bố bạo phát ra, lập tức đại địa chấn động, cả Long Tích đại lục lúc này không ngừng rạn nứt những khe hở như vực sâu không đáy. Niết bàn chi tâm của ta bất diệt, vậy bất diệt bất sinh, vạn pháp quy nhất, tất cả tự nhiên, niết bàn là ta, ta chính là niết bàn, buông tha đi, ngươi không thể ngăn cản ta, ngăn ta, đó là cãi lời tự nhiên, cãi lại thiên địa pháp tắc do ngươi định ra, hiện tại ta chính là tự nhiên. Lục Lâm Thiên đứng đó. Đối mặt với sao trời rơi xuống như mưa, thân ảnh của hắn không lùi mà tiến tới, hào quang đen trắng trong mắt lưu chuyển, hắn không ngừng tiến lên. Nhìn từ xa tới, Lục Lâm Thiên dường như đạp lên vô số ngôi sao đi lên trời, từng bước đạp lên thang trời, những ngôi sao rơi xuống chính là bậc thang, cảnh tượng này rung động và bá đạo cỡ nào, không khác gì thần thích. Trời à! Nghịch thiên mà đi, ngôi sao làm thang, đây là cảnh tượng bá đạo thế nào? Tộc ta hưng thịnh! Rất nhiều người đang quỳ hưng phấn kêu to lên. Ta không là gì so với hắn, ngay cả cổ tộc so với hắn cũng chưa đủ cân lượng. Lục Linh đứng trên không trung, thần sắc âm tình bất định. Siêu, siêu, ầm ầm. Ngôi sao rơi xuống như mưa, không ngừng vượt qua bên người Lục Lâm Thiên, khí tức khủng bố diệt thế, không trung bạo liệt, đại địa nổ vang.
Lúc này Lục Lâm Thiên không còn uể oải như trước, đạp không đứng đó, từng bước đi lên trời, thân ảnh cao ngất như chống đỡ trời cao. Nhật Nguyệt bắt đầu gia tăng tốc độ xoay tròn, lập tức không sai cái này một sát na, cả không gian lập tức xuất hiện làm cho lòng người kinh lạnh mình một màn. Giờ phút này mặt trời, mặt trăng trọng điệp với nhau, chúng không ngừng rơi xuống, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Lâm Thiên, giống như bầu trời che khuất không gian, giống như cửu thiên chấn động dữ dội. Thiên địa lúc này lâm vào bóng tối, khe hở màu đen hiển lộ trăng sáng, thiên địa bộc phát uy áp khổng lồ làm cho sinh linh cảm thấy tim đập nhanh, sợ hãi từ tận đáy lòng. Trong thiên địa hắc ám này, lúc này cũng chỉ có Lục Lâm Thiên đứng đó với hào quang tử kim quấn quanh, hào quang đen trắng trong mắt luân chuyển nhanh chóng. Ầm ầm. Giờ phút này thiên địa dường như thức tỉnh, nhất thời điện thiểm lôi minh, thiên lôi nổ vang, thiên uy khủng bố hàng lâm, uy áp đã tăng lên cấp độ đỉnh phong, chúng muốn ngăn cản Lục Lâm Thiên đạp không đi lên trời. Ầm ầm. Khi Lục Lâm Thiên không ngừng bước tới trước, lập tức trời cao trước người hắn nổ tung. Không gian nghiền nát, điện quang thâm thúy không ngừng tản mát các nơi, quét ngang thiên địa. Ầm ầm. Đại địa chấn động rất nhỏ, đất rung núi chuyển, trên Long Tích đại lục bao la xuất hiện vô số khe rãnh. Âm thanh ầm ầm vang lên từ trong lòng đất, giống như có vô số hung thú từ trong thâm uyên truyền ra, thiên địa tối tăm vỡ ra một vực sâu đen kịt, đất rung núi chuyển sau đó nghiền nát. Xuy. Bước ra một bước, Lục Lâm Thiên lập tức đặt chân lên ánh sáng. Đột nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác được gì đó, đôi mắt nhắm chặt. Vù vù. Trong thiên địa phong vân biến hóa, dưới mặt đất có quang mang phóng lên trời, lập tức bao phủ Lục Lâm Thiên vào bên trong, trên trời xanh một đạo quang mang giáng xuống bao phủ Lục Lâm Thiên. Nhưng mà thiên địa uy áp không ngừng tăng mạnh. Thân ảnh Lục Lâm Thiên không ngừng kết nối với thiên địa, năng lượng không ngừng quán trú vào người Lục Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc, khí tức quanh người Lục Lâm Thiên trực tiếp tăng lên với tốc độ khủng bố. Trong mi tâm của Lục Lâm Thiên từng đồ án xuất hiện, lập tức không ngừng quán trú ra, cột sáng bắn thẳng vào mây xanh biến mất không, hào quang chói mắt lập lòe giống như thần tích. Rầm rầm rầm. Giờ phút này chỉ có đám người Lục Linh, Nguyên Hạt, Vô Tướng, Huyễn Lang, Nguyên Hồn, U La cuối cùng còn có thể trèo chống thiên địa uy áp, nhưng hiện tại cũng không thể chống lại, thân bất do kỷ quỳ gối trên hư không. Ai cũng phải thần phục dưới thiên uy này. Giờ phút này thiên địa đại biến. Ầm ầm. Trên Linh Vũ đại lục, trong đại điện sương mù, ngôi sao lờ mờ, nhật nguyệt vô quang, sâu trong trời xanh có hào quang khác lạ bắn ra ngoài. Thành công, tiểu tử kia thành công rồi, lĩnh ngộ được chân lý niết bàn, chứng nhận chân lý niết bàn, lần này 3000 đại thế giới không bình tĩnh. Lão ảnh bay lên cao, mắt nhìn không trung, ánh mắt không quan tâm bắt đầu chấn động. Trong Linh Vũ thế giới, trên 9 tầng trời dị tượng biến mất, đột nhiên thiên địa biến hóa dữ dội. Cả thiên địa rung rung, mặt đất run rẩy bất định, đất rung núi chuyển, vô tận hải vực sinh ra sóng lớn, triều tịch bỗng nhiên tăng mạnh, vô số địa phương biển gầm và cuồng phong gào thét. Thiên uy lan tràn ra các nơi, cả Linh Vũ đại lục rung chuyển, hàng tỷ sinh linh đều quỳ xuống nhưng chỉ có người Lục gia vẫn đang đứng. Siêu, siêu. Sâu trên trời xanh xuất hiện nhiều cột sáng bao phủ thân thể người Lục gia, một đạo thiên địa uy áp hàng lâm Lục gia, trực tiếp khắc vào linh hồn của bọn họ. Đột nhiên khí tức trên người Lục gia không ngừng tăng lên, năng lượng thiên địa hội tụ rất mạnh mẽ. Chân lý niết bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, thần thông hàng lâm, từ nay về sau, đặt chân gia tộc đỉnh phong, bao trùm trên sinh linh, Lục gia sắp rầm rộ trong 3000 đại thế giới. Sâu trong đại điện sương mù, lão ảnh không ngừng thì thào. Trong thượng thanh đại thiên thế giới vô sắc thế giới, điện thiểm lôi minh, thiên uy cuồn cuộn, giữa không trung, hơn 10 đạo thân ảnh đạp không đứng đó, sâu trong trời xanh có hào quang bao phủ, khí tức tăng lên rất mạnh. Thân ảnh đi tóc xanh phiêu động, trên dung nhan thoát tục mang theo dáng vẻ kiêu ngạo, thân ảnh tương liên với trời xanh, khí tức trên người không ngừng tăng lên, khí tức tăng lên còn khủng bố hơn những người sau lưng. Vô tư thế giới núi sông rung chuyển, thiên địa chấn động liên tục. Một thân ảnh mặc váy dài bay lên cao, hai mắt nhắm chặt, nàng tương liên với thiên địa, nhất thời khí tức trên người tăng vọt. Trên ngọn núi, không ít thân ảnh già nua đặt chân trên không trung, nói nhỏ. Đại thừa diệt thế tinh thần kiếp, thiên nữ thần thông hàng lâm, Lục gia chắc chắn có người chứng nhận chân lý niết bàn, Lục gia phát rồi, thiên nữ cung cũng hưng thịnh. Thái hoàng đại thế giới. Thiên địa rung chuyển,
thiên địa dị tượng hàng lâm. Thân ảnh uyển chuyển của Lục Âm bay lên cao, đôi mắt nhắm chặt và tương liên với thiên địa, khí tức tăng lên rất nhanh. Thánh hồ thần thông hàng lâm ra thân, Lục gia có người chứng ngộ chân lý niết bàn, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc chúng ta sắp xuất hiện thế hệ khó lường, có lẽ thành tựu tương lai không dưới người nọ trong tộc. Một giọng nói già nua rung động vang lên trong hư không. Trong thiên địa mênh mông, trong sơn mạch bao la có thiên quân vạn mã chấn động nơi nào, thiên uy hàng lâm và năng lượng thiên địa chấn động rất mạnh. Ba thân ảnh nam tử bay lên cao, hào quang tương liên với thế giới, khí tức trên người tăng lên rất nhanh. Chứng nhận chân lý niết bàn, đây là thật, Lục gia có người làm được. Vốn đồn đãi không ai làm được cả, khi chứng nhận chân lý niết bàn, một người đắc đạo, thiên địa chiếu cố, toàn tộc trời giáng thần thông, từ nay về sau Lục gia sẽ đặt chân gia tộc đỉnh phong, phong vân thiên địa. Lục gia, lần này có chút chơi lớn rồi. Trong sơn mạch Cổ Long Tổ, Cổ Long Tôn, Cổ Long Vương ba người đứng đó, ánh mắt rung động, hai mắt nhìn nhau sau đó cười to. Thần thú đại thiên thế giới, núi sông rung chuyển, thiên uy không tiêu tan. Trên ngọn núi, Tiểu Long nhìn bầu trời, nói nhỏ. Lão đại thành công, ta cũng sắp tiến vào thần thú bí cảnh, không chứng nhận chân lý niết bàn, tuyệt không ra khỏi thần thú bí cảnh. Chúng ta cũng đi vào. Đám người Chu Loan, Hổ Uy, Huyền Kình, Huyền Doanh gật đầu. Trong 3.000 đại thế giới rung chuyển rất mạnh. Có người thành công chứng nhận chân lý niết bàn, không biết là thiên tài nơi nào. Không biết người phương nào, người Thiên La Minh hay là Thương Khung Minh. Từng giọng nói già nua bắt đầu bao phủ 3.000 đại thế giới. Phần Phật, trên Long Tích Đại Lục, giữa không trung có thân ảnh tương liên với thiên địa, năng lượng thiên địa không ngừng quán trú vào trong đó, không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa rót vào người. Lục Lâm Thiên không ngừng hấp thu, khí tức trên người tăng lên nhanh chóng. Rầm rầm rầm, đan điền khí hải của Lục Lâm Thiên không ngừng vang lên âm thanh trầm đỡ Upsilon, C. Khí tức thế như trẻ tre, điên cuồng hoạt động rất mạnh. Trên Long Tích Đại Lục vốn đã bị Lục Lâm Thiên hấp thu biến thành khu vực rạn nứt tiêu điều, lúc này một tia sinh cơ che giấu cuối cùng cũng bị Lục Lâm Thiên thôn phệ. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát vô số núi lửa lập tức bùng phát, dung nham từ dưới lòng đất bắn lên cao giống như pháo hoa, không khác gì chúc mừng Lục Lâm Thiên một bước lên trời. Bành bành. Vô số ngọn núi cao V Upsilon T trong mây vỡ ra, vách núi hạp gốc, đại địa tan vỡ. Ầm ầm. Mặt đất rạn nứt, đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, mọi người bay lên không trung, trong đại lục hoang vu sinh ra lỗ đen, lập tức nổ tung, cả Long Tích đại lục vào lúc này nổ tung trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người. Sơn băng địa liệt, Long Tích đại lục vào lúc này đứt ra từng khúc, hóa thành cho tàn biến mất trong thiên địa. Long Tích đại lục bao la biến mất trong thời gian ngắn, giống như nó chưa từng tồn tại bao giờ. Trời ạ, Long Tích đại lục không thấy. Đây là lực lượng diệt thế, thiên băng địa liệt. Vào lúc này mọi người run như cầy sấy, giờ phút này mọi người kinh hãi không cách nào nói nên lời. Đây mới thực sự là diệt thế, cả đại lục sụp đổ, đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào. Phanh, phanh, phanh. Lục Lâm Thiên xuất hiện trên không trung, nhưng lúc này không có gì có thể dung chuyển Lục Lâm Thiên mảy may, không gian nổ tung chẳng khác gì pháo hoa chúc mừng hắn. Thiên băng địa liệt. Đây mới thực là thiên băng địa liệt, đủ loại dị tượng, bao quanh Lục Lâm Thiên. Đại địa nứt vỡ hóa thành hư không vô tận, sâu trong hư không, năng lượng thiên địa không ngừng thẩm thấu ra, lập tức hội tụ vào nơi này, đều bao phủ chung quanh Lục Lâm Thiên, hình thành vòng xoáy năng lượng đáng sợ. Giờ phút này Lục Lâm Thiên chính là vương giả trong vòng xoáy vũ trụ, năng lượng hội tụ nhanh chóng và cực kỳ đồ sộ. Loại năng lượng đồ sộ này làm tất cả sinh linh phủ phục và mất cảm giác. Ầm ầm, năng lượng khủng bố càng ngày càng quán trú vào thân ảnh của hắn, năng lượng bạo động nổ tung đinh tai nhức óc trong hư không. Phanh, mọi người cảm giác được khí tức của Lục Lâm Thiên đã tăng lên rất nhiều, hắn đã đột phá. Không có ai biết, lúc này Lục Lâm Thiên chứng nhận chân lý niết bàn đã tăng lên bao nhiêu. Hiện tại Lục Lâm Thiên đột phá, nguyên đan chữ vạn không ngừng hấp thu năng lượng chung quanh, nương theo thiên uy ra thân chứng nhận chân lý niết bàn. Một lần nữa đột phá tự thân của nó. Ầm ầm. Tất cả trôi qua thật lâu, cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, dưới thiên uy khủng bố không có người quan tâm thời gian, khắp nơi vô cùng yên tĩnh. Chân lý niết bàn, phá.
Bỗng nhiên năng lượng thiên địa sinh ra vòng xoáy sau đó nổ tung. Phanh! Rốt cục trong vòng xoáy năng lượng này nổ tung, dùng lục lâm thiên làm trung tâm, năng lượng lập tức phóng lên trời. Lúc này mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh mặc áo giáp màu vàng bao phủ toàn thân, hào quang tử kim vần quanh nam tử đang đứng. Thân ảnh cao ngất đó đạp hư không, quanh người khí tức bàng bạc tới mức tận cùng, hai mắt có hào quang đen trắng vần quanh, khí tức kinh khủng bộc phát dữ dội. Đây là chân lý niết bàn cảnh sao? Lúc này mọi người đều biết rõ, giờ phút này nam tử giống như thần thích kia đã bước vào cấp độ hoàn toàn mới, cấp độ còn trên cả vô lượng niết bàn, dường như là chân lý niết bàn cảnh. Ở đây biết rõ chân lý niết bàn không nhiều lắm, thậm chí còn chưa từng nghe nói qua. Nhưng vào lúc này ai cũng biết rõ, chân lý niết bàn còn trên vô lượng niết bàn. Vô lượng niết bàn tương đương với tuyên cổ cảnh trung giai, trong tình huống bình thường. Vô lượng niết bàn tuyệt đối có khả năng chống lại tuyên cổ cảnh trung giai, cả hai khác nhau như trời và đất. Mọi người cũng bởi vậy có thể thấy được, lúc này nam tử như thần thích kia có thực lực bá đạo cỡ nào. Vốn từ sinh tử niết bàn cảnh, tam kiếp cùng qua, liên tiếp đột phá, người này giống như nghịch thiên. Trong phiến hư không này, thân ảnh lục lâm thiên xuất hiện, hư không khôi phục bình thường, thiên uy biến mất, mọi người từ từ đứng dậy, không trung yên tĩnh. Tất cả mọi người ngưng thần quan sát, đều nhìn chằm chằm vào nam tử như thần thích kia. Linh hồn lục lâm thiên vào lúc này run lên, ngay vào lúc chính thức đột phá bước vào chân lý niết bàn, lực lượng linh hồn bạo tăng, lục lâm thiên có thể cảm giác được, linh hồn của mình có thể xuyên thấu qua lỗ đen vũ trụ. Lỗ đen vũ trụ này tỏa ra khí tức vô cùng quen thuộc. Khi linh hồn của lục lâm thiên quan sát, xuyên thấu qua lỗ đen vô tận, bỗng dưng không gian mơ hồ không gì sánh được. Không gian mơ hồ làm cho Lục Lâm Thiên nhận ra, đây chính là linh vũ thế giới, lúc này hắn có thể quan sát khí tức linh hồn của sinh linh bên trong. Linh hồn lực nhạy cảm quan sát được, Lục Lâm Thiên phát hiện trong linh vũ thế giới năng lượng không ngừng tăng lên, tất cả sinh linh trên linh vũ đại lục đều chiếm được chỗ tốt lớn lao. Người Lục gia hiện tại, Lục Lâm Thiên cũng có thể nhìn trộm và linh hồn chấn động. Lục Lâm Thiên nhìn trộm phát hiện mẫu thân La Lan Thị dĩ nhiên là trực tiếp đạt tới cấp độ niết bàn. Mà trưởng lão Lục gia và không ít người thực lực tăng vọt khủng bố. Lúc này linh hồn Lục Lâm Thiên chấn động, linh hồn quan sát các nơi, không ngừng phân tán ra các hướng. Trong lúc linh hồn ý thức quan sát, trong đầu Lục Lâm Thiên xuất hiện 10 đạo thân ảnh, Lục Kinh Vân, Lục Xảo, Lục Tượng ba huynh muội đang ở trong không gian tiêu điều, khí tức ba người tăng vọt đáng sợ, Lục Kinh Vân mạnh nhất, trên người sinh ra khí tức vô thượng niết bàn. Lục Xảo và Lục Tượng hai tiểu gia hỏa đã là sinh tử niết bàn. Trong vô sắc thế giới, Lục Du Thược cũng sinh ra khí tức sinh tử niết bàn. Trong một dãy núi có nhiều nữ tử đang đứng, khí tức của Lục Doanh cũng là sinh tử niết bàn. Còn có hai thế giới khác, Lục Âm, Lục Thành, Lục Trực, Lục Phương bốn người đang cảm ngộ sinh tử niết bàn. Người cuối cùng làm cho Lục Lâm Thiên chấn động, đó là phụ thân Lục Trung, trên người của hắn tỏa ra chấn động cấp độ niết bàn. Phụ thân, Kinh Vân, Xảo Nhi, Tướng Nhi, ta đang ở trong thương khung chiến trường, các ngươi ở thế giới nào, nhanh chóng đến Thượng Thanh Đại Thiên thế giới vô sắc thế giới tìm kiếm phi linh môn. Linh hồn của Lục Lâm Thiên dẫn âm, chấn động linh hồn này người ngoài không nghe thấy. Suy suy, mọi người nín hơi quan sát, Lục Lâm Thiên mở mắt ra, trong mắt của hắn bắn ra hào quang đen trắng giống như hai thiên thạch phóng thẳng lên trời. Hai đạo tinh quang này xuyên thấu trời xanh. Vượt qua không gian thật dài, khí tức man hoang bộc phát dữ dội. Liên tiếp đột phá, đan điền khí hải, gân cốt cơ bắp, linh hồn không gian đang chiếm được chỗ tốt cực lớn, trở nên gấp gáp và thực lực tăng lên rất mạnh, loại chỗ tốt này sinh ra biến hóa tất cả, Lục Lâm Thiên vào lúc này có cảm giác khống chế thiên địa. Lực lượng trong cơ thể áp chế như núi lửa, sợ một khi dâng trào sẽ hủy thiên diệt địa. Khí thế quét qua các nơi, không gian chung quanh nứt vỡ dữ dội. Khí thế này làm đám người U La, Nguyên Hồn, Huyễn Lang ba người biến sắc, khí tức khủng bố này bộc phát, ba người hiện tại cảm giác thực lực Lục Lâm Thiên khủng bố tới mức không thể tin nổi. U La, Huyễn Lang, Nguyên Hồn ba người vốn muốn đợi đến khi Lục Lâm Thiên đột phá đến vô lượng niết bàn sau đó suy yếu nhất mới đánh chết hắn. Nhưng mà ba người này không ngờ Lục Lâm Thiên vượt qua ba kiếp, lúc này hoảng sợ không nhỏ. Không tốt, chạy mau. Dám người U La hô to. Lập tức lao thẳng tới phía trước, thậm chí mặc kệ lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc,
bọn họ vất vả tu luyện tới mức độ này, bọn họ cũng không muốn chết, lập tức ba người bỏ trốn nhanh như thiểm điện. Không tốt, ba gia hỏa này muốn trốn. Lục Linh, Phổ Tướng, Nguyên Hạt ba người biến sắc, muốn ra tay ngăn cản. Giết đệ tử quân đoàn Hùng Phong của ta, giết nhân tộc, giết sinh linh của chúng ta, các ngươi chạy không thoát. Giọng nói mỉa mai vang lên, hào quang đen trắng bắn thẳng tới các nơi. Xuy xuy, một đạo thân ảnh phóng thẳng lên trời cao. Siêu, siêu, lúc này hai chảo bao phủ trời cao, xé rách không gian sinh ra lỗ đen từ từ lan rộng ra bầu trời. Ầm ầm, trước hai chảo này, thời không loạn y, cả không gian lập tức chấn động, từng đạo khí tức khủng bố bộc phát dữ dội. Xoẹt, khí kình nóng bỏng xé rách không gian. Hai chảo này đánh ra làm không gian bị xé rách, dường như muốn xé rách thiên địa, trực tiếp cách không đánh thế giới vặn vẹo như bánh quai trèo, cả phiến không gian bị đánh tan nát. Lúc này Nguyên Hồn còn có Huyễn Lang hai người bị không gian áp bách, ba người này đầy sợ hãi, nguyên lực toàn thân bộc phát dữ dội, nhưng không cách nào thoát khỏi không gian áp bách. Phạm nhân tộc, giết không tha. Lục Lâm Thiên quát lớn, phất tay chấn động, hai chảo đánh nát hư không. Bành bành. Không gian bị xé rách, tất cả mọi người cảm thấy trái tim vô cùng rung động, khí tức khiến người ta hít thở không thông sinh ra. Xoẹt. Trong khoảnh khắc âm thanh khủng bố bạo phát, không gian sụp đổ ma diệt, năng lượng khủng khiếp quét qua các nơi. Huyễn Lang và Nguyên Hồn hai người biến thành Lang Linh chân thân cùng Phệ Linh chân thân, nhưng thân thể khổng lồ của hai người bị bóp nát, thế như trẻ tre, căn bản không cách nào chống cự. Hai tuyên cổ cảnh cao giai thực lực vô cùng khủng bố. Vào lúc này hoàn toàn không có lực chống cự. Không gian nứt vỡ, Nguyên Hồn và Huyễn Lang hai người nát vụn, tất cả biến mất trong không gian. Lúc này hai viên linh tinh hiện ra trên không trung, chứng minh Nguyên Hồn cùng Huyễn Lang hai đại cường giả đã chết. Tất cả mọi người ngây ngốc, đều không thể tin nổi, khí tức này quá mức khủng khiếp. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai, tu vị khủng bố như vậy bị nam tử trước mặt đánh chết như con sâu cái kiến. Xuy. Trong nháy mắt thân ảnh U La đã phá hư không biến mất trong không gian. Tu vị tuyên cổ cảnh cao giai muốn chạy trốn, đặc biệt là U La là cường giả dạ xoa nhất tộc muốn chạy trốn, sợ rằng ngay cả hóa hồng cảnh bình thường cũng khó ngăn cản. Trốn không thoát, phạm nhân tộc, chết. Lục Lâm Thiên quát lớn, sát ý dân trào, hắn ra tay lần nữa. Ngao, đao minh long ngâm vang vọng bầu trời, tay cầm, huyết lục, sinh ra huyết quang lập lòe, đồ án âm dương xoay tròn. Một đao kim huyết sắc bổ ra, kim huyết sắc đao vạch phá bầu trời. Xoẹt. Kim huyết sắc đao mang dễ dàng xé nát không gian thành cho tàn, cửu thiên không ngừng rung chuyển. Xoẹt. Đao quang màu vàng khủng bố tốc độ không thể tưởng tượng nổi chém thẳng vào U La đang bỏ chạy. Ken két. Thời điểm thân ảnh U La đang biến mất trong vòng xoáy không gian, đao mang làm không gian nứt vỡ, lực lượng hủy diệt không ngừng bức hắn hiện thân. Chân lý niết bàn. Quá khủng bố, mạng ta xong rồi. Trong nháy mắt này, U La sợ hãi tuyệt vọng, hắn kết thủ ấn quái dị sau đó hét lớn. Cường giả dạ xoa nhất tộc chú ý, thượng thanh thế giới hai đại liên minh xuất hiện chân lý niết bàn, không giết chính là tai họa lớn. Tạch, U La còn chưa nói xong, mọi người nhìn thấy U La bị một đao tử kim sắc chém qua, thân ảnh của hắn bị chém thành hai nửa, kế tiếp thân thể tan vỡ thành mảnh vụn. Một vết nứt không gian dài vạn mét xuất hiện khi đao quang chém qua, nó thôn phệ tất cả mảnh vỡ còn sót lại của U La. Xuy. Trong không gian vỡ nát xuất hiện viên linh tinh thứ ba, năng lượng bàng bạc tràn ra, trên linh tinh có sát khí của dạ xoa nhất tộc, đó là linh tinh của U La, không hề nghi ngờ dạ xoa nhất tộc tuyên cổ cảnh cao giai U La đã bị Lục Lâm Thiên chu sát ngoài vạn dặm. Ba tuyên cổ cảnh cao giai bị chém giết bằng hai chảo, một bị đao quang chém giết như con sâu cái kiến. Tất cả cường giả Thương Khung Minh nhìn thân ảnh đứng trên không trung, khiếp sợ khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ba tuyên cổ cảnh cao giai bị chém giết như sâu kiến, hoàn toàn không có lực phản kháng. Tất cả đi chết đi. Nam tử bao phủ trong lân phiến màu vàng, giờ phút này hắn không muốn dừng tay, sát ý dâng trào, cường giả phệ hồn nhất tộc và lang linh nhất tộc hội tụ cùng một chỗ, vô số tuyên cổ cảnh nhanh chóng biến mất tại chỗ. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu. Thời điểm thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện lần nữa, phất tay cầm, huyết lục, bổ ra vài đao, từng tiếng đao minh long ngâm vang vọng hư không. Đùng đùng.
Trong không gian, đao minh bén nhọn vang vọng hư không, mấy đạo đao mang nương theo khí tức nóng bỏng, hàn băng, trầm trọng, sinh cơ các áo nghĩa xuất hiện, sát phạt chi khí quét qua như bão táp. Sát ý cuồn cuộn, sát khí ngập trời, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, cả phiến không gian bị ảnh hưởng rất nặng. Ngao! Ô ô! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, tuyên cổ cảnh của lang linh nhất tộc và phệ hồn nhất tộc bị đánh chết dễ dàng, không có người nào chống lại được, thực lực đối phương mạnh hơn quá nhiều. Cường giả phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc hai tộc cộng lại cũng còn lại hơn 10 tuyên cổ cảnh sơ giai cùng trung giai. Nhưng trong giây lát này, chỉ trong nháy mắt vết nứt không gian đen kịt sinh ra, hơn 10 tuyên cổ cảnh bị chém giết sạch sẽ. Trốn đi, chạy mau. Người thương khung minh giết qua, chạy đi. Chạy mau, nhanh đi, chúng ta không phải đối thủ. Lúc này đại quân minh linh của phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc chiến đấu liên tục, lúc này cũng chỉ còn sót lại 8-900 vạn. Trong cảnh tượng rung động này, cũng không biết là ai hét lớn một tiếng, đám người hành động, phía sau tiếp trước, phô thiên cái địa, không ngừng bỏ chạy tứ tán. Phần phật, 8-900 vạn đại quân minh linh lúc này nhìn thấy ba tuyên cổ cảnh cao giai, hơn 10 tuyên cổ cảnh trung giai cùng sơ giai, đánh chết như con sâu cái kiến, lúc này không dám dừng lại. Minh linh hung hãn không sợ chết, nhưng tuyệt đối không phải là không sợ chết, từng đạo thân ảnh không ngừng bỏ trốn thật xa. Nhân tộc chúng ta hôm nay đại khai sát giới, phạm nhân tộc, giết không tha. Lục Lâm Thiên Đạp không đứng đó, nhìn thấy đại quân minh linh đang chém giết, ánh mắt sát ý ngập trời bắn ra kim sắc quang mang, khí tức lăng lệ bộc phát không dứt. Ầm ầm. Vào lúc này trên 9 tầng trời, đột nhiên điện thiểm lôi minh, cuồng lôi bộc phát. Đột nhiên không gian phong vân biến sắc, lăng không sinh ra mây đen áp đỉnh, cả không trung chấn động bất định. Trên không trung, Lục Lâm Thiên đứng đó, huyết lục thu liếm, trên trời xanh kim quang bộc phát như thần tích. Phần phật, thủ ấn ngưng kết vô cùng quỷ dị, kim sắc quang mang bạo phát, trên người Lục Lâm Thiên giờ phút này bộc phát uy áp khủng khiếp, năng lượng khuếch tán trong thiên địa, kim quang hội tụ cùng một chỗ, không ngừng tương liên với nhau. Ken két. Kim sắc quang mang tỏa ra các hướng, không gian đông cứng lại, sát khí lăng lệ bộc phát ra ngoài, sát phạt ngập trời, kim quang đại phóng. Phàm là người phệ hồn nhất tộc cùng lang linh nhất tộc bị không gian kim quang bao phủ đều đông cứng, sau đó bị sát khí lăng lệ bao phủ ép quỳ xuống đất. Kim quang rạng rỡ, sát khí lăng lệ bao phủ không trung, Lục Lâm Thiên trên thân có thanh linh khải giáp đạp không đứng trên cao, một cột sáng kim quang bao phủ quanh thân, không trung gió nổi mây phun. Sau lưng thiểm điện hàng lâm, trong nháy mắt kim quang lan tỏa ra các hướng. Mấy trăm vạn đại quân minh linh chẳng chịt trên hư không, ánh mắt sinh ra hàn ý, Lục Lâm Thiên há mồm quát. Âu Dương thống lĩnh hãy yên nghỉ, ta sẽ dùng ngàn vạn minh linh đưa tiễn ngươi. Tiếng quát như kinh lôi vang vọng các nơi, khi Lục Lâm Thiên quát lớn, kim quang bộc phát dữ dội, cả không gian vặn vẹo, cả phiến không gian sinh ra chấn động dữ dội. Trăm vạn minh linh trong không gian bất động như cá nằm trên thớt. Mấy trăm vạn đại quân minh linh lúc này vô cùng kinh hãi, không gian màu vàng quỷ dị này bao phủ bọn họ. Lúc này không biết xảy ra chuyện gì, nguyên lực linh thể mấy trăm vạn minh linh bị cắn nuốt dữ dội, loại thôn phệ này bọn họ không cách nào ngăn cản. Ầm ầm, bỗng dưng cửu thiên dung chuyển không ngớt, uy năng vô cùng thẩm thấu ra, Lục Lâm Thiên Đạp không đứng đó, áo giáp vàng tỏa sáng, hai mắt bắn ra sát ý bá đạo. Khí thế bao phủ thiên địa. Bát hoang thiên địa quyết, nhất quyết thôn thiên thế, nhất quyền chấn bát hoang. Tiếng quát vang lên, Lục Lâm Thiên vung quyền đánh vào hư không, một quyền đánh xuyên hư không. Quyền kình mang theo lực lượng hủy diệt cực lớn, vô số vết nứt không gian đen kịt làm lòng người chấn động, lúc này phủ phục xuống đất, khí tức diệt thế khủng bố làm cho người ta không dám sinh lòng phản kháng. Ầm ầm, một quyền này đánh nát không gian, phá hủy không gian quen đường. Đột nhiên mấy trăm vạn minh linh bị khí tức hủy diệt khủng bố này bao phủ thân thể. Rầm 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 bang bang. Cả phiến không gian lúc này nổ tung, cả phiến không gian bị một quyền này đánh thành cho tàn. Năng lượng cuồng bạo không ngừng bao phủ các nơi, thiên băng địa liệt, cửu thiên dung chuyển giống như diệt thế. Có thể nói gần ngàn vạn đại quân minh linh bị một quyền này đánh thành bụi bặm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra, lập tức bị hủy diệt hoàn toàn. Chỉ một quyền gần ngàn vạn đại quân minh linh đều thần hồn câu diệt, lực lượng áp đảo cửu thiên. Không gian hoàn toàn yên tĩnh đến mức tĩnh mịch, mọi người cảm thấy tim đập rộn lên, trái tim như nhảy ra khỏi cổ họng,
cảnh tượng cỡ này làm mọi người rung động rất mạnh. Tất cả mọi người nhìn qua nam tử giữa không trung kia, khí thế bá tuyệt và sát khí lăng lệ bộc phát dữ dội. Một quyền đánh chết gần như ngàn vạn minh linh, gọn gàng, đây mới thật sự là sát thần, đây mới thật sự là giết chóc. Xì xào. Từng âm thanh nuốt nước bọt vang lên, từng ánh mắt phải thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Tam kiếp cùng độ, nghịch thiên mà đi, dưới thiên lôi phá rồi lại lập, ngôi sao làm thang, nhật nguyệt làm đường, một đường đạp thiên, ngạo nghễ thiên địa, đao diệt tuyên cổ cảnh cao giai, quyền diệt ngàn vạn minh linh. Thân ảnh đứng giữa không trung giờ phút này đã in dấu sâu trong linh hồn mọi người, không ai có thể lái thân ảnh này đi được. Yên tĩnh, tĩnh mịch, không ai lên tiếng, ngay cả Lục Linh, Nguyên Hạt, Vô Tướng, Phá Thổ, Mộ Linh Lạc cũng phải thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Lục Lâm Thiên Đạp không đứng lơ lửng, sát ý trong mắt từ từ thu liếm, nhìn qua trời cao, thì thào. Âu Dương thống lĩnh, hãy yên nghỉ, huynh đệ nhân tộc thú tộc vẫn lạc, nghỉ ngơi đi. Đoàn trưởng Tăng Thanh Thế Quân đoàn hùng phong chúng ta. Phá Thổ ngẩng đầu, nghe vậy, ánh mắt khẽ run, trong lòng chua xót, ánh mắt ướt át, lúc này hắn cung kính quỳ xuống. Đoàn trưởng Tăng Thanh Thế Quân đoàn hùng phong chúng ta. Nhìn thân ảnh bá tuyệt thiên địa kia, 20 vạn đệ tử quân đoàn hùng phong còn lại rung động, cung kính đạp không quỳ một gối, tiếng gầm cuồn cuộn vang vọng hư không. Lục phó thống lĩnh tăng uy thế tộc ta. Dám người Trình Tinh ánh mắt rung rung, lúc này không cách nào diễn tả tâm trạng bọn họ, lập tức quỳ một gối hô to. Lục phó thống lĩnh Tăng Thanh Thế Liên Minh quân bộ chúng ta. Băng Thiên Lý, Cô Lang hành lễ. Lục phó thống Tăng Thanh Thế Thương Khung Minh. Kinh Lôi cầm đầu Thái Hoàng thế giới cam tâm tình nguyện hành lễ. Lục phó thống lĩnh Tăng Cường Thanh Thế Thương Khung Minh chúng ta. Lúc này Thượng Thanh Thế Giới cùng Thái Hoàng Thế Giới tuy xem như chiến thắng, làm cho Thiên La Minh Minh Linh tổn thất không nhẹ. Nhưng mà dù thế nào Thái Hoàng Thế Giới và Thượng Thanh Thế Giới có hơn 2.000 vạn đại quân, lúc này đã vẫn lạc hơn một nửa, cũng có không ít trọng thương sắp chết. Cho dù chiến thắng, đây cũng là chiến thắng thảm thiết đến mức tận cùng, thực lực không đủ đi vào trong thương khung chiến trường chẳng khác gì con sâu cái kiến, tất cả đều cần dựa vào thực lực. Trận chiến huyết tinh thảm thiết này chấm dứt, không có người nào nghĩ tới kết quả cuối cùng, một nam tử áo xanh tam kiếp cùng độ, nghịch thiên mà đi, dưới thiên lôi phá rồi lại lập, lấy ngôi sao làm thang, nhật nguyệt làm đường, một đường đạp thiên, thiên băng địa liệt, ngạo nghễ thiên địa, cuối cùng đao diệt tuyên cổ cảnh cao giai, quyền diệt ngàn vạn minh linh, dễ dàng tiêu diệt đại quân minh linh, ưu thế bá tuyệt thiên địa. Bên ngoài 20 ngày sau, Lục Lâm Thiên trở lại tổng bộ quân đoàn Hùng Phong. Lại tiến vào trong thiên trụ giới tầng thứ 7 11 ngày. Bên ngoài 11 ngày, trong thiên trụ giới tầng thứ 7 thời gian đã qua 2 năm. Hô! Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm chọc khí, ánh mắt từ từ mở ra, khí tức man hoang tuyên cổ bộc phát, ánh mắt bắn ra hào quang xuyên thủng không gian. Thời gian 2 năm, rốt cục cũng ổn định chân lý niết bàn cảnh. Lục Lâm Thiên thì thào, hắn chìm vào trong cơ thể, lúc này đặt chân đến chân lý niết bàn cảnh. Cơ thể của hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất, gân cốt cơ bắp, ngũ tạng lục phủ đều cường hóa tới mức tận cùng. Đặc biệt đan điền khí hải và linh hồn không gian, khi Lục Lâm Thiên quan sát cũng phải rung động thật lớn, hiện tại đan điền khí hải lớn tới mức không thể tưởng tượng, hơn nữa nguyên lực trong đan điền khí hải cũng sinh ra biến hóa cực kỳ to lớn. Nguyên lực trong người sinh ra ánh huỳnh quang, khí tức giống nguyên lực nhưng nó lại ngưng thực hơn rất nhiều. Loại nguyên lực này một khi bộc phát có uy năng khác biệt với nguyên lực lúc trước như trời và đất. Lục Lâm Thiên rung động, chắc đây là biểu tượng của chân lý niết bàn cảnh. Diện tích không gian linh hồn trong dầu cũng là Lục Lâm Thiên thỏa mãn, cường độ linh hồn lực không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tâm thần nhìn trộm linh hồn, Lục Lâm Thiên nhớ tới ngày đó mình đột phá, cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì hắn có thể quan sát linh vũ đại lục và người lục gia, cũng tìm được phụ thân Lục Trung cùng Lục Kinh Vân. Lục Sảo, Lục Tượng ba tiểu gia hỏa tung tích không rõ. Linh hồn ý thức quan sát, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được dường như mình đột phá đã mang lại cho linh vũ thế giới và người Lục gia chỗ tốt rất lớn. Lục Lâm Thiên không biết Lục Kinh Vân và phụ thân Lục Trung có nghe được linh hồn truyền âm của mình hay không, nhưng mà nội tâm Lục Lâm Thiên cũng yên tâm lại, ít nhất phụ thân cùng ba tiểu gia hỏa Lục Kinh Vân không có chuyện gì. Hô! Hít sâu một hơi, Lục Lâm Thiên cảm giác trong người biến hóa. Hơi nắm tay không gian hội tụ chung quanh, trực tiếp vặn vẹo trong tay hắn, nhất cử nhất động cũng có thể làm thiên băng địa liệt.
chân lý niết bàn, quả nhiên không giống bình thường. Lục Lâm Thiên thì thào, hắn cười vui vẻ, hiện tại với tu vị tuyên cổ cảnh cao giai hắn lật tay là diệt, chân lý niết bàn, với tư cách một giai cuối cùng trong đại thừa niết bàn, Lục Lâm Thiên đã biết được sự khủng bố của nó. Chứng nhận chân lý niết bàn, Lục Lâm Thiên cũng biết chân lý niết bàn tồn tại, tam kiếp còn làm nội tâm Lục Lâm Thiên kiêng kỵ, đặc biệt là đại kiếp nạn cuối cùng quá khủng khiếp, thiếu chút nữa bản thân mình cũng không áp chế nổi. Dường như thân thể sinh ra biến hóa không nhỏ, chẳng lẽ bất diệt huyền thể còn có thể tiếp tục tăng cường sao? Trong tam kiếp có 9999 đạo vô lượng tịch diệt đại lôi kiếp, Lục Lâm Thiên phát hiện sau khi mình thừa nhận vô lượng thiên lôi oanh kích, bất diệt huyền thể còn có biến hóa thật lớn. Nhìn thấy vô lượng thiên lôi oanh kích, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được bất diệt huyền thể của mình còn mạnh hơn trước kia. Bất diệt huyền thể biến hóa làm cho Lục Lâm Thiên không rõ nguyên nhân, chỉ có thể suy đoán có quan hệ với vô lượng thiên lôi, lập tức không nghĩ nhiều nữa. Ngược lại gần đây tử lôi huyền đỉnh biến hóa làm cho Lục Lâm Thiên hiếu kỳ, tử lôi huyền đỉnh sinh ra động tĩnh quá lớn, nó mấy lần thôn phệ thiên lôi. Chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên càng cảm giác, tử lôi huyền đỉnh tuyệt đối không phải hậu thiên linh khí bình thường, trong tử lôi huyền đỉnh có quá nhiều điểm bất phàm, hậu thiên linh khí làm sao có thể rèn ra bất diệt huyền thể thể chất bía y thái được chứ? Biết rõ tử lôi huyền đỉnh bất phàm, hiện tại Lục Lâm Thiên không tìm ra nó có lai lịch gì. Không biết vật trong thạch thất thứ 6 là gì. Lục Lâm Thiên thì thào, hắn cười vui vẻ, nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay hắn. Lần trước niết bàn cảnh mở ra thạch thất thứ 5, bên trong có bát hoang thiên địa quyết đệ nhị quyết, uy năng còn mạnh hơn đệ nhất quyết gấp 10 lần, nó thật sự quá khủng bố. Suy, tâm thần khẽ động, Lục Lâm Thiên quan sát nhẫn chữ vật phong cách cổ xưa phát sáng, bí vân quanh quẩn, nương theo đó là ánh sáng màu xanh lập lòe. Tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát chín thạch thất kia. Chín thạch thất phong cách cổ xưa, có màu xanh xuất hiện, khi tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát, cấm chế trên thạch thất thứ 6 mở ra, lập tức cấm chế tiêu trừ, tâm thần Lục Lâm Thiên không kìm được xâm nhập vào bên trong. Tâm thần quan sát, trong thạch thất thứ 6 có 3 vật, một là tượng đá giống như thạch thất thứ 4 và thứ 5, tượng đá phong cách cổ xưa trầm trọng, tư thế phát tay ra quyền, cũng không phải là tay, mà là đổi thành một chân. Tạo hình trông rất sống động. Trên tượng đá có chấn động truyền ra, làm cho Lục Lâm Thiên không khó biết rõ, chỉ sợ đây là bát hoang thiên địa quyết đệ tam quyết, đoán chừng còn mạnh hơn hai quyết trước, bằng không cũng không bị sư phụ đặt vào thạch thất thứ 6 này. Vật thứ 2 chính là ngọc bài, trên ngọc bài có một ít bí vân, nhìn thấy ngọc bài này, Lục Lâm Thiên lập tức nghĩ tới sư bá Tam Kỳ lão nhân. Lục Lâm Thiên còn nhớ rõ sư bá Tam Kỳ lão nhân đã cho mình một khối như thế. Ngọc bài này là tiêu chí của tuyên cổ điện, chính là thân phận của Tam Kỳ lão nhân trong tuyên cổ điện. Lúc này Lục Lâm Thiên quan sát ngọc bài này, không khó nhìn ra nó còn cao cấp hơn sư bá Tam Kỳ lão nhân một ít, khí tức trên ngọc bài cũng khác biệt. Lục Lâm Thiên không rõ về tuyên cổ điện cho lắm. Theo những gì Lục Lâm Thiên biết, tuyên cổ điện không phải thế lực gì, chỉ là một tổ hợp, giống như sư phụ Lục Thành ba người thiên cuồng tam đạo nhân phi thiên đạo tặc. Nghe nói tuyên cổ điện còn thần bí hơn phi thiên đạo tặc không ít, thậm chí người bình thường không biết về tuyên cổ điện. Tuyên cổ điện vẫn phủ lên sắc thái thần bí, nghe nói người tuyên cổ điện ít nhất phải có tu vị niết bàn cảnh mới có thể gia nhập, trọng yếu nhất là, người đó phải đồng thời mang theo ít nhất hai chủng áo nghĩa kỳ lạ mới có thể gia nhập. Tuyên cổ điện tụ tập cường giả của 3.000 đại thế giới, cho nên yêu cầu gia nhập cũng rất bía y thái. Yêu cầu người gia nhập phải có hơn hai loại áo nghĩa kỳ lạ mới được, đây không thể nghi ngờ đại biểu thực lực của người trong tuyên cổ điện rất bía y thái, thậm chí có thể nói là tồn tại đỉnh phong trong đồng cấp. Lúc này sư phụ lão nhân ra đặt ngọc bài tuyên cổ điện trong thạch thất thứ 6, cũng đủ để đại biểu ngọc bài này không phải vật tầm thường. Lục Lâm Thiên suy đoán, chính mình sau này phải đi tới tuyên cổ điện mới được, tuyên cổ điện có địa vị siêu nhiên trong 3.000 đại thế giới. Cho dù là Chiến Thiên Liên Minh và Vạn Thiên Liên Minh cũng không thể so sánh. Lục Lâm Thiên lúc này dò xét vật thứ ba, đó là một thanh trường cung óng ánh. Trường cung này khác với cung tiễn bình thường, tuy nhiên đều là trường cung, nhưng mà trường cung này cho người ta cảm giác lăng lệ và nặng nề. Tạo hình của cung kỳ lạ, trên trung điêu khắc long phượng, mặt ngoài trường cung cong rất đẹp, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng khí tức trên cung làm rung động lòng người. Làm không ít người hãi hùng khiếp vía. Thông linh bảo khí, trường cung này là thông linh bảo khí.
Lục Lâm Thiên người mang hai kiện thông linh bảo khí, lúc này ý thức dò xét, hắn biết trường cung này là một kiện thông linh bảo khí chân chính. Sư phụ lão nhân gia lưu lại thông linh bảo khí chắc chắn không đơn giản. Xuy. Tâm thần khẽ động, Lục Lâm Thiên gọi trường cung ra khỏi nhẫn chữ vật. Ông. Cầm trường cung trong tay, lập tức tiếng sấm gió vang lên, lòng bàn tay Lục Lâm Thiên như bị điện giật, thân thể lui ra sau hai bước, trường cung này nặng như Thái Sơn áp đỉnh, thiếu chút nữa làm Lục Lâm Thiên tan vỡ. Trường cung thật tốt. Lục Lâm Thiên đang sợ hãi thán phục. Vào thời điểm này đồ án long phượng trên trường cung sinh ra bí vân quấn quanh tay Lục Lâm Thiên. Hào quang chói mắt tỏa ra như mặt trời, nương theo đó là phong thuộc tính áo nghĩa bộc phát, phong thuộc tính áo nghĩa quét qua mọi thứ, kể cả Lục Lâm Thiên cũng thế. Xuy. Trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Lâm Thiên lúc này xuất hiện trong không gian lạ lẫm. Trong không gian này, không gian gợn sóng lắc lư, phong thuộc tính áo nghĩa ngập trời, cuồng phong gào thét nơi nơi. Thế giới trong thông linh bảo khí sao? Lục Lâm Thiên cười khổ, hắn đã luyện hóa hai kiện thông linh bảo khí, lúc này Lục Lâm Thiên cũng biết rõ đây là thế giới trong thông linh bảo khí. Đây là thông linh bảo khí phong thuộc tính, trừ phi mình qua được khảo nghiệm phong thuộc tính, bằng không cũng chỉ có thể khốn chết hoặc thất bại trong đây. Lĩnh ngộ phong thuộc tính áo nghĩa đã sớm là áo nghĩa kế cuối của Lục Lâm Thiên. Lúc này muốn qua được cửa của thông linh bảo khí này, Lục Lâm Thiên sợ cần thời gian dài mới được, đoán chắc phải lĩnh ngộ yếu lĩnh trong đó mới được. Không gian này sinh ra cuồng phong gào thét, lực lượng tuyệt đối không phải bình thường. Lĩnh ngộ. Khóe miệng Lục Lâm Thiên cười vui vẻ, lần nữa đạt được một kiện thông linh bảo khí, đây là chuyện tốt, lúc này sư phụ lão nhân gia cho hắn đồ vật quá tốt, thông linh bảo khí này chắc chắn không đơn giản. Trong không gian tiêu điều có ba thân ảnh đang đứng. Một người trong đó là thiếu nữ ăn mặc cuồng dã, thần thái sáng lạn, đôi mắt to như minh châu, nói với thanh niên bên cạnh. Chúng ta cũng đã đặt chân sinh tử niết bàn, vì sao đại ca không có động tĩnh? Thực lực đại ca còn hơn chúng ta, thời gian tất nhiên cần lâu hơn, một tháng chúng ta mới đặt chân sinh tử niết bàn, đại ca cần thời gian lâu hơn là đương nhiên. Thanh niên này cười tạ dị, chính là Lục gia lão bát Lục Tượng, mỹ nữ tuyệt thế bên cạnh là bố nhi cùng Lục Xảo. Ca, người nói chúng ta đột phá liên tục như thế có kỳ quái hay không? Ánh mắt Lục Xảo nghi ngờ nhìn qua Lục Tượng, bộ dáng nghi hoặc khó hiểu. Ta cũng không rõ, nhưng suy đoán có quan hệ tới phụ thân, lúc trước thời điểm kim thuộc tính đại thành, người Lục gia được thiên địa chiếu cố, hoàng khí gia thân, thực lực toàn tộc tăng lên không ít, huyết mạch càng gần phụ thân thì chỗ tốt càng lớn. Lục Tượng sờ sờ chóp mũi, ánh mắt sáng ngời, nói. Ba huynh muội chúng ta đạt được chỗ tốt rất lớn, ta suy đoán cũng có quan hệ cực lớn tới phụ thân. Cũng không biết phụ thân đang ở đâu, ta nhớ phụ thân. Lục Xảo nói nhỏ, đôi mắt đầy thương cảm. Ánh mắt Lục Tượng nói với Lục Xảo. Muội muội, người lúc đột phá không biết gì sao, dường như ta nghe được lời của phụ thân. Lục Xảo nghe vậy, lại nhìn Lục Tượng, lập tức hưng phấn kích động, ánh mắt đầy cao hứng, nói. Ca ca. Người cũng nghe được sao, ta còn tưởng rằng là ta quá nhớ phụ thân nên gặp ảo giác đấy, ta nghe phụ thân nói mình đang ở thương khung chiến trường, còn bảo chúng ta đi vô sắc thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới tìm phi linh môn. Ta cũng nghe qua phụ thân nói thế. Lục Tượng hưng phấn, hai người đều nghe được, vậy chắc chắn không sai.